Ta sở hữu kỹ năng bị động siêu cấp tập 37, chỉ giới lực trường chúc các bạn xem video vui vẻ, khi người quá đáng, là ấn lập tức bị lửa giận làm cho choáng váng đầu óc. Lúc này, cho dù gánh lấy nhiệm vụ triều la thiên cung, không thể tùy tiện đắc tội truyền nhân thái Hưu thế Gia trở lên tại đông thiên vương thành, gã cũng không nhịn được, gã muốn hỏi thân phận từ thiếu, từ thiếu hỏi một đằng, trả lời một nèo, gã dùng lễ chào hỏi, đối phương lại chỉ châm chọc khiêu khích, huống chi, tham gia thiên la chiến, bất luận sinh tử, có tiền đề như vậy sau này cho dù bán thánh thế ra đến gây phiền toái gã cũng có lý do thoái thác có năng lực phủ sạch liên quan đến cái chết của thử thiếu, thiếu phải ở trong mắt la ấn tên từ thiếu tự đắc ế đang đưa lưng về phía mình kia còn không ngừng cuồng cười giờ phút này đã là một người chết xa bà thánh thể mở la ấn hơi ngửa đầu từ thái tùy ý trương dương quần áo luyện công theo gió mà động vang lên xào sạt nguyên tố trong hư không tựa hồ đạt được kêu gọi hóa thành điểm điểm tinh quang nhanh chóng tụ hợp vào khí hải giải phong cấm chế trong cơ thể trên người la ấn tỏa ra kim sắc bảo quang sau đó bảo quang thu liễm tụ lại ở trên cánh tay phải của y trong lúc nhất thời cánh tay phải kim quang rực rỡ tựa như áo giáp tinh thạch cứng rắn nhất thế gian xa bà chiến quyền một quyền cách không đánh thẳng tới tử thiếu đang đưa lưng về phía mình cẩn thận một tử tịch trốn ở trên cây nàng nhìn lộ tuyến kim sắc quang quyền đánh tới dẫn theo tiêu vãn phong lách mình tránh đi đồng thời vẫn không quên cao giọng nhắc nhở từ tiểu thụ nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng mãnh liệt phát hiện âm thanh xung quanh đã hoàn toàn biến mất giờ phút này ngay cả không khí cũng bị mẫn diệt toàn bộ nguyên tố giữa thiên địa đều bị xa bà thánh thể thôn phệ hầu như không còn một quyền biến thiên địa thành chân không toàn bộ năng lượng dưới la ấn phát tiết lửa giận không chút khách khí oanh tới từ thiếu không trước phòng bị từ thiếu tiêu vãn phong mở to miệng cũng muốn hô lên mặc dù từ thiếu đối với mình có hơi quá mức nhưng mình dù sao cũng đang tìm đại thụ che mưa che nắng tuy lúc trước bị ngược đến chưa sót thế nhưng thời khắc mấu chốt từ thiếu đều sẽ ra tay cứu mình cho nên tiêu vãn phong sao có thể để từ thiếu nhìn như không đứng đắn nhưng trong lòng vẫn có người mình chết ngay trước mặt được sự vật xung quanh tựa hồ biến chậm xa bà chiến quyền oanh ra kim quang trong quá trình tiến lên tạo thành một đạo cầu vòng sáng trói mà quang mang kia tiến vào trong mắt tiêu vãn phong lại hóa thành bộ sáng khác một thanh trường kiếm màu vàng còn người tiêu vãn phong rung động mãnh liệt y nhất thời nghĩ đến nếu như mình dùng tàng kiếm thuật lách mình đến phía sau từ thiếu thu nạp toàn bộ năng lượng kia không cần chống nấy chỉ cần trở tay hắt ngược ra ngoài đây đây không phải đồ truyền tinh di sao tiêu vãn phong hưng phấn y cũng không biết bản thân mình đã phát sinh chuyện gì sao đột nhiên có suy nghĩ lớn mật như thế nhưng từ khi mười dặm kiếm minh xuất hiện y liền cảm giác thiên địa kiếm đạo tơ hồ đã không còn che che giấu giấu trở nên rõ ràng hơn rất nhiều đối với thí nghiệm minh ngộ trong đầu tựa như có thần trở tâm tưởng sự thành ta có thể cứu hắn giờ phút này tiêu vãn phong có đến mười hai thành chắc chắn y vô thức vùng vẫy một hồi, muốn thoát khỏi bàn tay nhỏ của mục tử tịch, chạy tới cứu viện nhưng mà. Động cái gì mà động, mục tử tịch không chút khách khí thưởng y một cái bục đầu, lần nữa sách tên gia hòa không biết sống chết kia lên. Tiêu vãn phong cảm thấy cỗ kém chút bị vặn gãy, đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng bỏ lỡ thời khắc mấu chốt, muốn cứu viện, đã không còn kịp. Oanh, vị trí từ thiếu chuyển đến một tiếng nổ vang, sóng khí kinh khủng bành trướng quét sạch tứ phương, thổi đám tuyển thủ tham gia trận chung kết bay nào, bạo tạc như thế, không phải tuyển thủ tiên thiên ở đây có thể ngăn cản đám tuyển thủ trên trận không nhìn thấy nhưng đám người trên khán đài lại thấy rất rõ ràng một sát na trước bạo phá từ thiếu dường như biến mất không thấy hắn biến mất ta nhìn lầm là hắn thuần di hay trực tiếp ở trung tâm bạo phá bị sóng nhiệt chôn vùi nhìn sau lưng la ấn đóa một tiếng khán giả mắt sắc như ưng sau khi từ tiểu thụ dùng tiểu thất thuật lúc này thông quan nhất bộ đăng thiên xuất hiện ở phía sau la ấn đối với hắn mà nói cho dù bạo phá mạnh hơn chỉ cần không gian không bị đánh nát khiến cho quy tắc không gian bất ổn dưới gầm trời này không có bất kỳ chiêu thức nào có thể khóa chặt mình nguy động thủ trước a à, khinh thường một câu khóe môi từ tiểu thụ nhếch lên đồng dạng không chút khách khí oanh ra một quyền khác với xa bà chiến quyền sáng chói rực rỡ nắm đấm của từ tiểu thụ quả thực khách khí đến cực điểm không có nửa điểm quang mang lấp lóe thậm chí rơi vào trong mắt luyện linh sư bên trong cũng không ẩn chứa nửa phần linh nguyên chỉ đơn thuần là lực lượng nhục thân hắn đang đùa đấy à người xem trên khán đài nhất thời bị dọa một quyền này là định gãy ngứa cho lạ ấn nhưng ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề nhìn môn đạo lạ ấn cũng tu luyện nhục thân sao có thể không cảm giác được bên trong một quyền giản dị tự nhiên kia ẩn chứa lực đạo kinh khủng đến cỡ nào đến cùng là thánh thể gì thuộc tính bạo tạc còn có lực lượng nhục thân như thế cho dù trong lòng không hiểu nhưng vẫn không ảnh hưởng la ấn cấp tốc trùn xuống phản vẩy một quyền muốn nganh tiếp nắm đấm của từ tiểu thụ la ấn đấm ra một quyền đồng dạng trong thời khắc điện quang hỏa thạch liễm tụ vô tận linh nguyên lần nữa hóa thành một thức xa bà chiếm quyền liễm lực tái phát như mũi tên nước đổ khó hốt thời khắc la ấn tưởng rằng hai người sẽ bắt đầu ngạnh cương trong chớp mắt quyền đầu giao phong chỉ thấy tử thiếu cười hắc hắc bộ dáng người trùng kế một giây sau thân thể hắn đột nhiên biến mất oanh một đạo kim quang sáng chói không nói hai lời oanh phía chân trời hóa thành lưu quang màu vàng sông đến khán đài người xem đại loạn nhưng lưu quang còn chưa anh tới một vị lão giả đã xuất hiện phất tay áo thu lấy thần thông kia bành sau khi đám người bối rối lập tức nghe thấy dưới lôi đài vang lên đạo tiếng vang thứ hai mà thời điểm tiếng vang thứ hai xuất hiện là ấn liền không chút hình tượng che lưng lảo đảo tiến lên y không dám tin quay đầu trong mắt có kinh ngạc hô giữa sân từ tiểu thụ thổi thổi nắm đấm ha ha nói ra người gọi xa bà chính quyền bản thiếu gia gọi vô địch thận quyền không cần kinh ngạc kỳ thật nếu nói kinh ngạc từ tiểu thụ mới là người kinh ngạc hơn uy lực một quyền này lớn bao nhiêu bản thân hắn rõ nhất nhưng tông sư chi thần không chút khách khí oanh kích hơn nữa còn dưới tình huống đánh lén vẫn chỉ có thể khiến la ấn lảo đảo rút lui mấy bước đổi thành người khác giờ phút này đã trên năm xẻ bảy thánh thể thật mạnh như vậy từ tiểu thụ có hơi trở dạ không muốn so xem nhục thân ai cứng hơn ra hỏa này đúng là cứng đến phát rồi, phát sinh chuyện gì khác với từ tiểu thụ minh ngộ hơn phân nửa người xem đều đang mộng bức rõ ràng là một quyền cứng đối cứng sao từ thiếu không có việc gì ngược lại là ấn từ phương hướng mình ra quyền, từ từ tiến lên, thoạt nhìn, là ấn giống như vừa mới đánh vào không khí, mà từ thiếu chân chính, đã sớm ẩn núp tốt trong bóng tối lén lút di chuyển tới sau lưng đối phương. Thuần di, là ấn không kinh thán lực lượng của từ thiếu, chỉ kinh ngạc đối phương tại thời khắc mấu chốt, biến động bộ pháp, trong nháy mắt đó, mặc dù hoàn toàn không cảm giác được không gian ba động, nhưng đối phương cũng không phải trực tiếp thuấn di, mà là chân chính biến mất, sau đó lần nữa xuất hiện, nói cách khác, từ thiếu lâm thời biến chiêu căn bản không chỉ dùng một thức không gian ba động biến mất hẳn là bị một thức linh kỹ không biết tên phía trước che giấu mà nếu thật là thuấn di đây không khỏi quá kinh khủng đi chậm rãi đoán nha từ tiểu thụ vui tươi hớn hở nói từ trong giới chỉ trước ngực móc ra tàng khổ nói thật hiện tại lực lượng nhục thân đã không còn là át chủ bài mạnh nhất lúc này cũng không thể lấy ra danh kiếm diễm mãng hung kiếm hữu tứ kiếm dù sao khả năng cao sẽ bại lộ thân phận mình như vậy muốn dùng kiếm chỉ còn lại tàng khổ bảo bối đã lâu không gặp từ tiểu thụ cúi đầu vút ve tàng khổ hồi lâu không dùng trong mắt lấp lóe ánh sáng nhạt hắc kiếm được quan kiếm thuật tầm bổ đã thăng đến thất phẩm linh kiếm giống như mình cũng là tiên thiên đỉnh phong mà một thanh thất phẩm linh kiếm cho dù có được danh tự độc lập tính cách kỳ hoa nhưng ở trong mắt người ngoài vẫn hoàn toàn không đáng chú ý cho dù truy đến thiên tăng linh cung tin chắc bên trong linh cung cũng có không ít người dùng linh kiếm dáng vẻ này ông tàng khổ vừa ra liền phấn khởi nhảy một cái toàn bộ bụi kiếm của kiếm tu đều bắt đầu nhẹ nhàng rung động tiêu vãn phong trở tay nắm chặt kiếm gỗ lắc lư trên lưng mình thần sắc nhảy cứng mặc dù vừa rồi không thể cứu viện từ thiếu nhưng hiện tại nghĩ lại đúng là mình đã xúc động từ thiếu là kiếm tông chân chính lúc đó tâm tình kích động mình chỉ là phàm nhân lại đi lo lắng cho kiếm tông hiện tại nghĩ lại đúng là hoang đường kiếm sự thật chứng minh cảm xúc nhân loại không tường hỗ lẫn nhau thời điểm từ thiếu rút kiếm đám người cũng lần nữa buồn bực, cho nên, kỳ thật từ đa không chỉ có thánh thể, không chỉ có thuộc tính bạo tạc, mà còn là một tên kiếm tu, khán giả đều có chút không tin, nhưng nhìn thấy bội kiếm toàn trường rung động, bọn họ không thể không tin, đoán chừng kiếm đạo ý cảnh của từ thiếu, còn không thấp, đúng vật, dù sao một tên hạ nhân, đã có thể thức tỉnh ra tiên thiên kiếm ý, hắn sao có thể. Ngoạn tào, hắn sẽ không phải là kiếm tông đấy chứ, sau khi đám người hoàn toàn minh ngộ trang diện vạn kiếm tể minh, có chút không đúng, La Ấn cũng đồng dạng ý thức được chuyện này, kiếm tông, y khẽ giật mình, lập tức phi thân lao lên, kiếm tông thì như thế nào, chỉ cần là cận chiến, cho dù rút kiếm, cũng không chống đỡ được thánh thể, nào ngờ La Ấn vừa mới phi thân tiến lên, thân ảnh từ thiếu ở trước mặt đã biến mất, lại là thuấn di, bước chân La Ấn mạnh mẽ ngừng lại, mở rộng linh niệm, lập tức nhìn thấy từ thiếu xuất hiện ở tích phía sau, một bước, hai bước, ba bước. Sa hỏa này dường như dùng quá nhiều sức, sau khi thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người, liền nâng chân bước đi ba bước, kế tiếp mới chậm chậm thu kiếm vào vỏ, hắn tựa hồ còn đang đắm chìm vào trong ý cảnh bản thân. Nhà nhã đưa tay vuốt sợi tóc loạn trên trán. Sau đó đạm mạc nói ra, tây phong, điều tuyết, cạch, thân kiếm hoàn toàn vào vỏ, hộ thủ va vào miệng vỏ kiếm, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng. Trên người từ thiếu chợt có linh nguyên ba động, hắn vuốt cuộc dùng đến linh nguyên, nhưng mục đích là để thông gió. Hắn muốn tạo ra cảm giác có gió phất qua, y phục khẽ nhúc nhích, kiếm ý nhẹ nhàng, khí chất xuất trần người xem cùng la ấn đồng dạng mộng bức một kiếm này cũng quá tao khí đi khanh trong lúc mọi người không hiểu ra sao một đạo bạch sắc kiếm quang hình tròn xuất hiện ở trên cổ la ấn phù dung sớm nở tối tàn kiếm khí tan biến trong không khí khụ 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 la ấn chợt bưng lấy cổ kịch liệt ho khan không phải thuấn di trong lòng y hoảng hốt tên kia một kiếm vừa rồi bằng vào tốc độ di chuyển siêu cao hung hăng lao cổ mình một vòng nếu không có thánh thể giờ phút này chẳng phải mình đã bị bị bêu đầu tại chỗ còn không tự biết t khán giả nghiễm nhiên cũng nhìn ra một kiếm này đáng sợ một vòng bạch sắc kiếm mang xuất hiện ở trên cổ la ấn quả thực chính là lợi khí phong mang không gì không cắt thậm chí tông sư không chút phòng bị sợ rằng cũng bị một kiếm bêu đầu một kiếm kia thật đáng sợ tiêu vãn phong cũng nhìn ngây người một kiếm này cực kỳ trói lọi vượt qua toàn bộ linh kiếm tu có hoa không quả tốc độ vô cùng tận hóa thành lực lượng cắt chém đỉnh phong nhất đúng là đúng là thấu đạo phiên bản đơn giản hóa bản tiêu vãn phong hô to ở trong lòng y tin tưởng chỉ lần luyện tiếp một thức này từ thiếu tuyệt đối có thể nắm giữ thấu đạo trong tam thiên kiếm đạo không gì không phá tây phong điều tuyết một bên khác là ấn rốt cuộc thận trọng đối đãi thất phẩm linh kiếm phong cách cổ xưa không có gì lạ kia gã căn bản không kịp phản ứng một kiếm cực tốc kia mà vừa rồi cũng không thể từ trong lực lượng cắt chém kia cảm nhận được một chút linh nguyên ba động nào như vậy nói cách khác ngươi là cổ kiếm tu chỉ có cổ kiếm tu mới có thể khiến cho luyện linh sư phổ thông dưới tư duy lần theo linh nguyên truy tra đối thủ hoàn toàn không chút phòng bị kiếm đạo chiều thức chạm không phá từ tiểu thụ quay đầu hơi kinh ngạc hắn đều đã làm tốt tư thế kết thúc phong khinh vân đạm nào ngờ lần này lúng túng vốn cho rằng một kiếm công kích mạnh nhất có thể phá phòng ngự thánh thể nào ngờ khá lắm một lần nữa không chút do dự cảm giác nhìn thấy là ấn cao độ đề phòng từ tiểu thụ tiến lên một bước xuất một cái thân thể lần nữa biến mất, lại tới, lần này, không chỉ là ấn có chuẩn bị, ngay cả đám người trên khán đài cũng mở to mắt nhìn chăm chú, ở đâu, tàn ảnh. Đúng, nhìn tàn ảnh, tốc độ thật nhanh, hắn thật không có biến chiêu, nhìn phương hướng tàn ảnh trước khi biến mất lưu lại, hắn muốn tái diễn một thức kia, từ thiếu choáng váng rồi sao, hắn phải đổi kiếm chứ, thất phẩm linh kiếm, sao có thể chạm phá thánh để phòng ngự, xuất hiện, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Thế nhưng bọn họ vẫn không thể nào nhìn thấy tàn ảnh cực tốc kia. La Ấn cũng không ngoại lệ, y rõ ràng đã kéo căng tinh thần, nghiêm túc chằm chằm hết thảy biến động xung quanh, nhưng trong sát na vẫn cảm thấy cổ khó chịu, cuối cùng mất đi cảm giác đối với Từ Thiếu, cạch, cạch, cạch. Tiếng bước chân ung dung chậm rãi vang lên, vẫn là ba bước thu kiếm, vẫn là thu kiếm vào bao, nói ra một câu vô cùng phong tao tây phong điều tuyết. La Ấn nổi giận, gã Thư Động Linh Nguyên đã sớm bảo vệ cổ, căn bản không sợ thất phẩm linh kiếm của Từ Thiếu, công kích không có tác dụng, nhưng đối phương vẫn liên tiếp dùng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, hắn là muốn nhục nhã người, người muốn chọc giận ta, trong mắt la ấn có hàn măng lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, thật có lỗi, một kiếm này của ngươi, căn bản không có tác dụng. Phóc, lời mới nói được một nửa, y liền đột nhiên phun máu, trên mặt nổi gân xanh, cả người bắt đầu co rút, tựa hồ đang gánh lấy đau nhức kịch liệt không thể xóa nhòa, một giây sau, xùi, lần này, đã không còn ân thanh binh khí giao tiếp. Thời điểm bạch sắc kiếm mang xuất hiện ở trên cổ la ấn, huyết hoa phiêu tán phun tung tóe bốn phương tám hướng giống như đang vẽ lấy một cái huyết trận quỷ dị thật có lỗi từ tiểu thụ vuốt tóc loạn trên trán đồng dạng quay đầu cười nói bản thiếu gia cũng chỉ muốn thử xem công kích cấp bậc gì mới có thể phá vỡ thánh thể phòng ngự mà thôi không sai một kiếm này hắn dùng kiếm niệm mấy tháng nay quan ẩn tàng khổ đợi mà không phát chỉ chờ đến một ngày kinh diễm thế gian sự thật chứng minh thất phẩm linh kiếm tàng khổ tại thời khắc này thành tựu kiếm sinh đỉnh phong một kiếm phá vỡ thánh thể phòng ngự thấy máu nhất kiếm phong hầu người xem nhất thời xôi trào một kiếm này của từ tiểu thụ quá mạnh tu vi tuyển thủ ở đây lại quá yếu căn bản không thể nào nhìn ra được ảo diệu bên trong bọn họ chỉ có thể mơ hồ suy đoán từ thiếu dùng tốc độ nhanh tới cực điểm cộng thêm thủ đoạn tăng phúc không biết khiến cho thánh thể phòng ngự dưới thất phẩm linh kiếm trở thành trang giấy mỏng nhưng suy đoán của bọn họ quả thực sai lệch quá nhiều chỉ đơn thuần dựa vào tốc độ cùng công kích sao có thể phá vỡ thánh thể phòng ngự về phương diện chủ quan, đại đa số người đều không thể tin nổi, nhưng cái gọi là vô tri, không gì hơn này, dưới gầm trời, không phải chiêu thức càng hoa lệ, uy lực mới càng mạnh mẽ, có đôi khi, tu luyện một chiêu thức bình thường nào đó đến cực hạn, nó cũng sẽ biến thành thủ đoạn chí mạng, đối với từ tiểu thụ mà nói, sở dĩ hắn có thể siêu thoát tầm mắt tuyển thủ trong sân, chính là nhờ vào nhanh nhẹn cấp bậc tông sư, cộng thêm trong quá trình di chuyển, thỉnh thoảng chèn thêm tiêu thất thuật, quấy rối phán đoán của mọi người, hư thực kết hợp, người càng muốn phân tích chiêu thức của hắn càng sẽ rơi vào ngõ cụt tiểu hỏa tử người đã nghĩ ra một kiếm kia hay chưa từ tiểu thụ dưới sân một thức đắc thủ liền bắt đầu tao khí hắn cứ như vậy mang theo kiếm bệ nghệ hướng là ấn cách đó không xa nhìn đối phương cắt gao che yết hầu phun máu không chỉ không xuất thủ còn khách khí trở la ấn suy ngẫm ngô la ấn căn bản nói không nên lời một kiếm vừa rồi quá tàm môn nhất là sau khi nó kết thúc lưu lại lực lượng quỷ dị trên cổ mình vừa giống kiếm khí lại như kiếm ý không vung đi được, không hóa giải được, nhất kiếm phong hầu, nhưng năng lực tự lành của thánh thể, bình thường đều có thể khiến vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng có lực lượng quỷ dị kia tại, đừng nói phục hồi, cho dù la ấn đùng đủ loại thủ đoạn, cũng không làm gì được cỗ lực lượng kia, từ tiểu thụ hiếp mắt không có hỏi ý cười, hắn biết đó là kiếm niệm, là cảm ngộ vượt thời đại của đệ bát kiếm tiên, là kết tinh kiếm đạo đại thành, lực lượng như thế, đừng nói la ấn chỉ là một tiểu tiên thiên chưa trải sự đời, cho dù có tu vi cao hơn, chỉ cần không phải cổ kiếm tu chưa tiếp xúc với tri thức phương diện này có lẽ đến chết cũng không biết mình chết như thế nào bởi vì trong kho lưu trữ tri thức của bọn họ rất có thể không có khái niệm kiếm niệm đã không nghĩ ra vậy liền cảm thụ nhiều một chút từ tiểu thụ thở dài một tiếng cúi đầu mấy sợi tóc sau tay lay động hắn lần nữa chỉnh tốt tóc sau đó linh nguyên bao động gió thổi qua thân ảnh hắn chớp mắt biến mất lại tới khán giả có chút run rẩy nhìn cách làm của từ thiếu hẳn là một thức thành công liền không muốn dùng đến chiều thứ hai, muốn lạc ấn mơ mơ hồ hồ chết đi, thế này cũng quá. Buồn nôn người đi, cái gọi là khẩu hiểm thể chính trực, cùng lắm chỉ thế mà thôi. Editor, khẩu hiểm thể chính trực miệng nói một đằng, thân thể lại phản ứng một nẻo người xem một bên phỉ nhổ thủ đoạn của từ thiếu, một bên bất giác mong đợi trưởng nhân bán thánh, rốt cuộc sẽ hành hạ là ấn đến chết như thế nào, quả nhiên. Xuất hiện, trong nháy mắt, lập tức có người chỉ tới một hướng khác trên lôi đài, thân ảnh từ thiếu đột nhiên xuất hiện ở nơi đó một bước, hai bước, ba bước. Tây phong điều tuyết, thậm chí có người xem giúp từ thiếu đọc lên danh tự, càng có người bắt trước dập khuôn gia hỏa này, sau khi thu kiếm vuốt vài sợi tóc rối, xùy, không chút huyền niệm, la ấn bị đau đớn áp chế không thể động đậy, từ vai phải đến eo trái, một vòng tia máu bắn ra, phóc, la ấn miệng phun máu tươi, chân đã sắp không chống đỡ nổi thân thể, kém chút quỳ phục xuống đất, đã nghĩ ra chưa, từ tiểu thụ quay đầu lại hỏi, la ấn một mặt dữ tợn, thần sắc đều đã thay đổi lần này không chỉ trên cổ truyền đến đau đớn kiếm ý quỷ dị lưu lại trên người lại đang thẩm thấu một tia lực lượng hàn băng vào trong khí hải thân thể y bắt đầu co rút giống như là bị ông cứng có hơi phát tím ai từ tiểu thụ nhìn ánh mắt mông lung của la ấn thở dài một tiếng không có nhiều lời quay người lại cúi đầu thân hình lần nữa tiêu thất lại tới hắn lại tới ta kháo đây cũng quá nhục nhã người đi sao la ấn không phản kháng đổi thành ta cũng không nhịn được đúng vậy quả thực khi người quá đáng, tới, tới, một bước, hai bước, ba bước. Tây phong điều tuyết. Ngoại tàu, ta tà thật phục từ đa, tao khi đến công biên giới, ta có dự cảm, qua tối nay, một thức tây phong điều tuyết này sẽ dương danh toàn bộ đông thiên vương thành, tuyển thủ trên đài đã bắt không không gánh nổi áp lực, từ thiếu rõ ràng không chỉ kiếm hướng bọn họ, nhưng giờ phút này, trong lòng mọi người đều sinh ra cảm giác bất lực nồng đậm thế này làm sao phá từ thiếu vừa xuất kiếm ngay cả bóng dáng đối phương mình cũng không nhìn thấy đây có khác gì đặt mệnh mình ở trên thớt tùy ý hắn chặt chém lúc đầu còn có người nghĩ chỉ cần phòng hộ cổ chẳng phải được rồi sao nhưng đây có khác gì bị tai trộm chuông bởi vì từ thiếu căn bản không chỉ chặt cổ toàn thân cao thấp chỉ cần bại lộ trong không khí hắn đều có thể chặt thánh thể la ấn còn tao ngộ kết cục như vậy mấy tên tiên thiên phổ thông bọn họ có thể làm được gì cho dù lấy ra tất cả vốn liếng nhưng ở trong mắt từ thiếu toàn thân cao thấp không có chỗ nào không phải là sơ hở đã nghĩ ra chưa từ tiểu thụ lần nữa thu kiếm lần này hắn lưu lại cho la ấn là vết thương từ vai trái đến em phải lúc này hai vòng vết thương trước sau đan sen vô cùng đối xứng ta khuôn mặt la ấn đã chuyển sang màu tím y nói không nên lời chỉ có thể kiệt lực chống cự tổn thương một kiếm này mang đến cùng với kiếp lực hệ băng không hiểu nói thật la ấn không biết đây có phải kiếp lực thật hay không nhưng thánh thể vượt qua thiên đạo nếu không phải kiếp lực vượt trên trảm đạo sao có thể không kháng được vẫn không nghĩ ra từ tiểu thụ không có ý định thu tay lại hắn thấy là ấn không có ý định từ bỏ khẳng định là còn có bài tẩy lúc này nhấp kiếm lên không chút khách khí lần nữa biến mất ở trong mắt mọi người ôi mẹ ơi tiêu vãn phong nơm nớp lo sợ ngồi xổm ở trên nhánh cây nhìn đạo đạo tia máu liên tục phun ra nghe bốn chữ tây phong điều tuyết mây trôi nước chảy y cảm thấy mình đã không thể nhìn thẳng bốn chữ tây phong điều tuyết này có lẽ qua tối nay ác mộng của đại đa số tuyển thủ trên sân sẽ biến thành bốn chữ đơn giản này đi hắn hắn vẫn luôn như thế Tiêu Vãn Phong có chút không dám tin, hỏi cô nương xong đôi ngựa bên cạnh. Mục tử tịch lắc đầu, đừng sợ, hiện tại ngươi nhìn thấy, hẳn là thủ đoạn cấp bậc nhân gian. Cấp bậc nhân gian, Tiêu Vãn Phong không hiểu, ừm, là cấp bậc nhân gian. Mục tử tịch dựng thẳng đầu ngón tay, phía trên, ước chừng còn có cấp bậc địa phủ, cấp bậc địa ngục, cấp bậc luyện ngục. Vân 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 vân, cả người Tiêu Vãn Phong lào đào một cái, mấy chữ vân 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 vân, vân kia, quả thật dọa y phát sợ. Nếu như thủ đoạn điên cuồng trước mặt, vẫn chỉ là cấp bậc nhân gian, vậy vừa rồi. Tiêu vãn phong nghĩ tới thủ đoạn từ thiếu sử dụng đối với mình, qua, wow, đúng là trò trẻ con, nghĩ ra chưa, chưa nghĩ ra, vậy liền tiếp tục, nghĩ ra, nghĩ không ra, vậy tiếp tục nghĩ, Xoát xót xoát. suy suy suy. Nhận e ngại, điểm bị động, cộng 9999, nhận cảm khái, điểm bị động, cộng 4626, nhận huyền rùa, điểm bị động, cộng 2333. Lúc đầu mọi người đều hưng phấn bừng bừng muốn nhìn xem La Ấn sẽ phá cục như thế nào, sau đó đám người dần ngần ra, đến cuối cùng, mọi người đã có chút không đành lòng nhìn thẳng, chàng cảnh huyết tinh trên sân, đơn giản chính là Cảm thì hoa tiên lệ, hận biệt điều kinh tâm, editor, cảm thì hoa tiên lệ, hận biệt điều kinh tâm, trong bài thơ xuân vọng của đỗ phủ đám người đoán trường sau này nhìn thấy hắc kiếm, hoặc là thủ đoạn công kích kiếm khí tương tự, trong đầu sẽ lập tức nhớ đến hình tượng không thể nào ma diệt. La Ấn cả người vết thương dày đặc bị huyết dịch xối thành huyết nhân. Nghĩ ra chưa? Chưa nghĩ ra, nghĩ ra chưa? Vẫn chưa nghĩ ra, lúc đầu từ tiểu thụ chỉ đơn thuần tiến công, như sau đó, liền biến thành thử nghiệm các loại công kích mình biết được. Hắn dùng lý giải tinh thông chủ nghệ, sau khi cận thân tìm được sơ hở mỹ vị trên người lạ ấn, liền thử tiến hành tiến công, cũng thử dung nhập lực lượng tam nhật đống kiếp, ngoài ý muốn phát hiện lực lượng này thế mà có thể dung nhập với kiếm niệm, từ tây phong điều tuyết đến bạt kiếm thức, từ bạt kiếm thức đến tây phong điều tuyết, vừa xuất kiếm lại vừa thu kiếm, hoàn mỹ tạo thành liên chiêu công kích, quá nhiều phương thức công kích. Từ tiểu thụ thử nghiệm từng cái, cho đến khi sinh mệnh lực đối phương bắt đầu yếu đi, hắn mới rốt cuộc dừng tay ngừng chân, đối thủ như là ấn, quá khó tìm, thánh thể. Thử hỏi trên thế gian, có bao nhiêu bia thịt có thể giúp từ tiểu thụ hắn luyện kiếm, từ tiểu thụ không thật muốn giết người, đường đường thánh thể, sau lưng nhất định có thế lực lớn chống lưng, hắn cũng tin tưởng qua hôm nay, tàng khổ sẽ lưu lại di chứng đáng sợ cho lạc ấn trả thù hay không tạm không nói đến. Nếu đối phương thật dám đến, nói không chừng còn có thể lợi dụng khuấy động thế cục Đông Thiên Vương Thành. Dù sao, lúc này thiên thượng đệ nhất lâu có tị nhân tiên sinh tọa chấn, từ tiểu thụ có thể nói không sợ trời không sợ đất, xem ra ngươi vẫn không nghĩ ra. Một kiếm cuối cùng ngừng ở trước mặt lạ ấn, từ tiểu thụ đã lười kéo dài cự ly, bởi vì đã đến mức này, căn bản không cần, khung. Phóc, kiếm quang dừng lại, mất đi lực lượng chàm cắt trèo chống lẫn nhau, la ấn đâu một tiếng, cả người ngã xuống đất, toàn trường xôn xao. Thời điểm mọi người cảm thấy chiến đấu đã đến hồi kết, trên người La Ấn đột nhiên phát ra một tầng lực lượng hư ảo, thịt, âm thanh giống như trái tim cự nhân vang lên. Một tích tắc này, tất cả mọi người nín thở, nhìn không chuyển mắt lực lượng siêu việt đại đạo sau lưng La Ấn, lực lượng thái hư, có thể nói, trong số không ít cường giả tiên thiên ở đây, từ tiểu thụ là người duy nhất quen thuộc cỗ lực lượng này, hắn nhìn thấy lực lượng thái hư nồng đậm, đang ngưng kết trên thân La Ấn đã hoàn toàn hôn mê, sau đó cỗ lực lượng này hội tụ, phảng phất muốn ngưng thành một đạo. Hư tượng cao mấy chục mét, nói đùa gì thế, từ tiểu thụ bị kinh đến, đồ chơi này, trước mắt hắn chỉ mới gặp qua mấy lần, trường thái doanh, tiểu hòa thượng bất nhạc. Hư tượng, nói cách khác, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phía sau lạc ấn, ít nhất là thái hư thế ra, nếu đồ chơi này thành công ngưng kết, chẳng phải trở tay liền có thể chửi bạo mình. T. Thời khắc mấu chốt, từ tiểu thụ linh cơ khẽ động, hơi cuối người hướng lạ ấn, mãnh liệt hít một hơi lực lượng bành trướng nhập thể trong khoảnh khắc như hoàng long đảo khu tùy ý phá hư sắc mặt từ tiểu thụ đỏ lên kém chút phun ra ngụm máu nhưng hắn đã kịp thời cưỡng ép nhịn xuống có câu nói rất hay con đê ngàn rằm, bị hủy bởi tổ kiến tuy nói chỉ hút một ngụm nhỏ nhưng lực lượng thái hư trên người la ấn đã bắt đầu hỗn loạn cuối cùng không thể thành hình rất rõ ràng trạng thái hôn mê căn bản không khống chế được át chủ bài cuối cùng đáng tiếc bạn đang xem ta sở hữu kỹ năng bị động siêu cấp tại kênh youtube gì các phim từ tiểu thụ nhìn chăm chăm huyết nhân khẽ lắc đầu hắn nhìn ra được là ấn rất có tính cách thậm chí thẳng đến cuối cùng khí hải đều bị đông cứng gia hỏa này vẫn không từ bỏ một tiêu hy vọng cuối cùng thánh thể không khỏi quá yếu đi từ tiểu thụ nhất thời sinh ra loại ý nghĩ này kỳ thật rất nhiều người xem cũng đồng dạng có suy nghĩ như thế nhưng chân chính biết được song phương chênh lệch từ tiểu thụ tính một người một tử tịch đứng ngoài quan sát tính một người tân cô cô trong phòng bao tính một người. Hết rồi, không phải thánh thể quá yếu, mà là song phương tranh lệch, quả thực quá lớn, từ tiểu thụ nhìn la ấn trực trực than nhẹ, cảnh giới tiên thiên, đặt ở trên người mình, chỉ có thể xem như ngụy trang, tin người chết, không tin người điên. Chính là nó, keng, keng, thân kiếm tàng khổ nghẹo trái nghẹo phải, sau khi hắc kiếm thôn vệ xong thánh thể chi huyết, mặt ngoài liền rực rỡ hẳn lên, con hàng này rõ ràng chỉ là thất phẩm linh kiếm, nhưng linh tính quá đủ, đủ đến mức có chút yêu nghiệt từ tiểu thụ không nhịn được hung hăng gầy một cái nhưng sau khi khanh một tiếng tàng khổ lại làm yêu nó tựa hồ bị đánh đến vô cùng sảng khoái thân kiếm bắt đầu run rẩy kịch liệt khanh khách ong ong cuối cùng thẳng tắp sau khi giữ vững được hồi lâu mới lỏng xuống từ tiểu thụ nhìn trợn mắt hốc mồm thứ này cũng học được thanh kiếm này cũng quá tà dị đi ngay cả diễm mãng cùng hữu tứ kiếm cũng không có yêu nghiệt đến mức khiến người ta sợ hãi trừ vị không quản tàng khổ sau khi từ tiểu thụ giải quyết xong lạ ấn liền đưa mắt nhìn đám tuyển thủ còn lại trên sân kỳ thật lúc này cũng không còn lại bao nhiêu chỉ hơn trăm tên tản mát các nơi đặt ở lúc khác khẳng định đều là hào thủ tranh đoạt quán quân nhưng hiện tại đánh cái cọng lông đám tuyển thủ ngậm miệng không nói nhao nhao chạy xuống người đài từ thiếu mạnh chỉ có thể nói không hổ là truyền nhân bán thánh thế ra căn bản không cùng cấp bậc với đám người bọn họ ngay cả la ấn cũng bị hành hạ đến hấp hối bọn họ dãy dội thế nào được quán quân rồi giữa sân chỉ còn lại ba người một tử tịch nhảy xuống tán cây kỳ thật từ thời khắc từ tiểu thụ bước vào lôi đài nàng đã mơ hồ có loại dự cảm này nhưng thật nhìn thấy cục diện hiện tại chỉ dựa vào sức một người liền có thể chấn nhiếp toàn bộ tuyển thủ không dám phản kháng tràng cảnh như vậy không thể không nói một tử tịch đều có chút rung động mặc dù dự đoán như thế nhưng hiện thực thật xảy ra vẫn khiến người ta không còn lời nào để nói mà từ tiểu thụ ừm sư huynh nhà mình tựa hồ vốn là người luôn có thể khiến người khác câm nín tặng cho ngươi từ tiểu thụ nhìn tiểu cô nương đi tới cười tùng tìm nói ra ta không cần một tử tịch trực tiếp cự tuyệt nàng muốn giống như mạc mạt dựa vào thực lực bản thân cầm xuống quán quân không muốn dựa vào từ tiểu thụ đã đến hết thảy người không cầm như vậy sao được từ tiểu thụ ngơ ngẩn hắn không ngờ một tử tịch lại không cần mà bản thân hắn không thể cầm a cầm quán quân liền không thể tiếp tục ra sân ra sân đánh trận căn bản không phải vì quán quân mà là vì vô số điểm bị động hiện tại cầm quán quân chẳng phải sẽ thiệt thòi đến nhà bà ngoại hay sao? Từ thiếu vất vả, một cô nãi nãi vất vả. Tiêu Vãn Phong hấp tấp đi theo phía sau, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng nhãn lực vô cùng tốt, trên khay đã chuẩn bị sẵn hai chén trà, nhưng vừa ngẩng đầu lên, hai đạo ánh mắt sáng rực nhìn đến, trực tiếp khiến y giật này mình, "Ách, các ngươi, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Chúng ta hãy cùng chúc mừng quán quân Thiên La chiến lần này, hắn chính là truyền nhân bán thánh thế gia, Từ thiếu, Từ đắc ế âm thanh người dẫn chương trình quanh quẩn bên trong thiên la trận nhưng nói đến đây y lại dừng rất lâu trong lúc mơ hồ người xem toàn trường còn có thể nghe được âm thanh của trách rất nhỏ còn chưa tới mau đưa tư liệu người này tới nhanh lên lại qua một hồi trong lúc mọi người chăm chú nhìn người cuối cùng đứng trên lôi đài âm thanh người dẫn chương trình mới lần nữa vang lên hạ nhân hắn vừa mới gia nhập thiên thượng đệ nhất lâu siêu cấp phẩm nhận thức tỉnh kiếm ý ở trên lôi đài tiêu vãn phong không sai người dẫn chương trình trùng điệp bổ sung một câu các ngươi không có nghe lầm phàm nhân quán quân vô tiền khoáng hậu hoa một tiếng vang lên âm thanh khẳng định của người dẫn chương trình trong khoảnh khắc dẫn bạo tiếng mắng chửi của người xem thần mẹ nó đùa ta đấy à hắn là quán quân con mẹ nó tranh tài có tấm màn đen rõ ràng là từ thiếu chiến thắng sau cuối cùng lại biến thành ra hỏa kia chân hắn có vững không hắn kháng được một quyền của la ấn không hắn có thể chống được một kiếm từ thiếu của sao chuyện này đúng là quá hoang đường Ta muốn khiếu nại, Thiên La chiến không phải Thiên La trận các ngươi mở, phía sau là Thánh thần điện, các ngươi làm như vậy, không sợ đến lúc đó quy trách nhiệm xuống, không gánh nổi sao?" Tiếng quát mắng của quần chúng vây xem giống như biển gầm tốc thẳng vào mặt, Tiêu Vãn Phong một thân một mình bưng khai trà, cứng ngắc đứng trên đài, khoát tay mỉm cười với đám khán giả cuồng nộ, giờ phút này trong đầu hắn, chỉ còn lại mấy lời căn dặn của Từ thiếu, nhớ kỹ, một người thành công, luôn nương theo vô tận chỉ trích, bọn chúng ghen ghét ngươi, bọn chúng thống hận ngươi bởi vì ngươi khiến bọn chúng thua tiền, nhưng chỉ cần ngươi kiên trì gánh lấy tất cả mọi người chỉ trích, nắm chặt lấy quán quân, sau này vô luận gặp phải sự tình đáng sợ đến cỡ nào, đều không kinh khủng bằng trên vạn người nguyên dùng ngươi, thản nhiên đối mặt đi, tiêu quán quân. Hai mắt tiêu vãn phong đã mất đi tiêu điểm, trong mắt hắn, đám khán giả dường như biến thành từng quả chuối tiêu đang phẫn nộ, bởi vì chỉ có tưởng tượng như vậy, hắn mới có thể bỏ qua những lời chửi rủa của đám người kia, đúng vậy, tiêu vãn phong hắn, trở thành quán quân, không hiểu ra sao cả bởi vì một tiểu cô nãi nãi không muốn quán quân, từ thiếu cũng không muốn quán quân. Tiêu Vãn Phong không biết hai người kia nghĩ thế nào, người khác chăm cay nghìn đắng không chiếm được, hai người bọn họ lại giống như cầm tới khoai lang nóng bỏng tay, ném cho hắn, nhưng vô luận thế nào, dưới loại tình huống này, bị đẩy ra, chỉ có thể là Tiêu Vãn Phong hắn, người đi chết đi, người xem phẫn nộ leo lên lan can, muốn xông đến, lại bị người duy trì trật tự ngăn lại, cảm ơn, cảm ơn mọi người, Tiêu Vãn Phong duy trì nụ cười cứng ngắc, trả ta ba vạn linh tinh. Ngươi, ta cực từ thiếu, ngươi mau cút xuống cho ta, cảm ơn, cảm ơn mọi người, sao hắn còn mặt mũi đứng đó, mau cút đi, cảm ơn. Ách, vậy ta đi nhé. Trong phòng bao khách quý, tỷ tỷ, ngươi nhìn chuyện này, tiểu liên nhìn tràng cảnh hỗn loạn bên ngoài cửa sổ, tràng diện này, nếu không có vương tọa, Chàm đạo thiên la trận đè ép, đoán chừng đám người kia sẽ trực tiếp lên đài, mạnh mẽ trả đạp tiêu vãn phong, tu nguyệt đồng dạng có chút đau đầu nhìn tình cảnh bên dưới nàng hoàn toàn không biết được vì sao từ thiếu không cầm lấy quán quân lúc đầu nàng đã chuẩn bị bồi tiền cược cho từ thiếu dù sao đại bộ phận người xem đều cược vào truyền nhân bán thánh từ đắc ế cho dù tỷ lệ đặt cược áp xuống thấp nhất nhưng người đồng thế lớn thiên la trận cũng chỉ có thể cắn răng chịu thiệt nào ngờ thiên la trận ngược lại kiếm một phú lớn đương nhiên chuyện này cũng có đại giới từ thiếu nhường ra quán quân thiên la trận nhất định bị đám người thua cược đẩy lên đầu sóng ngọn gió đây là chuyện không thể tránh bởi vì thánh thần điện vốn lấy công bằng công chính làm đầu nếu cuối cùng mộc tiểu công cầm lấy quán quân sự tình cũng sẽ không quá lớn thiên la trận còn có thể nói từ thiếu đại chiến la ấn cuối cùng lực lượng khô kiệt lựa chọn từ bỏ nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ đến từ thiếu không cầm quán quân cũng thôi đi ngay cả mộc tiểu công thế mà cũng không cầm cuối cùng quán quân lại rơi vào tay một tên phàm nhân kỳ thật tiêu vãn phong không nhất định là phàm nhân bởi vì phàm nhân bình thường sao có thể thức tỉnh kiếm ý nhưng khán giả nào còn nhiều như vậy trong suy nghĩ của bọn họ chỉ là một tên hạ nhân của từ thiếu lại thiên tài thế nào cũng không thể thiên tài qua từ thiếu được ở thời đại giai cấp tuyệt đối áp chế hiện nay miệng nhiều nói sói vàng căn bản không thể nào thay đổi từ thiếu a à, từ thiếu yêu nguyệt xoa huyệt thái dương nhìn về phía tân cô cô nói hắn vẫn luôn như thế ừm tân cô cô căn bản không giải thích nửa lời giờ phút này y đã thầm hô may mắn may mắn y là thần dữ của may mắn y không nghe lời thì thầm trong nội tâm quyết định giống như tiêu vãn phong cực toàn bộ gia sản vào từ thiếu hoặc là mộc tử tịch thật làm như vậy hiện tại y liền giống như đám người bên dưới hoàn toàn phát điên tiêu vãn phong là quán quân chuyện này quá hoang đường lúc trước tân cô cô đơn thuần chỉ muốn đẩy tiêu vãn phong lên lôi đài thực hiện công việc bưng trà rót nước thuận tiện trợ hướng cho từ thiếu nào ngờ đánh một hồi còn hàng kia lại trở thành người thắng cuối cùng ba cửa phòng bao bị đẩy ra từ tiểu thụ mang theo một tử tịch cùng mặc mạt đi vào bên trong từ thiếu yêu nguyệt đứng dậy trước tiên ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn mạc mạt vài lần, nhưng cũng không hỏi nhiều, đồng thời đón bao người vào phòng, sau đó mới mở miệng nói, từ thiếu làm như vậy, có hơi quá, hừm, từ tiểu thụ ngát lấy một quả nho ở trên mâm đựng trái cây, ném vào trong miệng quá chỗ nào, chơi quá trớn, yêu nguyệt thở dài một tiếng, nếu là thi đấu phổ thông, ta có thể giúp từ thiếu che lấp, mặc ngài tùy tiện chơi đùa, nhưng đây là thiên la chiến, phía trên còn có thánh thần điện ngó chừng, lần này làm lớn chuyện, ngay cả chúng ta cũng không giải quyết được, như thế à? Từ tiểu thụ trần chờ một lúc, hỏi, nói đi, muốn bao nhiêu tiền, yêu nguyệt nhất thời chóng váng, ngay cả tiểu liên cũng có chút đau đầu nâng chán. Quả nhiên, ở trong mắt từ thiếu tài đại khí thô, bất cứ chuyện gì ở trên đời đều có thể dùng tiền giải quyết, đây không phải vấn đề có tiền hay không. Yêu nguyệt bất đắc dĩ mở miệng, thần sắc từ tiểu thụ khẽ động, lại ngắt lấy một quả nho khác bản thiếu gia hiểu rồi, nói đi, bao nhiêu ức, yêu nguyệt. Nàng vô thức nhìn tiểu liên một chút, nào ngờ lần này, tiểu liên cũng chỉ nhún vai, biểu lộ hắn vẫn luôn như thế, ta bất lực, từ thiếu, ta đang rất chân thành, yêu nguyệt có hơi gấp, được, vậy ngươi nói, lúc này từ tiểu thụ mới xoa xoa tay, bắt đầu nghiêm trình, hắn thời thời khắc khắc đều nhắc nhở bản thân, hiện tại mình là từ thiếu, chi tiết phải làm đến nơi đến chốn, những người khác mới tán thành thân phận từ thiếu này của mình, tương lai nếu có người hoài nghi thân phận thật sự, những người mình từng tiếp xúc qua, sẽ trở thành yểm hộ tốt nhất, yêu nguyệt nghiêm mặt nói, từ thiếu làm như thế, vấn đề nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ chỉ cần thánh thần điện không động vậy người liền không có chuyện gì nhưng mà nàng bắt đầu nhấn mạnh một khi có người nháo đến thánh thần điện chất vấn tính công bình của thiên la chiến ngài rất có thể sẽ bị tước đoạt tư cách dự thi nghiêm trọng như vậy lần này đến phiên từ tiểu thụ kinh ngạc tước đoạt tư cách dự thi vậy điểm bị động biết làm sao bây giờ ừm yêu nguyệt gật đầu thanh danh từ thiếu quá lớn cá nhân ta không cho rằng chuyện này sẽ bị đè xuống chuyển đến thánh thần điện bên kia là chuyện tất nhiên giải quyết thế nào từ tiểu thụ ngắt lời nàng bản thiếu gia chỉ cần phương án giải quyết yêu nguyệt nghẹn lời đây đúng thật là tác phong đệ tử đại thế gia làm việc hoàn toàn không cân nhắc kết quả chỉ cần có người xuất thủ san bằng vết tích là được nói thật lòng yêu nguyệt rất không thích loại người như thế nhưng đối phương dù sao cũng là truyền nhân bán thánh thế gia mặt ngoài không thể hiển lộ ra không cách nào giải quyết yêu nguyệt một mặt bất đắc dĩ kỳ thật thiên la chiến là thánh thần điện tổ chức và họ chẳng qua là chưng dụng sân bãi cùng thanh danh chúng ta mà thôi quyết định quyền giải thích cuối cùng vẫn do thánh thần điện nắm giữ chúng ta chỉ có thể tuân theo hiện tại phải chờ xem bọn họ quyết định thế nào từ tiểu thụ nghe thấy liền gấp vậy tranh thủ thời gian chuẩn bị trận tiếp theo hôm nay không phải còn một trận hay sao bản thiếu gia không mệt có thể đánh tiếp yêu nguyệt trừng mắt nhìn từ thiếu thật lâu sau đó phì cười một tiếng môi đỏ khẽ mở từ thiếu cho rằng trải qua trận vừa rồi ngài còn có thể ra sân được sao nàng nói xong liền ra hiệu hướng bên ngoài cửa sổ giờ phút này cho dù tiêu vãn phong xuống đài thế nhưng phía trên khán đài vẫn loạn thành một bầy không nói đến chuyện từ thiếu có thể tham gia trận tiếp theo hay không chỉ bằng trận thứ 10 hôm nay có thể tổ chức được hay không cũng là một vấn đề tiền con bạc dễ kiếm nhất nhưng đồng thời cũng là khó kiếm nhất đặc biệt là dưới tình huống có quan phương duy trì có chút mặt mũi thiên la trận có thể không cho nhưng thánh thần điện không thể không cho phiền toái như vậy từ tiểu thụ nhìn đám gia hỏa ồn ào bên dưới rất muốn nhảy ra trực tiếp dùng khí thôn sơn hà trấn áp toàn trường đám gia hỏa này ngoan ngoãn cống hiến điểm bị động không tốt sao còn nháo sự thật đáng giận nhưng hiển nhiên loại huyễn tưởng này trị ngọn không trị gốc muốn vận dụng càng không quá thực tế tạm thời cứ như vậy đi từ tiểu thụ nhìn đám đông ầm ĩ bên dưới cũng ý thức được lần này mình đã chơi quá đà vừa rồi mình nên để tiêu vãn phong đánh mình xuống lơ đài mới phải lực lượng bần dân có đôi khi rất lớn đi thôi từ tiểu thụ trực tiếp đứng dậy đã sự tình không quyết vậy hắn liền không lãng phí thời gian ở chỗ này, phiền phức yêu nguyệt cô nương, nếu như thánh thần điện không có thẩm phán, liền sai người đến thiên thượng đệ nhất lâu báo một tiếng, dù sao, bản thiếu gia vẫn chưa cầm tới tư cách thí luyện, được, yêu nguyệt có hơi kinh ngạc, từ thiếu thay đổi chủ ý quá nhanh, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ không biết nói thế nào, mới có thể đánh động từ thiếu, để hắn đừng tiếp tục nháo sự, hắn ngược lại tốt, một khắc trước còn muốn tiếp tục hồ nháo, một khắc sau liền trở nên vô cùng nhu thuận, một tên quái nhân. Yêu Nguyệt nghĩ như vậy, đông đông đông, lúc này, cửa phòng bị gõ vang, Tiêu Vãn Phong tiến đến, từ thiếu. Vừa vào phòng bao, Tiêu Vãn Phong đã không nhịn được ủy khuất trong nội tâm ta xong, ta cầm tư cách vương thành thí luyện, ta cảm thấy sẽ bị người đuổi giết, ý móc ra một viên ngọc bội màu vàng, từ tiểu thụ biết, ngọc bội màu vàng kia chính là thứ mấu chốt, quyết định có thể tham gia vương thành thí luyện hay không, Đông thiên vương thành biến ảo khôn lường, thánh thần điện sẽ không quan tâm người sở hữu ngọc bội là ai, bọn hắn chỉ sẽ bảo trì chính nghĩa bên ngoài. Ngọc bội có ghi chép, có linh tính nhất định, chỉ cần không phải cường giả tông sư trở lên mạnh mẽ áp chế, sau đó trợ giúp người khác đoạt lấy Ngọc bội, mà là tiên thiên tự do tranh đoạt, khiến cho Ngọc bội thí luyện đổi chủ, Ngọc bội kia sẽ chuyển tư cách thí luyện cho chủ nhân tiếp theo, dường như lại có một biện pháp khác. Nghĩ đến đây, Từ Tiểu Thụ nhìn Ngọc bội trên tay Tiêu Vãn Phong, đột nhiên lại có chủ ý, phiền phức duy nhất chính là giai đoạn hiện tại có thể cầm tới Ngọc bội, không có ai tầm thường, phía sau đều có đại thế lực bảo vệ nếu như muốn cướp ngọc bội của người khác vậy nhất định phải chủ động động thủ tuy đông thiên vương thành không quản giết chóc nhưng nếu người bị đoạt ở trong thành lại có thế lực lớn bảo hộ ngoại nhân không nói một lời liền động thủ một khi vỡ lở ra thánh thần điện bên kia chính nghĩa bên ngoài không thể không quản nhất định phải tìm cớ từ tiểu thụ suy nghĩ người trước cất kỹ ngọc bội hắn khoát tay với tiêu vãn phong cho dù khó làm từ tiểu thụ cũng sẽ không động thủ với người mình mà tiêu vãn phong lấy được từ cách thí luyện vậy tấm bản đồ như rùa đen kia liền không cần dùng đến đến lúc đó cùng nhau tham gia thí luyện chỉ cần mang theo tiêu vãn phong từ tiểu thụ liền có thể rời xa trung tâm vòng xoáy tỷ hưu sơn kia lúc này mạc mạt ở bên cạnh không chút thu hút lên tiếng nếu từ thiếu muốn tư cách thí luyện kỳ thật còn có vài chỗ có thể đi hiện tại đối với xưng hô từ thiếu nàng thật phần thuận buồm xuôi gió dù sao ở đây nhiều người như vậy nhiều lần gieo hò như thế rất khó không bị tẩy não có ý gì từ tiểu thụ nhìn sang hắn biết mặc mặt cùng tiểu sư muội ra ngoài từ sớm ngoại trừ dạo phố còn có nhiệm vụ nghe ngóng làm cách nào thu hoạch danh ngạch phương thành thí luyện mặc mặt điềm nhiên nói ra hiệp hội luyện đan sư hiệp hội linh trận sư lông mày yêu nguyệt khẽ động có chút quái dị nhìn về phía từ thiếu nghe lời này từ thiếu còn là luyện đan sư linh trận sư từ tiểu thụ có chút không rõ ràng cho lắm tiểu liên ở bên cạnh nghe vậy liền khẽ giật mình đúng a à, từ thiếu hiệp hội luyện đan sư ngươi cũng có thể đi thử một chút Mặc dù danh ngạch khó cầm hơn thiên la trận, nhưng thử một chút cũng được, nếu thật cầm tới tư cách luyện đan sư, liền có thể ngoài định mức mang theo hai tên thủ hộ giả tiến hành thí luyện. Dù sao đối với thánh cung mà nói, bọn họ không thiếu chiến lược cao dài, chỉ thiếu luyện đan sư cao cấp mặt thôi, mà luyện đan sư cao dài lại vô cùng yếu ớt, cần bảo đảm. Ngạch, tiểu liên nhìn từ thiếu, đột nhiên nói không ra lời, phốc, ha ha ha, nàng vậy mà nói ngươi cần bảo vệ, cười chết ta rồi, trên đường trở lại thiên thượng đệ nhất lâu, Tân cô cô cười không ngừng, đối với lời nói cuối cùng của tiểu liên, ngay cả đám người mặc mạt cũng cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng tiểu liên quả thật đã cho bọn họ một phần tin tức hữu dụng, thánh cung muốn tuyển người, tựa hồ luyện đan sư, rất được hoan nghênh. Một khi lấy thân vận luyện đan sư tham gia vương thành thí luyện, còn có thể mang theo hai tên tay chân dưới tông sư ra trận, đồng thời hai tên thủ hộ giả kia, đều không cần ngọc bội thí luyện. Đáng tiếc, nếu có thể mang theo hai tên thủ hộ giả vương tọa thì tốt biết bao. Từ tiểu thụ thầm nghĩ nếu có thể đưa tân cô cô vào trận, đối phương liền không cần trốn trong nguyên phủ vụng trộm gian lận, mà có thể trắng trợn đi ngược người. Dựa theo tin tức vừa rồi, khảo hạch luyện đan sư không giống thiên la chiến, sắp tới bọn họ sẽ tổ chức một trận thi đấu cỡ lớn. Đông thiên vương thành to như vậy, chỉ cấp cho 10 cái danh ngạch luyện đan sư thí luyện, có thể thấy, cạnh tranh sẽ kịch liệt đến cỡ nào. Từ tiểu thụ đối với khảo hạch luyện đan, cũng không có quá nhiều lòng tin, hiện tại có thể luyện chế, cao nhất chính là thất phẩm đan dược nguyên đình đan nếu lại hướng lên, luyện chế đan dược cấp bậc tông sư, tình huống sẽ rất không ổn định, không biết đến lúc đó tham gia thi đấu sẽ có luyện đan tông sư hay không. Nếu như có, còn không bằng ký thác hy vọng vào thiên la trận hoặc là trực tiếp đi đoạt ngọc bội thí luyện, dù sao thủ hộ giả cấp bậc tiên thiên, đối với từ tiểu thụ mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Đám người trở về thiên thượng đệ nhất lâu, ai làm việc nấy, tân cô cô tiếp tục thẩm vấn hai tên dạ tập nhân bị giam ở trong phòng tu luyện. Một tử tịch còn đang tức nuối không thể tham gia trận đấu cuối cùng, thu lấy tư cách thí luyện, nàng không thành vấn đề, ngày mai vẫn có thể tiếp tục dự thi, nhưng từ tiểu thụ thì không nhất định, tuy nhiên từ thiếu nhìn rất thoáng, cũng không để ý, sau khi thay quần áo, liền phát ngốc nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, một hồi sau mới gọi tiêu vãn phong qua, đi canh cửa đi, thuận tiện đổi hai câu đối, nếu có động tĩnh gì, lập tức gõ chuông gỗ ở đại sành, một cô nãi nãi sẽ nhận được tín hiệu, kịp thời liên hệ bàn thiếu gia, còn nữa, phát hiện tình huống không thích hợp, chớ có xúc động, sau khi gõ chuông xong lập tức trở về phòng, cho dù bên ngoài phát sinh chuyện gì, cũng đừng ra khỏi cửa. Tiêu Vãn Phong bị nói đến sửng sốt, y vốn đang một mặt bình tĩnh đón lấy công việc thủ vệ, dù sao thiên thượng đệ nhất lâu ít người, y đã nhìn ra, nhưng nghe từ thiếu nói đến nghiêm trọng như vậy, Tiêu Vãn Phong ngược lại có chút sợ hãi, chẳng phải chỉ là canh cửa thôi ư, đến mức đó sao, còn có người dám tới trêu chọc chúng ta. Trong suy nghĩ của Tiêu Vãn Phong, có tị nhân tiên sinh tọa chấn nơi này, căn bản còn an toàn hơn cả thánh thần điện cầm từ tiểu thụ trực tiếp đưa hai câu đối ngoài cửa cho y cười nói ngươi thay là được nhớ kỹ lời bàn thiếu gia nói tiêu vãn phong mê mang tiếp lấy câu đối cúi đầu nhìn sắc mặt lập tức thay đổi vô sự bất nhập phùng khách tất nghênh y mộng bức đêm hôm khuya khoắt còn người nào không đúng liệu có phải nữa đêm chạy đến không chỉ là người thiên thượng đệ nhất lâu còn nháo quỷ chân tiêu vãn phong bắt đầu run lên đám người từ thiếu tâm lớn không sợ nhưng y chỉ là phàm nhân, sợ nhất chính là thứ đồ kia. Nghĩ gì thế? Từ tiểu thụ bật cười vỗ vai y, chỉ vào cửa nói, đứng đấy là được, đoán chừng cho dù có người đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không phát hiện, nói tóm lại, đi luyện gan một chút. Theo bản thiếu gia, đầu tiên là gan phải lớn, bằng không bị người mình hù chết, sẽ không tốt cho lắm, luyện gan. Sắc mặt tiêu vãn phong tái xanh, húm núm nắm vuốt hai câu đối, trần chờ không tiến, từ tiểu thụ cảm thấy buồn cười, tiêu vãn phong cái gì cũng tốt, chỉ là nhát như thỏ rõ ràng thân pháp vô cùng tốt thế nhưng lại tập trung hết vào đào mệnh thậm chí đoán chừng ngay cả mình là kiếm tông y cũng không biết được căn bản không dám xuất kiếm với người khác lấy tàng kiếm làm cớ kiên quyết không sát sinh như vậy sao được luyện a giao sự tình canh cổng luyện gan cho tiêu vãn phong từ tiểu thụ liền trở về phòng mình hắn có thủ lệnh có thể khống chế toàn trường sẽ không để thiếu niên xảy ra ngoài ý muốn mà trước mắt bản thân còn có sự tình chưa giải quyết từ tiểu thụ đương nhiên không thể một mực bồi tiếp Tiêu Vãn Phong, thiên đại sự tình. Vào phòng tu luyện, khóa trái cửa, Từ tiểu thụ liền vội vàng không nhịn được xông lên giường lớn Tân Cô Cô mới chuyển đến, sau đó, nhìn về phía cột tin tức, điểm bị động, 2.241.319, ôi mẹ ơi. 200 vạn. Từ tiểu thụ nhìn con số kia, trợn muốn lồi cả mắt, lập tức che miệng lăn lộn trên giường, sợ mình kêu ra tiếng, đột phá kết giới cách âm, khiến mọi người hiểu lầm có người dạ tập nhưng trong lòng bành trướng, hoàn toàn không ngăn được. Khi nãy trước khi đăng tràng, hắn có nhìn tới điểm bị động một lần, sau đó liền không để ý tới con số biến hóa. Thời điểm đó, mình chỉ có 80 vạn, mà hiện tại, hơn 200 vạn. Đấu một trận, trực tiếp kiếm hơn trăm vạn điểm bị động, thân thể từ tiểu thụ kéo đến thẳng tắp, nhảy lên nhảy xuống, đã tiến vào biên giới mất khống chế. Mộng tưởng thành sự thật a à, một lần gây sự, trăm vạn điểm bị động. Nếu không phải mộng tưởng trở thành sự thật, vậy thì là gì? Nhìn lịch sử, từ tiểu thụ biết hạn mức cao nhất mỗi lần cột tin tức nhảy lên là cộng 9999. Ngày thường, cho dù đánh sống đánh chết, cũng chỉ phát động qua mấy lần cực hạn như thế. Nhưng hôm nay, nhiều lắm, từ dơ dao đăng tràng, đến tao khí rời sân, từ đầu đến đuôi, đều khiến khán giả không thể rời mắt. Trong hơn trăm vạn điểm bị động này, nhất định có hơn nửa là đến từ mở màn cùng kết thúc. Về phần quá trình tranh tài, vậy liền không có biện pháp. Cho dù một người có khiếp sợ đến đâu, cảm xúc cũng không thể liên tục biến ảo, đồng thời liên tục cung cấp điểm bị động cho hắn. Người đều sẽ chết lặng, cho nên quá trình tranh tài, cho dù từ tiểu thụ cực kỳ làm càn, kiệt lực loẻ người, đám người xe bị chấn động đến ngây ngốc, cũng rất ít xuất hiện qua tình huống cộng 9999 cực hạn, tuy nhiên vài ngàn điểm bị động, tóm lại vẫn có, thời gian tiến hành thiên la chiến không ngắn, trong khoảng thời gian này, nếu tâm tình mỗi người bình quân chập chờn trăm lần, từ tiểu thụ liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát, quả nhiên, vẫn phải đến nơi có nhiều người biểu diễn. Từ tiểu thụ sâu sắc cảm khái, trận đấu tối nay khiến hắn kiên định phương hướng phát triển tương lai, cho nên 200 vạn điểm bị động, dù như thế nào, từ tiểu thụ bắt đầu suy tư, hiện tại tu vi hắn đã đạt đến tiên thiên đỉnh phong, hồi cuối thiên la chiến, phương pháp hồ hấp thu lấy một ngụm lực lượng thái hư trên người la ấn, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần, kém chút khiến hắn không đè được cảnh giới, tình huống đột nhiên phát sinh, từ tiểu thụ liền biết mình đã cách tông sư không xa, tin chắc đến thời khắc mấu chốt, dùng một viên đan dược hoặc là hướng địch nhân hít một hơi liền có thể hoàn thành đột phá mà sau khi đột phá thân thể vương tọa liền có thể vào tay còn có đại lượng kỹ năng bị động khác có thể lập tức mãng đến vương tọa có chút không đúng nha nghĩ như vậy từ tiểu thụ nhe rằng tựa hồ 200 vạn điểm bị động vẫn không đủ dùng mặc kệ vương thành thí luyện nhất định phải dùng tu vi tiên thiên trước mắt vẫn phải áp chế cảnh giới đoạn thời gian này nói không chừng còn có thể kiếm thêm mấy trăm vạn điểm bị động cho dù gặp phải bất chắc cần lập tức đột phá tung sư nhưng lưu lại trăm vạn điểm bị động cho dù hệ thống hố cha thân thể vương tọa hẳn cũng có thể đạt được đi như vậy mãng kỹ năng từ tiểu thụ khôi phục bình tĩnh có được nhiều tài phú như thế hắn không thể cứ để đó như vậy người xưa có câu rất hay đầu tư vào mình vĩnh viễn không lỗ thăng cấp trước tâm thần hướng tới thanh kỹ năng các đại bảng danh sách trực tiếp triển khai so với lần đầu thu được hệ thống bị động mà nói hiện tại kỹ năng bị động từ tiểu thụ nắm giữ đã có thể xem như rất nhiều kỹ năng bị động cơ sở phương pháp hô hấp tông sư lv một sinh sinh bất tức tông sư lv một nguyên khí tràn đầy tông sư lv một kỹ năng bị động kéo dài cường tráng tông sư lv một cùng bạo cự nhân phản chấn tông sư lv một tư thái nổ tung nhanh nhẹn tông sư lv một nhất bộ đăng thiên ẩn nấp tông sư lv một tiêu thất thuật cảm giác tông sư lv một biến hóa tông sư lv một sắc bén tiên thiên lv một dẻo dai tiên thiên lv một kỹ năng bị động tinh thông tinh thông kiếm thuật tông sư lv một tinh thông chủ nghệ tông sư lv một tinh thông dệt tông sư lv một kỹ năng bị động trạng thái khí thôn sơn hà tông sư lv một kỹ năng bị động đặc thù bị động chi quyền giá trị tụ lực không hai phần trăm thật nhiều từ tiểu thụ nhìn đến tâm thần thanh thản thế nhưng lập tức bị hai kỹ năng tiên thiên hấp dẫn nói đùa gì thế từ đắc ấy ta đường đường phú ông trăm vạn, còn có kỹ năng bị động cấp bậc tiên thiên, lúc trước mình sống thế nào, khó coi như thế, vung tay lên, năm vạn điểm bị động hối đoái điểm kỹ năng nhị dai, trực tiếp mãng dẻo dai lên đến tông sư, nhưng nhìn thấy sắc bén, từ tiểu thụ có hơi do dự, kỹ năng bị động sắc bén này có chút đặc thù, không phải vấn đề có tiền hay không, mà liên quan đến hậu thế, thập phần nghiêm trọng, nhưng nghĩ lại, nếu như khái niệm kiếm thể tị nhân tiên sinh nói thành lập, phương hướng sắc bén tiến hóa cũng có thể khống chế vậy kỹ năng bị động này rất có thể còn đáng sợ hơn cả cường tráng đáng thử một lần từ tiểu thụ cắn răng cuối cùng cho hắn lòng tin ngược lại chính là la ấn dù sao thời điểm tham dự chung kết thiên la chiến đã nghiệm chứng qua thánh thể quả thật mạnh hơn tông sư chi thân một chút thứ này không sợ sắc bén chỉ sợ kiếm niệm cho nên dù cược sau sau này tìm bạn gái thánh thể là được phàm thể uầy không phải ta chứng mắt mà là ta không thể tổn thương người khác dẻo dai tông sư lv một sắc bén Tông sư LV 1. 10 vạn điểm bị động, thành công nâng cấp hai kỹ năng bị động kia lên tông sư. Lúc này, cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn chứng ép bực hòa vào nhau. Từ tiểu thụ càng nhìn thanh kỹ năng càng hài lòng, hắn cảm nhận tình huống bản thân, dẻo dai vẫn rất không rõ ràng. Dù sao đây là kỹ năng bị động loại ẩn tàng, ngoại nhân chủ động công kích mới có thể phát huy tác dụng, nhưng sắc bén thì khác, nó mang đến cảm thụ trực quan rất rõ ràng, đồng thời, đúng như từ tiểu thụ dự đoán. Phát triển theo phương hướng xấu nhất khanh tiện tay móc ra một thanh tiên thiên linh kiếm chém vào cánh tay hắn lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào cho dù đổi thành người khác đến chặt có lẽ ngay cả nhận công kích cũng không phát động được nhưng linh kiếm lại xuất hiện một cái khe nhỏ giống như bị linh kiếm phẩm chất cao hơn chặt qua tiên thiên linh kiếm hoàn toàn không chống được tông sư linh kiếm từ tiểu thụ thần mẹ nó từ tiểu thụ phát hiện mình rất có thể sẽ trở thành kiếm nhân hắn dùng ngón tay vẽ qua sàn nhà mặt đất dễ dàng bị xé ra một cái lỗ lớn đáng giận đây cũng quá mạnh đi, sắc bén cấp bậc tông sư, cường tráng cấp bậc tông sư. Tông sư chi kiếm, tông sư chi thân. Một bên buồn giàu cho mình, từ tiểu thụ cũng không quên lo lắng cho đối thủ của mình. Tình huống của hắn, chỉ cần tìm bạn gái thánh thể liền có thể giải quyết, nhưng địch nhân, cho dù có thánh thể, cũng khó có thể giải quyết. Khả năng lớn là đánh từ tiểu thụ một quyền, sẽ bị tông sư chi thân chấn đến khó chịu, đồng thời còn từ một quyền bị cắt thành hai quyền. Đây là không tính tẫn chiếu bạch viêm, tam nhật đống kiếp kiếm niệm gia trì, thật muốn triển khai toàn bộ, không cần công kích người khác, chỉ cần đứng im là được. Ai động trước, người đó chết, chật chật, từ tiểu thụ câm nín, trên thế giới này, sao lại có người mạnh như vậy, dùng 10 vạn điểm bị động, còn hơn 200 vạn, rút thường, hắn ngẫm nghĩ một hồi, tạm thời không cần quá nhiều kỹ năng bị động, như vậy, thức tỉnh tương đối có lời hơn, nghĩ đến thức tỉnh, ánh mắt bất giác dừng ở sắc bén, lúc trước không dám thăng cấp, là bởi vì không biết có tuyển hạng bạn gái thánh thể nhưng hiện tại đã bước lên con đường kiếm nhân, liền dứt khoát liền một đường đi đến cuối. Phải biết, nếu bàn về tổn thương, trong số những kỹ năng bị động kéo dài, đoán chừng cũng chỉ có cường tráng, mới có thể so với sắc bén. Mà cường tráng được phản chấn, dẻo dài các loại kỹ năng gia trì, mới có được thuộc tính công kích kèm theo. Sắc bén không cần, kỹ năng bị động này vừa xuất hiện, từ tiểu thụ liền biết đây là kỹ năng giết địch 1 ngàn, tự tổn 800, nhưng tuyệt đối, tuyệt đối, là mạnh nhất, thức tỉnh, thổ hào tiền nhiều thức tỉnh không cần do dự, một vạn điểm bị động một viên thức tỉnh thạch, từ tiểu thụ trực tiếp đổi 10 viên, sau đó nắm lấy, dùng linh niệm khóa chặt kỹ năng sắc bén, ném từng khỏa vào trong giác tỉnh trì. Thời điểm dư giả, xài tiền căn bản không có cảm giác kinh tâm động phách, liền giống lúc này, trải qua đại lượng thí nghiệm, biết được chỉ có một phần 10 xác suất thức tỉnh, từ tiểu thụ cũng không thèm để ý tới. Hôm nay cho dù hóa thân phi tù, phải dùng đến 20 viên, 30 viên thức tỉnh thạch mới có thể thức tỉnh sắc bén. Từ tiểu thụ hắn cũng muốn xem xem, kỹ năng thức tỉnh có thể so với cuồng bạo cự nhân, rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì? Thức tỉnh thất bại, thức tỉnh thất bại. Bạn đang xem ta sở hữu kỹ năng bị động siêu cấp tại kênh YouTube gì các phim, không chút gợn sóng ném mạnh thức tỉnh thạch, lần lượt ném đi, rốt cuộc tại lần ném thứ 8, tình huống ngay đón chuyển cơ, thức tỉnh thành công, sắc bén, thức tỉnh, chỉ giới lực trường, lực trường, từ tiểu thụ nhìn tên kỹ năng thức tỉnh, thoáng ngơ ngác một chút, 8 lần thức tỉnh mới thành công, chuyện này nằm trong dữ liệu xem như không phi không âu, nhưng phương hướng kỹ năng thức tỉnh, hình như có chút mơ hồ, kỹ năng cùng loại với ít ít kiếm thể không có xuất hiện, ngược lại tới một cái chỉ giới lực trường. Từ tiểu thụ không có ý định đoán mò, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên giường lớn, hai tay bấm lấy, nộ chỉ trần nhà, thân sắc vừa tự kỷ vừa nhiệt huyết, tới đi, triệu hoán, chỉ giới lực trường, suy suy suy. Tình huống kim quang phun trào, khóc huyễn đang tràng giống như cuồng mạo cự nhân không có xuất hiện, ngược lại tấm nệm mềm mại dưới mông phát ra tiếng suy suy hóa thành vô số sợi bông nhỏ văng tung tóe bốn phía chuyện này từ tiểu thụ choáng váng tình huống thế nào hắn giơ tay lên cẩn thận quan sát đột nhiên phát hiện xung quanh cánh tay xuất hiện một thứ gì đó hơi mờ giống như màng mỏng đây chính là lực trường tinh tế quan sát bên trong màng mỏng lực trường tựa hồ ẩn chứa vô tận kiếm quang đang không ngừng xuyên tới xuyên lui màng mỏng bao phủ toàn thân tấm nệm dưới mông hiển nhiên là bị kiếm quang bên trong lực trường cao tần cắt chém mới hóa thành vô số sợi bông nhỏ cảm giác chăm chú nhìn từ tiểu thụ không khỏi nhớ đến thân thể bát tôn am hắn từng nhìn thấy sau khi thân thể bát tôn am hóa thành mảnh vụn liền lộ ra số số kiếm quang xuyên đi xuyên lại nhưng kiếm quang trong người đối phương tựa hồ là tổn thương do hoa trường đang lưu lại không phải tự nguyện mà mình thức tỉnh chỉ dưới lực trường bên trong tràn ngập kiếm quang lại giống như tư duy từ tiểu thụ chắc chắn hiểu thông suốt chuyện gì sắc bén chi quang hắn nhớ thuộc tính đặc thù sắc bén kèm theo bị mình quên lãng hồi lâu, sắc bén chi quang, bởi vì có thứ này tồn tại, sợi tóc, đầu lưỡi, móng tay các loại ở trên người mình đều có thể hóa thành lợi kiếm, mà hiện tại, sau khi thức tỉnh chỉ giới lực trường, tựa hồ chính là sắc bén chi quang phiên bản cường hóa, cho nên, sắc bén chi quang rời khỏi thân thể, tạo thành một cái giới vực cỡ nhỏ quanh người, mặc dù chỉ là một tấm màn mỏng bao trùm toàn thân, nhưng cũng mang đến tác dụng bảo vệ, từ tiểu thụ không khỏi có chút thất vọng, so với loại hình khốc huyễn mà mình tưởng tượng thứ này quả thật khác biệt quá lớn, nhưng nghĩ lại, kỹ năng thức tỉnh không thể gân gà như thế, từ tiểu thụ lập tức lấy lại tinh thần, ngẫm nghĩ xem một thức chỉ dưới lực trường này, sử dụng như thế nào, công năng phòng ngự. Phiêu phù giữa không trung, từ tiểu thụ dò rét thân thể mình, có chỉ dưới lực trường bảo hộ, mình tựa hồ không cần sợ bị đánh lén, thử một chút, hắn bắn ra dệt linh tuyến, tiếp lấy thanh thất phẩm linh kiếm vừa rồi tới, không chút khách khí đâm thẳng vào người. Tình huống khiến người mở rộng tầm mắt xuất hiện, keng keng keng, chỉ nghe tiếng binh khí kịch liệt và chạm bén nhọn vang lên trong nháy mắt thất phẩm linh kiếm chạm đến chỉ dưới lực trường mũi kiếm lập tức hóa thành vụn sắt bắn bay tứ tung linh kiếm dư thế không giảm vẫn đâm thẳng về phía trước tuy nhiên còn chưa chạm được vào da thịt từ tiểu thụ dưới màng mỏng lực trường tác dụng toàn bộ thanh kiếm bao gồm thân hộ thủ chuôi kiếm đã bị cắt nát hóa thành vụn sắt tung bay gian phòng khôi phục yên tĩnh từ tiểu thụ ngây ra như phóng thần mẹ nó hắn quả thực bị dọa phát sợ bởi vì có chỉ giới lực trường tồn tại, cho dù chỉ là một tấm mỏng mỏng, nhưng da thịt hắn, căn bản không cảm nhận được một chút cảm giác đau đớn gì. Chuyện này mang ý nghĩa, thất phẩm linh kiếm, căn bản không thể đâm rách chỉ giới lực trường, ngược lại bị rào sát thành mảnh vụn, máy nghiền sát hình người, từ tiểu thụ phấn khởi đứng bật dậy, kết quả chân hắn vừa đạp xuống, lại không cảm nhận được mảy may ngăn cách, trực tiếp xuyên thấu nệm cùng ván giường thậm chí tiếp xúc với mặt đất cũng không có cảm giác gì, phảng phất sắp rơi thẳng xuống địa ngục, cảm giác mất trọng lượng truyền đến, từ tiểu thụ lập tức định trụ thân hình hắn nhìn dấu mông trên tấm nệm, ván giường bị xuyên thấu, cả người lâm vào ngốc trệ, xuyên thấu, không, là bởi vì sắc bén chi quang liên tục cắt chém, cho nên nệm với ván giường mới bị rào thành bộ phấn, tạo thành hiệu quả xuyên thấu, ngay cả thất phẩm linh kiếm cũng không gánh được được chỉ giới lực trường, mặt đất, sao có thể gánh được, cho nên. Từ tiểu thụ đờ đẫn nghĩ ngợi cho nên ta trở thành. Máy khoan hình người, phát hiện này, khiến cho từ tiểu thụ lần nữa lật đổ nhận biết đối với chỉ giới lực trường đây nào phải kỹ năng bị động phòng ngự, đây rõ ràng là thần kỹ tiến công, măng mỏng. Đúng vậy, lực trường chỉ là một tầng màn hơi mỏng, mà sắc bén chi quang cũng rất mờ, không tỉ mỉ quan sát, căn bản không phát hiện ra được. Quan trọng hơn là, cho dù chỉ giới lực trường tạo thành tổn thương, nhưng đối với trường khống lực lượng, lại đạt tới cảnh giới đỉnh cao, nó không giống máy móc phá hư cỡ lớn, trong lúc tổn thương một điểm, sẽ khiến xung quanh bị ảnh hưởng theo. Tương phần Từ tiểu thụ nhìn ván giường bị hai chân mình xuyên thủng, chỗ vết cắt trơn nhãn dị thường hoàn toàn tiếp tuyến với chỉ giới lực trường mà xung quanh tấm nệm ngoại trừ mảnh bông vụn dính vào nó căn bản không xuất hiện thêm một cái nét gấp nào đây cũng quá kinh khủng đi từ tiểu thụ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nếu cho địch nhân một chỉ vào yết hầu chẳng phải liền có thể trực tiếp xuyên thủng yết hầu đối phương trong lòng vừa nghĩ chân liền nhấc xoạt một cái tấm nệm lập tức xuất hiện một cái dấu ngấn hình bắp đùi và mọi thứ xung quanh đều không thay đổi chút nào từ tiểu thụ lại đưa tay ấn lên bàn tay hắn hoàn toàn xuyên thủng ván giường vẫn không cảm nhận được một chút trở ngại nào hiển nhiên toàn bộ trở ngại đã sớm bị chỉ giới lực trường thanh trừ cắt chém siêu tốc hoàn toàn rào sát trái tim từ tiểu thụ bắt đầu nhảy lên kịch liệt hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới dùng linh nguyên giúp bản thân lơ lửng không để chỉ giới lực trường tiếp xúc với mặt đất đi như thế mặt đất dưới chân căn bản không bị ảnh hưởng ngay cả bụi đất cũng không chút lay động nhưng thân thể hắn vừa trầm xuống khôi phục trạng thái bình thường suy 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 mặt đất lập tức xuất hiện từng cái dấu chân nhàn nhạt, nhạt tuyệt đối cắt chém từ tiểu thụ hưng phấn hắn vô thức nhìn về phía bức tường lập tức lệch bạch chạy tới kết quả đi được nửa đường đột nhiên bừng tỉnh phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng quần áo đâu quần áo có thể bỏ qua chỉ giới lực trường hay không từ tiểu thụ thập phần may mắn mình trước tiên nghĩ đến vấn đề này bởi vì bình thường ngủ trường cho nên vừa rồi không lo lắng vấn đề quần áo nhưng hiện tại thì khác chỉ giới lực trường bao bọc ngoài ra nếu nó cũng xem quần áo là ngoại vật trực tiếp cắt chém nghĩ liền làm từ tiểu thụ đóng chỉ giới lực trường mặc quần áo vào sau đó lần nữa mở kỹ năng thức tỉnh này ra suy chỉ trong nháy mắt ra thịt hắn tiếp xúc thân mật với không khí quần áo nát tà kháo công kích toàn phương diện từ tiểu thụ nhấp cả trứng hắn lại thử một lần bởi vì chỉ giới lực trường quá mỏng cho nên có thể dùng linh nguyên ngăn cách quần áo lần này hắn thành công quần áo không có bị cắt nát nhưng mà suy nâng chân bước tới mặt tường cùng kết giới quả nhiên giống như dự đoán giống như đậu hũ trực tiếp bị cắt không nhưng ống quần đồng dạng nhận lấy áp bách nhất thời hóa thành mảnh vụn lần này từ tiểu thụ cứng ngắc tại chỗ không ổn đang đánh nhau đột nhiên mở lực trường chẳng phải sẽ lóe mù mắt chó đối phương hắn không có vội vã xuyên tường mà là bắt đầu suy tư tại chỗ chỉ dưới lực trường có thể ly thể hay không tâm niệm khẽ động lực trường xuất hiện mặt đất dưới chân trong nháy mắt hóa thành cho bụi một cái hố hình bán cầu chỗ vết cắt thập phần trơn nhãn xuất hiện một trượng từ tiểu thụ nhất thời minh ngộ lực trường nhiều nhất có thể ly thể một trượng nói cách khác trong phạm vi một trượng lĩnh vực tuyệt đối còn người từ tiểu thụ co rụt lại hắn mới tiên thiên tiên thiên đã có được một trượng lĩnh vực cùng loại dưới vực vương tọa tâm niệm lại khẽ động rất nhanh lực trường bao trùm quanh người bắt đầu biến hóa toàn bộ hội tụ vào tay phải sau đó ở trong lòng bàn tay từ tiểu thụ hóa thành một thanh vô ảnh kiếm mỏng như cánh ve lực trường hóa hình lực trường lĩnh vực còn có thể biến ảo hình dạng, hoặc là bám bên ngoài quần áo, hoặc là hóa thành vô ảnh kiếm, hoặc là... Xùi, xẻ tay ra, lực trường co rụt lại, hóa thành một viên tiểu cầu trong suốt trong lòng bàn tay, trường trung Phật quốc. Từ tiểu thụ thất thần nỉ non, một thức này không có công năng giới tử nạp tu di như trường trung Phật quốc, nhưng từ một góc độ nào đó, nó thật trở thành một cái thế giới khác, một cái thế giới có thể thôn vệ linh hồn địch nhân, chỗ đến, không gì không phá, ngưu bức A từ tiểu thụ bị kỹ năng thức tỉnh này tú đến hắn rốt cuộc không cần lo lắng lực trường rào nát quần áo bởi vì chỉ cần thao túng thuần thục chỉ giới lực trường liền có thể để nó dán quần áo theo quần áo rung động mà biến ảo hình dạng như vậy thời điểm trang bức quần áo từ tiểu thụ hắn liền có thể không gió tự lay quá mạnh quá mạnh phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực tuyệt đối không biết cực hạn công kích nó có thể tiếp nhận nằm ở khoảng nào từ tiểu thụ suy tư nhưng hắn biết được mặc dù có công kích chỉ giới lực trường không tiếp nổi nhưng chờ xuyên qua được lực trường, đoán chừng tổn thương cũng không còn lại bao nhiêu, mà không còn lại bao nhiêu kia, nếu một thân kỹ năng bị động vẫn không tiếp nổi, vậy chỉ có thể chứng minh đối thủ hoặc là chảm đạo, hoặc là thái hư, tình huống như vậy, thực lực nghiền ép tuyệt đối, căn bản không có chút hy vọng nào, buồn nôn, thật quá buồn nôn. Kỹ năng thức tỉnh này cũng quá không giảng đạo lý đi, bởi vì thời khắc chú ý linh nguyên tiêu hao, tư tiểu thụ có thể chắc chắn, mở cùng duy trì lực trường, hoàn toàn không tiêu hao linh nguyên mà bị thương tổn. Thời điểm rào sát mặt đất, linh nguyên mới tiêu hao một chút không đáng kể, từ tiểu thụ suy đoán, chỉ giới lực trường hẳn là căn cứ cường độ công kích mà tiêu hao linh nguyên tương ứng, nói cách khác, chỉ cần không bị công kích, từ tiểu thụ hắn có thể một mực mở ra lực trường, phòng ngừa người khác đánh lén, không được, có chút nguy hiểm. Từ tiểu thụ đột nhiên nghĩ đến, nếu mình một mực mở ra lực trường, có hảo bằng hữu muốn bắt tay mình. Bắt một cái, tay không còn, phải làm sao mới ổn đây, đối địch. Phải, thời điểm đối địch lại mở, người thế giới này đều rất khách khí, trước khi đánh nhau trả hỏi một phen hẳn không thành vấn đề đi, từ tiểu thụ vuốt cầm, liên tiếp gật đầu ưng, lúc ôm, lại mở lực trường là được, lực trường vừa ra liền thu lại, đánh đều không cần đánh, người trực tiếp không còn, cảm xúc bành trướng, khó mà thu liễm, nghĩ như vậy, từ tiểu thụ liền cảm thấy kỹ năng thức tỉnh này quá biến thái, khó lòng phòng bị nha, nếu thời điểm triển khai cuồng bạo cự nhân, lại mở lực trường. Tê từ tiểu thụ hít một ngụm khí lạnh không nhân tính, thật không có nhân tính, hắn đều không dám tiếp tục nghĩ theo hướng này, kỹ năng thức tỉnh kia, đúng là không có chút nhân tính nào có thể nói. Đúng lúc này, bên ngoài vách tường bị từ tiểu thụ một cước xuyên thùng, chờ xuất hiện một đôi tròng mắt đen kịt. Ai? Từ tiểu thụ cảnh giác nhìn tới, xảy ra chuyện gì? Tân cô cô ở bên ngoài trồng mông ngẩng đầu, nhìn cái lỗ hình bầu dục tiếp xúc với mặt đất, có chút không hiểu, trong trí nhớ, phòng của từ tiểu thụ, hình như không có cái lỗ này mới đúng không nghĩ nhiều nữa y đứng dậy gõ cửa phòng từ tiểu thụ vừa mở cửa ra tân cô cô liền bước vào trong ra rồi ra cái gì từ tiểu thụ hỏi hỏi ra được a à? tân cô cô trừng mắt không phải ngươi bảo ta thẩm vấn hai tên kia sao từ tiểu thụ giật mình nguyên lai like là hai tên dạ tập nhân kia hỏi ra cái gì cái gì cũng không hỏi ra tân cô cô lắc đầu thấy biểu lộ từ tiểu thụ có chút không đúng lập tức nói bổ sung hai tên gia hỏa này rất cứng miệng nhưng hỏi không ra nguyên hình ngược lại bị ta đánh tới một tên trong đó là người khương gia chính là gia hỏa càn dỡ cửa nhạo thiên thượng đệ nhất lâu chúng ta hôm đó khương thái y nói xong nhất thời thấy được cái hố hình bán cầu sau lưng từ tiểu thụ đồ chơi này y nhớ lúc trước mình chuyển giường đến không có đây là tân cô cô chỉ cái hố trên mặt đất lại nhìn cái lỗ trên tường cả hai căn bản không khác gì chỗ vết cắt trơn nhẵn dị thường từ tiểu thụ tránh ra hiển nhiên cái hố lớn như vậy thân thể nhỏ bé của hắn không che được tu luyện hắn đáp như thế tu luyện tân cô cô nhào mắt từ tiểu thụ vừa tránh ra y liền nhìn thấy nệm cùng ván giường cũng bị thứ gì đó chọc ra một cái lỗ hỏng trơn nhẵn đây cũng là tu luyện y chấn kinh hỏi một mình người cũng có thể cùng giường tu luyện thành bộ dạng giường hỏng không chịu kết thúc tiếp tục cùng mặt đất tu đông từ tiểu thụ hung hăng gõ đầu tân cô cô một cái đương nhiên lần này hắn đã đóng lực trường tân cô cô nói không nên lời y ôm lấy đầu ngu ngơ nhìn từ tiểu thụ một người lại có thể tu luyện ván giường cùng mặt đất thành bộ dáng này trong đầu xuất hiện vô số hình ảnh tạ ác ngày mai giúp ta thay ván giường bị người phát hiện từ tiểu thụ cũng không còn tâm tư tiếp tục rút thưởng thức tỉnh nói đi thôi đến xem hai tên gia hỏa kia thế nào tân cô cô một mặt khóc tang đây là ván giường mới toanh nga y vừa chuyển tới kết quả giữ vững không đến một ngày à phải rồi từ tiểu thụ đi tới cửa bỗng nhiên quay đầu lại hỏi người có thể tích huyết trùng sinh đúng không hờ tân cô cô sững sờ tay từ tiểu thụ đưa tay ra chúng ta quen biết lâu như vậy hình như chưa từng bắt tay qua tân cô cô cảm thấy có chút không đúng nhưng nhìn từ tiểu thụ vươn tay ra nhất thời không hiểu kịp chỉ cảm thấy con hàng này sao giống như mình nửa đêm đột nhiên tìm đến tâm tình thế là tân cô cô trần chờ đưa tay ra từ tiểu thụ liền bắt lấy một giây sau a à, âm thanh thê lương tê minh vang vọng thiên thượng đệ nhất lâu ngay cả mai tị nhân cũng có chút kinh ngạc địch tập ba cửa phòng tu luyện bị đầy ra vùi máu tê nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn nơi chóc mũi nhìn vào bên trong hiện trường vô cùng sạch sẽ, ngay cả nửa giọt máu cũng không thấy đâu. Ngoại trừ giữa phòng có một người đang hôn mê nằm trên ghế gỗ dài, căn bản không liên quan gì tới bốn chữ chàng diện huyết tinh. Toàn bộ phòng tu luyện vẫn như vậy, tĩnh mịch, an tường. Từ tiểu thụ kinh ngạc, quay đầu lại hỏi, không phải người nói dùng trọng hình, đánh Khương Thái trở về nguyên hình sao? Tân cô cô vút ve bàn tay phải trắng nõn, so với màu da cổ đồng trên người, làn da nơi đó tạo thành sự tương phản rõ rệt. Sau khi học theo một tử tịch, ở trong lòng điên cuồng nguyền rùa từ tiểu thụ một phen, lúc này khóe miệng mới nhếch lên, hì hì mở miệng, cũng không nặng bao nhiêu, chỉ gánh mà thôi. Ừm, um, từ tiểu thụ gật đầu, cất bước tiến vào bên trong. Ngay lúc này, phía sau đột nhiên có âm thanh vang lên, tiểu tân ca, đã dọn dẹp xong hiện trường, từ thiếu khẳng định không nhìn ra, vì kiểm tra một chút, từ tiểu thụ ngừng trên ngoái nhìn, lập tức thấy được giày tiêu vãn phong dính máu, ống quần có máu, hai ống tay áo cũng nhiễm bằng lớn máu tươi. Hắn nhìn phòng tu luyện sạch sẽ, nhìn không được quay đầu nhìn về phía tiêu vãn phong còn chưa kịp lao đi vết máu trên mặt cùng thùng gỗ đỏ lòm trên tay sau đó ánh mắt mới dừng ở bàn tay phải trắng nõn của tân cô cô nhìn xem đây chính là ác hữu ác báo ta không phải cố ý bắt tay ngươi là lão thiên gia chỉ thị từ tiểu thụ chỉ chỉ trần nhà tân cô cô kém chút chửi mẹ đây không phải đều là ý của ngươi sao hiện tại trách ta rồi vì để từ thiếu ngươi bớt đi cảm giác tội lỗi ngươi có biết tân cô cô ta đã gánh lấy bao nhiêu từ từ thiếu cũng tại à Tiêu Vãn Phong nghe thấy âm thanh từ thiếu, vốn đang xách thùng máu hấp tấp chạy tới, nhất thời bị dọa trì trệ không tiến. Tới đây, từ tiểu thủ không có để ý, ra khỏi cửa phòng ngoắc ngoắc Tiêu Vãn Phong tới nhìn chút việc đời, gan người quá nhỏ, thuận tiện mở mang kiến thức, tiến nhập khu vực màu đen thiên thượng đệ nhất lâu, dù sao trở thành đồng phạm, sau này liền không thể làm phản đồ. Tiêu Vãn Phong nghe thế liền run lên, đồng phạm. Đây, đây là đang nói với ta sao? Lời này, từ thiếu ngài không phải chỉ nên nói ở trong lòng thôi ư sao lại nói với ta nhưng từ thiếu đã mở kim khẩu tiêu vãn phong chỉ có thể mang theo vật chứng phạm tội nhăn nhan nhó nhó cùng hai người tiến vào phòng tu luyện ba cửa phòng đóng lại từ tiểu thụ nắm lấy thủ lệnh thiên thượng đệ nhất lâu kích hoạt trận pháp phòng tu luyện trong nháy mắt đèn đuốc trong phòng sáng trưng cùng một thời gian nam tử hôn mê nằm trên ghế cảm thấy hoa cúc mát lạnh linh nguyên vừa khôi phục được một chút xíu điên cuồng trôi qua thân thể bắt đầu co quắp kịch liệt tiêu vãn phong thấy thế liền đau gan nâng thủ máu ngăn ở trước người nhưng ánh mắt vừa nhìn đến thủ máu dạ dày liền nhốn nháo khó chịu y liền truyền ra sai lưng dùng khuỷu tay che khuất miệng mũi ánh mắt chỉ hơi lưu lại một cái khe hở nhỏ dùng để quan sát khương thái từ tiểu thụ tiến lên vỗ vỗ mặt người dạ tập hỏi ngô mí mắt khương thái mở ra một đường nhỏ khuôn mặt sưng vù vừa nhìn liền biết được dạy dỗ qua từ tiểu thụ trần chờ một chút cuối cùng vẫn quay đầu giải thích một phen sa hỏa này nói năng lỗ mãng trước đây vũ nhục thiên thượng đệ nhất lâu sau đó còn dạ tập chúng ta bị đại trận bắt lại còn nữa đều là tiểu tân ca động thủ không liên quan đến bản thiếu gia tân cô cô tiêu vãn phòng điên cuồng gật đầu ta minh bạch từ thiếu ngài không cần giải thích từ tiểu thụ thở dài một hơi thông qua cảm giác hắn có thể nhìn thấy trên mặt tiêu vãn phòng vết hai chữ không tin cho nên lần nữa lên tiếng bản thiếu gia làm việc cần gì giải thích với người khác bản thiếu gia là sợ ngươi hiểu lầm tổ chức chính nghĩa thiên thượng đệ nhất lâu đây không tính giải thích mà là đề điểm Tiêu Vãn Phong, ta hiểu rõ, ta hoàn toàn không hiểu gì." Tiêu Vãn Phong bổ sung ở trong lòng, từ Thiên La chiến bị Tiểu Tân ca ép lên đài bưng trà rót nước, đến từ thiếu bắt mình diễn ở trên đài, Tiêu Vãn Phong đã hoàn toàn minh bạch, tổ chức mình gia nhập không đến một ngày, vớt cuộc là tổ chức thế nào, huống chi, sau khi hạ danh giới đạo đức đến mức thấp nhất, thanh lý phòng tu luyện máu ngập đến mắt cá chân, Tiêu Vãn Phong cũng không cảm thấy, từ thiếu cần phải giải thích chuyện gì, bởi vì theo y thấy, căn bản không cần giải tích có lẽ ngay cả từ thiếu cũng không ý thức được thiên thượng đệ nhất lâu ở trong mắt người ngoài Đã tồn tại tàn nhẫn đến cỡ nào ngươi hiểu thì tốt từ tiểu thụ nhìn thấy trong mắt tiêu vãn phong có một tia chết lặng không sợ hãi liền có hơi xúc động người thuế biến có đôi khi chỉ cần một đêm giống như hôm đó hắn thất thủ giết chết văn trùng đứng ở bên hồ nga chọn một đêm tin chắc tiêu vãn phong giờ phút này so với nửa ngày trước đã trưởng thành hơn không ít rất tốt vậy hiện tại đến lượt ngươi ánh mắt trở lại chỗ khương thái từ tiểu thụ suy tư một chút, chậm rãi nói, nhìn ra được, ngươi chịu qua đã kích tàn khốc. Hiện tại thân phận đã bị phơi bày, không cần phải tiếp tục che giấu, nhưng mà, bản thiếu gia cũng có thể nhìn ra, hiện tại ngươi không có tinh lực dư thừa, thẳng thắng với ta, hơn nữa phổ huyền khương thị, bán thánh thế gia, đoán chừng có một số việc, cho dù ngươi muốn thẳng thắn, cũng không thẳng thắn được, cho nên, hiện tại bản thiếu gia chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi không cần suy nghĩ, toàn bộ trả lời không phải là được bản thiếu gia hiểu cho ngươi hy vọng ngươi cũng hiểu cho bản thiếu gia được không đôi mắt khương thái nửa khép nửa mở toát ra thần sắc hoàn toàn lý giải đây là từ tiểu thụ có thể nhìn thấy tốt hiện tại vấn đề thứ nhất ngươi là nam nhân tân cô cô nghe vậy lông mày giật một cái hàm răng tiêu vãn phong co lại kém chút cắn vào lưỡi trên mặt hai người đồng thời hiện ra dấu chấm hỏi vốn còn đang chờ mong không biết từ thiếu sẽ hỏi vấn đề gì nào ngờ ra hỏa kia vừa mở miệng liên kinh bạo như thế vấn đề này không phải chỉ cần kéo quần là có thể giải quyết sao tân cô cô tiến lên muốn giúp đỡ từ tiểu thụ liền kéo y lại trợn mắt nói còn muốn bắt tay đúng không tê, tân cô cô lập tức lui về sau mấy bước kém chút trốn ra sau lưng tiêu vãn phong đáp án của bản thiếu ra đâu từ tiểu thụ quay đầu lại cười tùng tìm hỏi giờ phút này trong lòng khương thái tràn đầy biệt khuất lúc đầu gã tưởng mình có thể tiếp chiêu nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sau khi bị tên gia hòa họ tân đả kích nhục thể từ thiếu liền chạy đến tàn phá phương diện tinh thần ta là nam nhân, ngươi không phải, từ tiểu thụ lắc đầu, gương mặt hiền lành, ánh mắt lạnh lẽo, hùng hăng dẫm nát tôn nghiêm cuối cùng của Khương Thái, không cần còn vấn đề gì, từ trong miệng ngươi thốt ra, vĩnh viễn chỉ có hai chữ, không phải, ta. Khương Thái nặng nề nhắm mắt lại không phải, chúc mừng ngươi, đáp sai, đây là ba chữ, từ tiểu thụ chậm rãi bắt lấy bàn tay Khương Thái vô lực rũ xuống, nắm chặt, giờ khắc này, tân cô cô co rụt cổ lại ở phía sau, y có thể cảm nhận được, giờ phút này lực lượng xuất hiện ở trong lòng bàn tay từ tiểu thụ chính là cỗ lực lượng vừa rồi rào sắt bàn tay phải của mình quả nhiên a à. một tiếng gào thét thê lương vang lên khiến mọi người giật nảy mình khương thái giống như hồi quang phản chiếu dãy ruộng muốn đứng lên nhưng lại bị một ngón tay khác của từ tiểu thụ chống lấy vi tâm hoàn toàn không thể động đậy a à. tiêu vãn phong nghe tiếng kêu thê lương cả người liền cứng ngắc lại ánh mắt y gắt gao khóa chặt khương thái rõ ràng không muốn xem thế nhưng hình ảnh xuất hiện ở trong mắt lại rõ ràng đến như vậy từ thiếu không hề động nhưng bàn tay của khương thái cùng mi tâm bị từ thiếu dùng ngón tay chống lấy huyết dịch đỏ thẫm đang không ngừng chảy xuống tách 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 âm thanh huyết dịch nhỏ xuống sàn nhà phát ra tiếng vang khiến người run rẩy huyết dịch trên mi tâm phân ra tại mũi sau đó chảy qua bờ môi sưng vù của khương thái cuối cùng từ trên cổ chảy xuống thấm vào quần áo vô cùng kinh dị tiếng kêu thảm thiết kéo dài đến mười hơi từ tiểu thụ mới thu tay lại hắn thổi một ngụm, vết thương trên tay, trên mi tâm Khương Thái, lập tức phục hồi như cũ, ác ma. Nội tâm tiêu vãn phong càng chắc chắn, từ thiếu cùng tiểu tân ca, đều là tồn tại kinh khủng đến từ thâm uyên địa ngục, địa ngục trống rỗng, ác ma nhân gian. Đây là một chút giáo huấn, kỳ thật sẽ không tổn thương đến người, nhiều nhất chỉ là hơi đau một chút, từ tiểu thụ trầm mọc một chút, nói, nói thật, hắn không biết dùng hình, cho nên mới giao cho tân cô cô. Nhưng từ thiên la trận trở về, hắn liền hoàn toàn minh bạch giáo dục đến từ văn minh hiện đại lúc trước căn bản không thích hợp với thế giới tàn khốc này thương hại địch nhân cuối cùng sẽ hóa thành một loại phương thức cực đoan khác chuyển đến người nhà mình từ tiểu thụ cảm thấy như vậy tân cô cô ở bên cạnh có chút không đành lòng nhìn tiếp thân là người đầu tiên trải nghiệm y biết từ tiểu thụ nói không sai nhưng cho dù từ tiểu thụ không dùng lực nắm tổn thương khương thái tiếp nhận ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng được tân cô cô lại có thể cảm động lây mẹ nó còn ác hơn cả nắm đấm của lão tử tân cô cô buồn bực từ thiếu có thủ đoạn như vậy từ đi huấn người là được sao còn vẽ vời cho thêm chuyện bảo y đến tra tấn người khác vẽ dán thêm chân khúc nhạc dạo qua đi khương thái hiển nhiên đã yên tĩnh hơn nhiều vương tọa không sợ tử vong nhưng không có nghĩa không sợ đau đớn đặc biệt là loại người xuất thân bán thánh thế ra quen sống trong nhung lụa tra tấn bình thường đều không tiếp nổi càng đừng nói từ thiếu dùng căn bản không bình thường như hắn nghĩ ngươi là nam nhân từ tiểu thụ hỏi lần nữa không phải khương thái trả lời ngắn gọn dứt khoát nhận lừa gạt điểm bị động cộng một từ tiểu thụ hài lòng gật đầu đây mới là tiết tấu quen thuộc khương nhàn bảo ngươi tới không phải nhận lừa gạt điểm bị động cộng một quả nhiên là tên khương nhàn kia con hàng này quá tao hôm đó nhìn liền biết không phải là thứ tốt lành gì từ tiểu thụ oán thầm các ngươi là vì bản thiếu gia mà đến muốn bắt bản thiếu gia trở về không phải nhận lừa gạt điểm bị động cộng một là vì hắn từ tiểu thụ chỉ hướng tân cô cô không phải nhận lừa gạt, điểm bị động, cộng một, từ tiểu thụ dừng lại, hắn hoàn toàn xác định, mấy tên gia hoàn này, là vì một tử tịch, hoặc là vì mạc mạt mà đến, nghĩ tới ngày đó tiểu sư muội nói một câu tam yếm đồng mục, từ tiểu thụ liền có chút lo lắng, khương thị, nếu nhìn ra mạc mạt là quỷ thú ký thể, liền không phải vấn đề quá lớn, bọn họ muốn bắt người, cũng chỉ sẽ tự rước lấy nhục, nhưng nếu bởi vì thần ma đồng của một tử tịch, các người muốn bắt nữ nhân của bản thiếu, không phải, nhận lừa gạt, điểm bị động, cộng một, quả nhiên, trong mắt từ tiểu thụ đã có hàn quang hạ thủ với mình không thành vấn đề cho dù bán thánh đích thân đến từ tiểu thụ hắn cũng không quan tâm nhưng ra tay với tiểu sư muội đám người kia quả thực đang tìm chết nhiệt độ không khí theo cảm xúc từ tiểu thụ chuyển biến nghiễm nhiên giảm xuống tân cô cô cùng tiêu vãn phong ở phía sau liếc nhau một cái đều thấy được một tia kinh sợ trong mắt đối phương từ thiếu nhất định đã hỏi ra được chuyện gì bằng không khí thế của hắn sẽ không đột nhiên đáng sợ như vậy có lẽ tiêu vãn phong sẽ không cảm thấy từ thiếu giờ phút này khác thường cho là lệ cũ bình thường mà thôi nhưng tân cô cô biết y đi theo từ tiểu thụ một khoảng thời gian cho dù lâm vào tuyệt cảnh đáng sợ nhất cũng không thấy gia hòa này bất cận nhân tình như vậy nhiều nhất từ đại ma vương chỉ sẽ cười đùa tí từng dồn người vào chỗ chết nào có âm trầm đáng sợ như lúc này hơn nữa chỉ thông qua hai chữ không phải đơn giản đến hoang đường lại thật hỏi ra chuyện gì ở trong mắt hai người bọn họ phương thức thẩm vấn của từ thiếu căn bản không khác gì thần tích. Đọc tâm thuật, tân cô cô cùng tiêu vãn phong đồng thời hiện lên ý niệm như vậy, kết hợp với phương thức từ thiếu tuyển người, hai người càng chắc chắn hơn. Thế nhưng mà... Không phải chứ, từ khi nào thần kỹ đọc tâm thuật, thật xuất hiện trên thế gian, từ thiếu, hẳn là thông qua biểu lộ lúc Khương Thái trả lời không phải, phỏng đoán ra, mặc dù hai người tự thôi miên như thế, nhưng thời điểm bọn họ nhìn về phía Khương Thái, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này, Khương Thái nào còn có biểu tình gì, trên mặt gã, ngoại trừ sưng, chính là thống khổ biểu lộ bởi vì linh nguyên liên tục bị rút ra không ngừng run rẩy cho dù tâm lý tông sư đến đây giờ này phút này nhìn đến khuôn mặt khương thái cũng không đoán ra được điểm gì sâu không lường được nhớ lại thủ đoạn của từ thiếu cùng với kết luận không thể nào đạt được hai người chỉ có thể mập mờ đánh giá như vậy thẩm vấn đến lúc này từ tiểu thụ cuối cùng cũng minh bạch ý đồ người đến hắn đi thẳng vào vấn đề đôi mắt của khương nhàn là tam yếm đồng mục Ý thức mơ mơ hồ hồ của Khương Thái giờ khắc này bị câu hỏi của từ thiếu đánh thức ngươi. Bốn chữ làm sao ngươi biết mang theo ngữ khí nghi vấn còn chưa nói ra, từ tiểu thụ đã đưa tay, trực tiếp dùng một chỉ xuyên thủng lồng ngực Khương Thái, ta a. Tiếng tê minh thê lương nương theo huyết dịch phun tung tóe trên ngực Khương Thái, ngay cả tân cô cô cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Giờ khắc này tiêu vãn phong đã hoàn toàn minh bạch, từ thiếu gọi y tới luyện gan là có ý gì, lúc trước y thanh lý huyết dịch, thịt nát, dù sao cũng chỉ là sau đó, hiện tại thảm trạng xuất hiện ở trong mắt y cảm thấy tương lai mình gặp ác mộng nhất định sẽ không thiếu một màn này suy 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 huyết dịch vang tung tóe lấy từ tiểu thụ mở chỉ dưới lực trường ngón tay dừng ở trong ngực khương thái mười hơi mới chậm rãi rút ra hắn lại vào một ngụm sinh mệnh linh khí vết thương trên ngực khương thái lập tức phục hồi như cũ sau đó biểu lộ từ tiểu thụ bình thản vẫn nói câu nói kia nhớ kỹ câu trả lời của ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là không phải hiểu bạn đang xem ta sở hữu kỹ năng bị động siêu cấp tại kênh youtube gì các phim, không phải. Khương Thái rốt cuộc có kinh nghiệm, cho dù giờ phút này vấn đề là hiểu, y trả lời, vẫn chỉ có thể là hai chữ không phải, từ tiểu thụ hài lòng gật đầu, sớm phối hợp không phải tốt rồi sao, hắn cũng không cần làm người xấu, đôi mắt của Khương nhàn, là tam yếm đồng mục, không phải, nhận lừa gạt, điểm bị động, cộng một, từ tiểu thụ khẳng định, lúc trước tiểu sư muội không phải nói chơi, đối với phương diện đồng thuật, nàng tự hồ sinh ra đã biết con mắt này là Khương Nhàn sinh ra đã có, hay là thu hoạch từ con đường khác? Không phải, đáp án này, Khương Thái do dự một chút, sau khi nói ra miệng, còn lắc đầu, từ tiểu thụ thấy cột tin tức không có phản ứng, khẽ như mày, ý thức được chuyện gì, người không biết, không phải, Khương Thái vẫn trả lời như vậy, cột tin tức lập tức nhảy ra nhận lừa gạt, ra hỏa này, thật không biết. Từ tiểu thụ minh ngộ, hắn ngẫm nghĩ, lại hỏi, tam yếm đồng mục có tác dụng gì, chuyện này người hẳn biết đi nhìn thấy Khương Thái lại muốn lắc đầu, trả lời không phải, tư tiểu thụ liền nói bổ sung, lần này ngươi có thể trả lời hoàn chỉnh nói hết những thứ ngươi biết ra, Khương Thái triệt để từ bỏ chống cự, tâm yếm đồng mục, công năng khác ta không biết, nhưng có một thức chuyển ý khổng, có thể thay đổi, thao túng ý chí người khác, tư tiểu thụ giật mình, thứ kia còn có thể thao túng ý chí người khác, đây chẳng phải thần nghĩ hay sao. Bất kỳ ai cũng có thể điều khiển, không có hạn chế. Có, Khương Thái đáp lời có tu vi hạn chế, nhưng cho dù gặp người có tu vi cao hơn bỏ ra đại giới cũng có thể cưỡng ép thao túng lần này tân cô cô cùng tiêu vãn phong ở phía sau đều bị rung động đến tiêu vãn phong còn tốt đối với năng lực như vậy y không biết càng không rõ là đẳng cấp gì tân cô cô thì khác y lập tức nghĩ đến nếu như có thể thao túng trảm đạo thái hư vậy tam yếm đồng mục chính là tội ác chi nhãn có thể nhắc lên loạn thế đại giới từ tiểu thụ cân nhắc nói tỉ như tỉ như tuổi thọ Khương Thái biết từ thiếu muốn đáp án gì có lẽ tiên thiên không thể thao túng vương tọa, chảm đạo, nhưng nếu thật gặp phải đối thủ như vậy, lấy tuổi thọ làm đại giới, vẫn có thể cưỡng ép thay đổi một chút ý chí. Cùng dai thì sao? Từ tiểu thụ hỏi, tu vi cùng dai, tùy tiện điều khiển. Khương Thái trả lời, từ tiểu thụ cảm giác nhịp tim chậm một nhịp, trước mắt hắn chỉ mới tiên thiên, mà Khương Nhàn thấp nhất cũng là tiên thiên. Nói cách khác, nếu như mình đối đầu tên kia, dưới tình huống không kịp đề phòng, rất có thể còn chưa kịp ra chiêu, Ý chí đã bị đối phương thay đổi, con mắt tà môn như vậy, sao có thể xuất hiện trên thế giới này? Từ tiểu thụ rất chấn động, quay đầu lại hỏi Tân Cô Cô, người có nghe nói qua không? Không có, Tân Cô Cô đáp lại rất rõ ràng, đừng nói chuyển ý không, ngay cả tam yếm đồng mục, hôm nay ta cũng là lần đầu tiên nghe nói đến, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Từ tiểu thụ truy hỏi, trong mắt Tân Cô Cô có hồi ức, ta nghe nói qua, trên thế giới này từng có một thái hư thế gia, nắm giữ huyết mạch chi lực, chính là đồng thuật tuy hiện tại thế gia kia đã xuống dốc nhưng ngày xưa lúc cường thịnh có một một quyển sách vô cùng nổi danh thiên hạ đồng thuật từ tiểu thụ nói ừm um, tân cô cô gật đầu toàn bộ năng lực đồng thuật trong thiên hạ thiên hạ đồng thuật đều có ghi chép đáng tiếc hiện tại trí bảo kia đã biệt tam biệt tích từ tiểu thụ không khỏi thổn thức hắn biết tân cô cô nói đến thái hư thế gia là nhà nào lạc lôi lôi có nói qua nếu như không có gì ngoài ý muốn hẳn là lệ gia không thể nghi ngờ tam biếm đồng mục quả thật chưa từng nghe nói qua nhưng cái tên truyền ý khổng này từ tiểu thụ tinh tế ngẫm nghĩ buổi tối sau trận chiến bạch quật lạc lôi lôi hình như đã từng nói qua nói cách khác tam yếm đồng mục của khương nhàn rất có thể thật đến từ lệ ra xuống dốc lệ song hành nghĩ đến tên kiếm khách mù kia từ tiểu thụ không khỏi cảm thán gia tộc nắm giữ đồng thuật cường đại như thế vậy mà lại xuống dốc thế giới này thật quá nguy hiểm nhỏ yếu chết chắc thế nhưng quá cường đại vẫn không thể sống lâu thu liễm tâm tư từ tiểu thụ quay đầu nhìn về phía Khương Thái, tại sao Khương nhà lại muốn bắt người của bản thiếu gia, các người làm sao xác định, người bên cạnh bản thiếu gia, có thứ các người muốn, kỳ thực trong lòng hắn đã minh bạch, những người này, rất có thể là vì thần ma đồng mà đến, nhưng nếu không đích thần xác nhận, trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an, Khương Thái tựa hồ chờ được vấn đề mình muốn, cảm xúc trong nháy mắt kích động lên, gã không để ý linh trận rút lấy linh nguyên, hạ thân thẳng tắp, từ trên ghế bật dậy, ha ha ha, từ đắc ế, người xong, tử vong cuối cùng sẽ đuổi theo ngươi sắc mặt gã bỗng nhiên dữ tợn rõ ràng linh nguyên trong khí hải đã hoàn toàn thâm hụt thế nhưng giờ khác này tóc đen cấp tốc chuyển trắng một giây sau thân thể phát ra vô số tia sáng cẩn thận tân cô cô lập tức muốn động đi tới trước mặt từ tiểu thụ nhưng hai người còn chưa kịp có động tác gì khương thái liền như hồi quang phản chiếu khí hải đột nhiên áp xúc sau đó dẫn bạo oanh một tiếng nổ vang bạo pháo anh tạc phòng tu luyện bốn người đang đứng bên trong sóng khí cuồn cuộn, cuộn từ tiểu thụ lờ mờ có thể nhìn thấy Khương Thái bị lực lượng bản thân nổ banh xác. Lúc đầu hắn không biết vì sao Khương Thái đã bị phong ấn, lại có thể chơi một chiêu hồi mã thương. Nhưng thời điểm huyết nhục tan biến, ngay cả linh hồn cũng dần điêu linh, trên người Khương Thái phát sinh hết thầy, tựa hồ chỉ là vì chờ đến giờ phút này, phun ra một câu. Thiên chi chi nhãn, tiếng nỉ non tựa hồ đến từ địa ngục, cuối cùng hóa thành chùm sáng màu đỏ ngòm, không chút lưu tình đâm thẳng vào bên trong nguyên đình của từ tiểu thụ, nguyền rủa chi lực. Tân cô cô thấy thế, trong lòng đại động, y biết đây là thứ đồ gì, lập tức động thủ nhấn đầu từ tiểu thụ, nhưng lại không cảm giác được gì. Nhất thời gấp lên, y há to miệng, nhắm ngay động mạch cổ từ tiểu thụ, muốn cắn xuống, thời khắc mấu chốt, lại bị bàn tay từ tiểu thụ quạt bay đầu, đông đông đông. Đầu lâu lăn xuống đất, chàng diện lập tức yên tĩnh không ít, tiêu vãn phong ở phía sau nhìn đến linh hồn xuất hiếu, ngươi làm gì? Từ tiểu thụ nhìn tân cô cô đột nhiên nổi điên, còn tưởng rằng gia hỏa này điên rồi, Tân cô cô mò mẫm tìm đầu mình, cuối cùng bằng vào cảm ứng tìm tới, đặt trở lại trên cổ, vết máu trên cổ ngưng tụ, y liền vội vàng nói ra, lực lượng nguyền rùa, đó là lực lượng nguyền rùa của bán thánh thế gia, từ thiếu, người hỏi chuyện không nên hỏi, đám người kia, để mắt tới ngươi, chuyện này liên quan gì tới việc ngươi cắn ta, từ tiểu thụ trừng mắt, ta. Tân cô cô nhất thời nghẹn lời, nhưng kéo lâu như vậy, xong đời, y sụp đổ ngồi bề xuống đất ta muốn hút thứ kia ra, bởi vì chỉ có thuộc tính huyết mới có thể thử một chút, vốn còn tưởng cứu được ngươi, nhưng hiện tại, xong đời. Xong đời, từ tiểu thụ thông qua linh niệm, nhìn thấy đóa hoa nguyền rùa còn chưa kịp nở rộ ở trong nguyên đình, đã bị giao diện hệ thống màu đỏ chấn áp, tan thành mây khói. Một màn này, rất giống khi đó hôi vụ nhân dùng cự long phong ấn nhập thể, cho nên hắn biết, thứ gọi là nguyền rùa chi lực kia, căn bản không ảnh hưởng gì tới mình. Xong thế quái nào được, ngươi còn hù đến người ta, từ tiểu thụ chỉ chỉ tiêu vãn phong vẫn còn chưa hồi hồn tiêu vãn phong một thân bừa bộn lúc trước nhờ vào giới vực của tân cô cô mới có thể sống sót vượt qua bạo tạc nhưng thời điểm xoay người hình ảnh đập vào mắt chính là tiểu tân ca đang mò mẫm tìm đầu mình ở dưới đất lực trùng kích so với bạo phá căn bản không cùng một cấp bậc y kém chút hai mắt trắng dã trực tiếp hôn mê cũng may hôm nay luyện gan thật có tác dụng có thể kiên trì tới một khắc cuối cùng không có hôn mê dọa cái rắm tân cô cô không thèm phản ứng tiêu vãn phong tâm tư đều đặt hết vào người từ tiểu thụ đó là nguyền rùa chi lực lực lượng nguyền rùa của bán thánh từ tiểu thiếu người xong đời không xong được cũng không phải chưa bị nguyền rùa qua từ tiểu thụ không có cách nào giải thích cho y không giống tân cô cô muốn khóc cùng mộc tử không giống với mộc tiểu công nàng đây là nguyền rùa thật không phải ghét bỏ không phải đậu đen rau muống càng không phải oán thầm tân tiểu khổ âm thanh tiểu sư muội từ phía sau truyền đến người ở sau lưng nói xấu ta Tiêu Vãn Phong nghe thấy lời này liền ngơ ngác một chút, y bị tạc đến ngoài cửa phòng, vừa quay đầu lại, liền có thể thấy một cô nãi nãi trở về, Tân Tiểu Khổ. Tiêu Vãn Phong nghe thấy xưng hô này, có chút bó tay rồi hóa ra Tiểu Tân Ca, tên thật gọi là Tân Tiểu Khổ, một tiểu công, Tân Tiểu Khổ, còn có từ đắc ế. Tiêu Vãn Phong ngẫm một hồi liền minh bạch, thần mẹ nó, đám người này đều dùng tên giả, xảy ra chuyện gì, thời điểm một tử tịch trở lại thiên thượng đệ nhất lâu, bạo phá đã phát sinh phòng tu luyện có đại trận gia trì còn bị bạo nát chỉ có hai cái khả năng một là trảm đạo đột kích hai là từ tiểu thụ đang luyện đan thế là một tử tịch vọt tới cửa ra vào phòng tu luyện trước tiên dùng cái mũi người người không phát hiện mùi khét nổ đan ngược lại có mùi máu tươi thoang thoảng nàng càng không hiểu lúc này mới hỏi từ tiểu thụ người lại đang nghiên cứu thứ gì từ tiểu thụ người là có thành kiến với ta người bình thường nhìn thấy bạo phá sẽ hỏi như thế sao cùng một thời gian hắn mới kịp phản ứng vì sao cuối cùng khương thái lại can dỡ như vậy hẳn là bởi vì đáp án thiên chi chi nhãn thuộc về cơ mật bán thánh thế gia một khi tiết lộ linh hồn cùng nhục thể khương thái sẽ khó có thể bảo toàn nhưng trong nháy mắt đó lực lượng bán thánh thế gia xóa bỏ khương thái cũng đồng thời xóa đi lực lượng phong ấn kết quả là bắt lấy cơ hội cuối cùng khương thái tự bạo nhìn tiểu sư muội bày ra bộ dáng chất vấn từ tiểu thụ không khỏi hồi đáp hỏi vấn đề không nên hỏi cho nên vương tọa nổ tiểu cô nương vô thức bỏ qua nửa câu đầu cả kinh nói, hiện tại ngươi không luyện đan, chuyển sang luyện vương tọa, từ tiểu thụ. Hắn cảm thấy sọ não có hơi đau, lúc này đưa tay nhấn đầu tiểu cô nương xuống, muốn ném tiểu lưu ly trướng mắt sang một bên, thu thập một chút, hắn quay sang phân phó tiêu vãn phong, úp úp, vâng, tiêu vãn phong chất phát lên tiếng, kỳ thật y có nỗi khổ không nói được, rõ ràng đã nói, chỉ là công việc bưng trà rót nước, nhưng làm đường ngày đến, mình đều làm những chuyện gì. Tại thiên la chiến khiêu khích thánh thể, dùng thùng gỗ múc máu phòng tu luyện, nhìn tiểu tân ca gắn đầu tăng thêm lòng dũng cảm còn bị vương tọa tự bạo một lần tự bạo cũng thôi đi bạo xong còn bắt mình thới thu dọn gian phòng âm phủ này bưng trả rót nước tiêu vãn phòng cười tự diễu ha 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 một bên khác từ tiểu thụ cho tân cô cô về ngủ xuống lầu xem tình huống mặc mạt cuối cùng kéo tiểu sư muội về phòng có người để mắt tới ngươi hắn nghiêm túc nhìn tiểu sư muội nói ra úp ngươi không ngoài ý muốn từ tiểu thụ thấy tiểu cô nương phản ứng ngược lại là hắn ngoài ý muốn xem ra người đã sớm biết được. Không có, tiểu cô nương hiển nhiên không biết nói láo, nàng sờ cái mũi, vân vây góc áo, tràn đầy chi tiết nhỏ, từ tiểu thụ trợn trắng mắt lên, ta đã giúp người hỏi. Khương nhàn, tam yếm đồng mục, chuyển ý khổng tên kia ước chừng đã để ý tới thần ma đồng của người, cho nên phánh người, muốn bắt người đi, thời điểm nói ra lời này, từ tiểu thụ gắt gao nhìn chằm chằm tiểu sư muội muốn nhìn xem nàng sẽ có phản ứng gì nào ngờ hai mắt tiểu cô nương sáng lên hưng phấn hỏi từ tiểu thụ, nếu như ta bị người bắt cóc, người có đến cứu ta không? Đông, từ tiểu thụ không chút khách khí bục nàng một cái, tiểu cô nương đau đến ôm đầu nội chú, đang nói chính sự, nghiêm túc, đây không phải chính sự sao, sắc mặt một tử tịch tràn đầy ai oán. Đừng hòng nói sang chuyện khác, từ tiểu thụ biết trong hồ lô tiểu sư muội nhà mình bán thuốc gì, hỏi, câu nói cuối cùng của Khương Thái, thiên tri chi, chi nhãn. Đây là thứ gì, bọn chúng rất có thể bằng vào thứ này, khóa chặt người, thiên tri chi, chi nhãn đôi mắt tiểu cô nương hiện lên vẻ mê mang đông từ tiểu thụ không chút khách khí cho nàng thêm một cái bộp giả vờ cái gì tứ tiểu thụ nhận nguyên rủa điểm bị động cộng một cộng một cộng một cộng một mục tử tịch quyền đấm cước đá nhào tới lại bị từ tiểu thụ ấn xuống chán nửa thức đánh không đến nghiêm túc chút ta không muốn mơ mơ hồ hồ mất đi ngươi nếu ngươi biết chút gì đó tốt nhất nói ra hết tàng lão đầu đã không còn nếu ngươi cũng biết mất ta thật không biết đi đâu ngồi khóc một tử tịch ngơ ngác một phen động tác nhất thời ngừng lại nàng tựa hồ bị lời nói của từ tiểu thụ xúc động đến sang môi khẽ hấp muốn nói chút gì nhưng thân thể đột nhiên mãnh liệt lắc một cái từ tiểu thụ đã nhiều lần nhìn thấy tiểu sư muội trong lúc lờ đãng rung động hắn không có làm gì đây khẳng định là vấn đề của tiểu sư muội mỗi lần tiểu cô nương muốn thẳng thắng đều sẽ có bộ dáng này sau đó liền không nói gì giờ khác này trong đầu nhớ đến lại lượng tiểu thuyết kiếp trước từ tiểu thụ lập tức chắc chắn một tử tịch hoặc là bị đoạt xá hoặc là không bị đoạt xá thành công trong thân thể có một tên đại ma đầu yêu nghiệt ra đây cho ta nghĩ đến đây từ tiểu thụ không chút khách khí quả tới một bạt tay trực tiếp khảm tiểu sư muội vào trong vách tường ô ô ô một tử tịch ứa nước mắt mặt phình lên như bánh bao cố gắng nhích người nhảy xuống vách tường từ tiểu thụ ngươi xong ngươi dám đánh ta nhận nguyên rủa điểm bị động cộng một, cộng một cộng một cộng một cộng một long 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 tại lầu một Tiêu Vãn Phong khó khăn lắm mới quét dọn xong chiến trường, lầu hai lầu ba lại truyền tới âm thanh ù ù không dứt, lờ mờ còn có thể nhìn thấy cảnh lá rậm rạp, nhánh cây đại thụ chập chờn, đêm hôm khuya khoắt, có thể yên tĩnh một chút được không? Tiêu Vãn Phong thở dài, thiên thượng đệ nhất lâu không không thể vô duyên vô cớ mọc cây, vừa nhìn liền biết là một cô nãi nãi đang gây sự, vì sao một cô nãi nãi lại gây sự? Đây đương nhiên là thủ bút của Từ Thiếu, yên lặng sách theo thùng gỗ ra ngoài canh cửa, Tiêu Vãn Phong biết, chỉ sợ tối nay mình không thể ngủ đoán chừng hai vị lão gia thiên thượng đệ nhất lâu kia nhao nhao xong người thu thập tàn cuộc chỉ có thể là tiêu vãn phong bưng trà rót nước y Ô, kia là dừng ở trước cửa tiêu vãn phong tựa hồ nhìn thấy trên tán cây cách đó không xa dưới ánh trăng có một đạo nhân ảnh đen nhánh y giật nảy mình lập tức vuốt vuốt hai mắt nhưng thời điểm lần nữa nhìn lại nhân ảnh đã biến mất không thấy ảo giác nhịp tim tiêu vãn phong bắt đầu gia tốc đây chính là di chứng trắng đêm không ngủ tinh thần bắt đầu gặp phải ảo giác lầu ba uy 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 đủ rồi ta chỉ kiểm tra một chút xem người đến cùng là bị đoạt xá hay là nhân cách thứ hai có cần đuổi theo không bỏ như vậy không từ tiểu thụ hốt hoảng trốn đông trốn tây từng cây cổ mục hung hăng quất tới mông hắn bị hắn xảo rượu tránh đi ta đã nói với ngươi rồi mục tử tịch không chỉ tức từ tiểu thụ dám ra tay với nàng mà còn giận con hàng kia không tin lời nàng nói giờ phút này nương theo bàn tay tiểu cô nương vỗ đến đỏ lên toàn bộ lầu ba đều bị cổ mục trùng kích xinh xinh biến thành rừng rậm a à băng A Hòa trốn trong khe hẹp, cẩn thận từng ly từng tí xây dịch thân thể, không dám phá hư hiện trường, sợ bị giận chó đánh mèo. A Bang còn tốt, chỉ chuyển động trong mắt nhìn hai người đùa dẫn. A Hòa nghịch ngợm hơn nhiều, vừa nện chân vừa kêu hô hố, tựa hồ đang cổ vũ cho một tử tịch. Từ tiểu thụ từ lầu 3 nhảy xuống lầu 2, lại nhảy lên lầu 4. Cũng may trần nhà thiên thượng đệ nhất lâu có thể thu lại, bằng không chỉ đi thang lầu, hắn tuyệt đối sẽ bị một tử tịch quất nát mông. Ta đã nói chỉ kiểm tra một chút, đừng làm rộn. Cho dù đúng như lời ngươi nói, giống như ta suy đoán, mặc kệ thế nào nàng bị kích thích, hẳn sẽ đi ra nói vài lời đi, có trời mới biết sau khi đánh xong, ngươi vẫn là ngươi à, từ tiểu thụ cãi lại, dù sao cũng là hán động thủ trước, cho nên hiện tại cũng không thèm để ý, kích thích ta cho ngươi kích thích. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tay một tử tịch cũng đỏ bừng, cuối nhánh cây quất tới từ tiểu thụ, lúc này từ tiểu thụ đã dừng lại, hai tay chống mở, muốn đánh gãy nhánh cây kia, lúc này một tử tịch lại hô lên, ngươi đánh trả thử xem. Ba ba ba, sợi đằng lập tức quấn lên người Từ Tiểu Thụ, còn có một cái mộc tiên hung hăng quất vào mông hắn. Ta không động, ta không động. Từ Tiểu Thụ động cũng không dám động, còn phối hợp mộc tiên quất vào mông, không chút đau đớn phát ra tiếng kêu thê thảm. Ôi, ta à, đau quớ, Ba một cái. Trong lúc Từ Tiểu Thụ kêu kêu, cùng một căn phòng nào đó ở lầu ba bị đẩy ra. Sau đó Mai Tị Nhân bước ra, ông ta nhìn tình cảnh trước mắt, cả người choáng váng, sau đó sầm mặt lại. Người trẻ tuổi các ngươi muốn chơi? có thể vào trong phòng hay không lần này từ tiểu thụ lúng túng gian phòng là tân cô cô chuẩn bị hắn thật không biết mai tị nhân ở gần như vậy khụ khụ lão tiên sinh không phải như ngài nghĩ hắn còn chưa nói hết lời một tử tịch lần đầu tiên nhìn thấy mai tị nhân lúc này hai mắt chừng to lão đầu người là ai liên quan gì đến ngươi một tiếng này vừa ra mai tị nhân ngẩn người từ tiểu thụ cũng ngẩn người tiểu sư muội ngươi thật mạnh a à. sau này từ tiểu thụ ta đều phải gọi ngươi là tân cô cô số hai ôi uy sau khi từ tiểu thụ tình thần liền bị dọa đến dùng tiếng kêu thảm thiết át đi lời nói của tiểu sư muội hắn đánh gãy sợi đằng trên thân nhanh chóng quay đầu nói tị nhân tiên sinh ta thật không biết ngài ở đây đã trễ như vậy gian phòng cách âm không tốt nhào nhao đến ngài mục tử tịch nhìn từ tiểu thụ cả người trì trệ ra hỏa này từ khi nào lễ phép như vậy đúng lúc này bên tai truyền đến âm thanh của từ tiểu thụ hắn giống như phát rồ, điên cuồng truyền âm thất kiếm tiên thất kiếm tiên thất kiếm tiên thất kiếm tiên lão đầu trước mặt là thất kiếm tiên một tử tịch nhất thời run lên nhưng một giây sau nàng liền phủ định ý nghĩ này nói đùa gì thế thất kiếm tiên đường đường tồn tại cấp bậc cầu vô nguyệt sao có thể ở trong thiên thượng đệ nhất lâu nàng mới đi ra ngoài một buổi sáng từ tiểu thụ liền đã kéo về một vị thất kiếm tiên chẳng lẽ họ từ vì tây trắng tội danh cho nên kéo người tới giúp đỡ tân cô cô biến hoặc là từ tiểu kê hai mắt một từ tịch tỏa sáng thập phần chắc chắn chỉ mai tị nhân mắng đừng tưởng rằng ngươi biến thành bộ dáng quỷ. Ngô, Ô, giờ khác này từ tiểu thụ hành động cực nhanh, hắn muốn gây sự thế nào, cũng không thể kéo tiểu sư muội lên tuyệt lộ được. Sau khi thuấn di che miệng tiểu sư muội lại, từ tiểu thụ mới hướng về phía mai tị nhân, cười hắc hắc, tị nhân tiên sinh đừng trách, nàng vẫn luôn như thế, nói đơn giản chính là có bệnh, mục tử tịch. Nhận nguyên rùa, điểm bị động, cộng một, cộng một, cộng một, cộng một. Mai tị nhân thở dài lắc đầu, ông ta không để ý chút chuyện nhỏ này, quay người trở về phòng, thuận tiện đóng cửa lại, chỉ để lại một câu nói, đừng chơi quá mức, mặt khác, có người tới, ba một tiếng, cửa phòng khóa lại, lầu ba khôi phục yên tĩnh, có người, từ tiểu thụ buông lòng tiểu sư muội hỏi, ngươi cảm ứng được, hưm hưm, tiểu sư muội không phủ nhận, lúc này nàng cũng từ trong thái độ của từ tiểu thụ ý thức được, lão đầu kia, có lẽ thật không phải từ tiểu kê biến, nàng có hơi lo sợ bất an, không dám hổ nháo ông ta thật là thất kiếm tiên, ngươi còn hoài nghi từ tiểu thụ vỗ đầu tiểu cô nương một phát ta đều đã truyền âm cho ngươi sư huynh ngươi là loại người rảnh rỗi không có việc liền truyền âm cho người sao ta là sợ ngươi gây chuyện có biết không lần này một tử tịch co rụt đầu lại không dám phản kháng liền nguyền rủa cũng không dám phát ra xảy ra chuyện gì từ tiểu thụ quay đầu lại mới bắt đầu chất vấn cảm ứng được người ngươi không nói không biết chính sự quan trọng sao nếu là đến đánh lén chuyện của ta không phải chính sự một tử tịch âm thầm trợn mắt nhưng lời này chỉ dám nói ở trong lòng nàng chỉ cửa chính dưới lầu, đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, xem ra không phải dạ tập, mà là có chuyện tìm đến, vô sự bất nhập, phùng khách tất nghênh. Bên ngoài thiên thượng đệ nhất lâu, một vị nam tử trung niên mặc áo trắng, cầm tiêu ngọc, mỉm cười nhìn câu đối treo ở trước cửa, lưu lục theo hầu ở phía sau, hai người nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt tiêu vãn phong. Tiêu vãn phong lại giống như không nhìn thấy, ánh mắt trống rỗng nhìn tới tán cây, thầm nghĩ không biết có nên đi gõ chuông hay không, tứ đương ra, không đến mức đi. Từ thiếu kia không phải dễ trêu, chúng ta có phải nên chính quy một chút không? Lưu lục ở phía sau lo sợ bất an, viên hải sinh mỉm cười nói, thiên thượng đệ nhất lâu quả thật giống như ngươi nói, có chức kỳ hoa, đường đường bán thánh thế ra, lại để phạm nhân đến canh cổng. Y nói xong còn cố ý cầm tiêu ngọc, lung lay trước mặt tiêu vãn phong, nhưng tiêu vãn phong thật giống như người mù, căn bản không phát hiện ra, thú vị, viên hải sinh vui vẻ, thủ vệ như vậy, đời này không thấy nhiều, y vẫy tay một cái, dưới vực bao phủ mình cùng lưu lục biến mất thảo tiêu vãn phong lên tiếng quái khiếu cả người ngã ra sau vừa rồi y đang tập trung tinh thần quan sát nhánh cây nào ngờ nháy mắt một cái trước mặt lại có thêm hai người quỷ tiêu vãn phong đưa kiếm gỗ chắn ngang trước ngực mặc dù không phải kiếm gỗ đào nhưng luôn có thể mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn vi diệu viên hải sinh nhìn một màn này ý cười càng nồng đậm y không quan tâm thủ vệ chỉ nói người tốt mời thông báo một tiếng dạ miêu Viên Hải sinh cầu kiến tứ đương gia Lưu Lục ở phía sau nháy mắt ra hiệu nói bổ sung đây là tứ đương gia chúng ta người Từ Thiếu muốn gặp không thể lãnh đạm úp úp Tiêu Vãn Phong vô thức gật đầu người Từ Thiếu muốn gặp đây hẳn là chuyện trước kia bởi vì hắn chỉ mới đi theo Từ Thiếu chưa tới một ngày căn bản không biết được vừa quay đầu lại định đi thông báo qua wow. Tiêu Vãn Phong lần nữa bị hai bóng người một cao một thấp đột nhiên xuất hiện ở phía sau dọa giật nảy mình cho dù liếc mắt nhìn ra đây là tử thiếu cùng một cô nãi nãi nhưng hắn vẫn không khống chế được ngã vào ngực viên hải sinh từ tiểu thụ mục tử tịch gan con hàng này cũng quá nhỏ đi hai người đồng thời đậu đen rau muống viên hải sinh đương nhiên sẽ không giang tay ô một tên gác cổng vào trong ngực được y chống đỡ tiêu ngọc cách không định trụ thân thể tiêu vãn phong cẩn thận úp úp tiêu vãn phong mặt đỏ tới mang tai bị ngoại nhân hù đến coi như xong bị chủ tử nhà mình dọa phát sợ hắn đều cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng hiện tại nhân vật chính không phải mình hắn chỉnh đốn tốt thân thể lui đến bên cạnh lưu lục chừa không gian cho đầu lĩnh song phương tiêu vãn phong cùng lưu lục liếc nhau một cái đột nhiên có loại cảm giác cùng chung trí hướng dạ miêu từ tiểu thụ hỏi nhìn về phía lưu lục lưu lục không nói viên hải sinh viên hải sinh mỉm cười thu hồi tiêu ngọc ôm quyền nói nghe qua đại danh thiên thượng đệ nhất lâu lại nghe từ thiếu có chuyện quan trọng muốn thương lượng cho nên đặc biệt tới bái phòng nói xong y khẽ vươn tay với từ tiểu thụ đi vào nói chuyện lời nói này nghiễm nhiên không coi mình là người ngoài từ tiểu thụ nhìn bóng đêm không khỏi cảm khái quả nhiên là dạ miêu ban ngày không đến chỉ đến ban đêm cũng may người khách khí một chút bằng không hậu quả thập phần khó liệu cảnh đêm hôn này thật không tệ từ tiểu thụ nhìn mặt trăng cảm khái không có lập tức dẫn người tiến vào thiên thượng đệ nhất lâu viên hải sinh khẽ giật mình y đã đảo khách thành chủ muốn tìm chỗ ngồi chính thức nói chuyện từ thiếu vậy mà đàm luận vấn đề cảnh đêm thật không tệ viên hải sinh có hơi ngước mắt phụ họa một tiếng chờ từ thiếu nói tiếp từ tiểu thụ nói xong lập tức truyền âm cho một tử tịch bảo tân cô cô cùng mặc mạt về ngủ mặt khác đóng trần nhà lại đừng để a băng a hỏa nhảy xuống còn có a giới bảo nó tiếp tục ở đỉnh tháp trông coi đừng lộn xộn đúng rồi nhớ đóng đại trận lại lần này không phải địch nhân đừng hù người ta một tử tịch chớp mắt một cái sau đó quay người rời đi viên hải sinh nhìn tiểu cô nương không hiểu ra sao rời đi không rõ ràng cho lắm nhìn về phía từ thiếu dạ miêu tứ đương ra từ tiểu thụ nghênh tiếp ánh mắt y hỏi loại tổ chức giống như dạ miêu các người không phải nên dùng mật xanh ư sao lại nói ra toàn bộ tên họ viên hải sinh nhíu mày từ thiếu có chức cổ quái hắn là đang kéo dài thời gian vì sao trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nhưng viên hải sinh vẫn duy trì nụ cười mỉm trên mặt đổi thành người khác ta quả thật chỉ nói mật danh nhưng từ thiếu thì khác lần này viên mỗ tới là muốn kết giao bằng hữu đương nhiên phải thẳng thắn bên tai truyền đến âm thanh đã giải quyết từ tiểu thụ liền gật đầu mạnh một cái được vậy bản thiếu liền kết giao người bạn này đi vào nói chuyện vừa tiến vào đại sành lầu một thảm trạng bên trong đã đập vào mắt phòng tu luyện bị khương thái tự bạo anh phá chỉ mới thu thập một chút hiển nhiên cần chờ đến sáng mai mới có thể tu sửa tốt mà trên trần nhà cành lá rậm rạp lão thụ bàn căn tuy các loại dấu vết chiến đấu đã được thu dọn phần lớn nhưng trên trần nhà mọc cây bản thân đã là chuyện không quá bình thường viên hải sinh nhìn hết vào mắt ha ha cười lên quý lâu, vẫn rất độc đáo, từ tiểu thụ nhất thời nâng chán, hắn quên mất mình giữ thủ lệnh, tiểu sư muội không thể thao túng trần nhà mở ra cùng đóng lại, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn, hiển nhiên vô pháp dọn dẹp sạch sẽ, gần đây ta đang tiến hành sanh hóa, ha ha ha. Ứng ừ phó một câu, từ tiểu thụ liền dẫn người đến bàn hội nghị, bản thiếu ra liền đi thẳng vào vấn đề đi, hắn nhìn viên hải sinh, biết đây là một trong những người chủ sự dạ miêu, cho nên không hỏi nhiều, nói thẳng, hư không đảo viên đương gia hẳn đã nghe nói qua viên hải sinh không chút biến sắc từ thiếu cứ nói đừng ngại từ tiểu thụ thầm nghĩ quả nhiên là lão hồ ly loại người như vậy da mặt đã có thể che thịt căn bản không thể nhìn ra một chút biến hóa hắn dừng một chút nói ra bản thiếu gia đạt được một cái tình báo hư không đảo sắp mở ra đông thiên vương thành lai khách tứ phía đại loạn ấp ủ thật có thể nói là sơn vũ dục lai phong mãn lâu nhưng tình huống cấp bách như vậy người ở đông thiên vương thành lại hoàn toàn không biết ta nhìn mà tâm thổn thức bản thiếu gia không tiện nói nhiều tuân theo trái tim trách trời thương dân ta muốn các người tung tin tức này ra ngoài để người ở vương thành bắt đầu cảnh giới cần bỏ ra đại giới gì một mình bản thiếu gia đến gánh lấy từ tiểu thụ vung tay lên lưu lục ở phía sau bị khí thế chính nghĩa lẫm nhiên của từ thiếu kinh đến lúc trước hắn rõ ràng không phải như vậy à sao một ngày không gặp như cách ba thu viên hải sinh cười cười từ thiếu làm như thế nào giống giúp người ở vương thành cảnh giới đây rõ ràng là muốn vương thành đại loạn người quản cá hu hiện này làm gì từ tiểu thụ căn bản không tin lão hồ ly kia sẽ tin tưởng lý do của mình nhưng hắn không cần người khác tin tưởng chỉ cần một mực tôn theo sơ tâm là được lấy tiền làm việc không quản chuyện khác bản thiếu gia chỉ hỏi các ngươi hai vấn đề một bao nhiêu tiền hai có làm hay không từ thiếu không sợ thánh thần điện truy cứu viên hải sinh căn bản không tiếp lời đàm tiếu tự nhiên từ thiếu có biết tin tức ngươi muốn khuếch tán thánh thần điện căn bản không muốn công khai bởi vì sợ sẽ gây nên rối loạn lớn hơn, Thánh thần điện cho các ngươi tiền, muốn các ngươi phong tỏa tin tức. Từ tiểu thụ hỏi, "Không có." Viên Hải Sinh đáp, "Vậy bản thiếu cho các ngươi tiền, các ngươi không tiếp, cũng không phải vấn đề có tiếp hay không, mà là tình thế trọng đại, không phải tiền có thể giải quyết." Từ tiểu thụ nghe vậy liền khịt mũi, "Ha ha ha, bản thiếu rất muốn biết, dạ miêu các ngươi, rốt cuộc là họ dạ hay là họ thánh, đường đường một cái tổ chức tình báo, lại sợ Thánh thần điện." Viên Hải Sinh hiếp mắt cười, không có đáp lời nhưng giờ phút này kỳ thật trong lòng y đã có chút gợn sóng nguyên lai tưởng rằng bán thánh thế gia từ thiếu lại làm loạn thế nào nhiều nhất cũng chỉ trong nội bộ thế gia khả năng cao là bắc vực bán thánh thế gia muốn khuếch trương cho nên mới phóng ra một quân cờ nào ngờ nói chuyện một phen đối phương tựa hồ thật không để thánh thần điện vào mắt đúng như từ thiếu nói thân là tổ chức tình báo dạ miêu căn bản không lo sau khi trắng trợn khuếch tán tin tức sẽ bị thánh thần điện trả thù bởi vì dạ miêu có rất nhiều thủ đoạn có thể khiến đến thánh thần điện không tra được bất kỳ nguồn gốc lời đồn nào nhưng sau khi thăm dò một phen khiến viên hải sinh giật mình nhất lại chính là bản thân từ thiếu không sợ trời không sợ đất bộ dáng ta chính là đến đông thiên vương thành gây sự thế nhưng thật đơn giản như vậy viên hải sinh hoài nghi trong lòng suy đoán dụng ý thật sự của từ thiếu không thể đàm từ tiểu thụ không cho ý quá nhiều thời gian há miệng ngáp giải nói bản thiếu gia nói dạ miêu các ngươi có thể làm việc giống người bình thường một chút hay không bình thường lúc này bản thiếu gia đã say giấc nào phải lãng phí thời gian trên người các ngươi cho nên có thể đàm liền đàm không thể đàm liền xéo đi do do dự dự chả khác gì đàn bà từ tiểu thụ hạ tối hậu thư lưu lục ở bên bên cạnh nghe thế trong lòng run sợ không thôi từ thiếu thật dám nói mặc dù viên đương gia chỉ có tu vi vương tọa nhưng có thể leo đến vị trí tứ đương gia tu vi chỉ là một phần thủ đoạn thủ hạ của y đừng nói vương tọa chảm đạo đều có mấy vị ngày thường nào nghe qua giọng điệu như thế đây không phải tiết tấu vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị phế sao nhưng nghe từ thiếu nói viên hải sinh không những không sinh khí lưu lục ngược lại từ trong mắt y nhìn thấy một chút tán thường đáng sợ lưu lục cảm thấy mình không thích hợp ở chỗ này y không tài nào hiểu nổi vì sao tứ đương gia cùng từ thiếu lại không đuổi mình ra ngoài bởi vì y căn bản không có tư cách ở trong đây nghe bọn họ nói chuyện từ thiếu có thể gánh lấy hậu quả bao lớn viên hải sinh trầm mọc một hồi sau đó mở miệng hỏi tỷ như từ tiểu thụ không tiếp lời trực tiếp hỏi lại Viên Hải Sinh cười cười, tiểu tử, tử này học tập rất nhanh, tỉ như thánh thần điện phản công, truy tìm căn nguyên, nhổ tận gốc dạ miêu cùng thế lực của Từ thiếu, hắn nói ra, Từ tiểu thụ trợn trắng mắt lắc đầu, không có khoa trương như vậy, hiện tại là thời điểm mấu chốt vương thành thí luyện, mặc kệ thánh thần điện có muốn hay không, đại bộ phận lực chú ý đều sẽ bị chia tách, bản thiếu ra đồng dạng tin tưởng, dạ miêu các ngươi có thể sống tại vương thành lâu như thế, nhất định có thủ đoạn bảo mệnh của mình, về phần ta, bạn đang xem ta sở hữu kỹ năng bị động siêu cấp tại kênh youtube gì các phim. Từ tiểu thụ nói đến mình, chỉ nhún vai một cái bản thiếu gia không cần các người quan tâm. Chiếu cố đặc thù, ta tự có biện pháp, các người cứ lấy tiền làm việc là được. Viên hải sinh vừa muốn nói chuyện, từ tiểu thụ đã trực tiếp ngắt lời, suy nghĩ một chút, không cần lập tức trả lời ta. Nhưng trước đó, các người nên biết, sự tình hư không đảo vốn không phải bí mật, tầng dưới chót không biết, nhưng bản thiếu gia không tin các người cũng không biết, thế lực cao nhất vương thành toàn bộ không biết. Dạ Miêu bất quá chỉ cần giúp một tay, giúp mọi người nâng cao cảnh giác mà thôi, sự tình bao lớn, cảnh giác. Viên Hải Sinh bị lý do thoái thác của Từ thiếu chọc cười, y phát hiện Từ thiếu vô sự không đến điện Tam Bảo, hắn tới Đông Thiên Vương thành, quả thật là muốn kiếm chuyện gây sự, liền nói ngay, cần nhắc liền không cần, Từ thiếu có thể trả bao nhiêu? Đây là đáp ứng, Từ tiểu thụ âm thầm vui mừng, hắn biết truyền bá lời đồn như thế đáng sợ đến cỡ nào, kỳ thật cũng không ôm hy vọng Dạ Miêu sẽ tiếp lấy. Dù sao ảnh hưởng của Thánh Thần Điện không nhỏ, không phải một hai cái thế lực có thể chống lại, nhưng viên hải sinh quyết đoán, tựa hồn nằm ngoài dự liệu của mình. Người nói số, từ tiểu thụ cân nhắc một chút, nói ra, hắn không biết giá thị trường tình báo, nhưng vì khuấy động đông thiên vương thành, hoàn thành nhiệm vụ bát tôn am giao phó, đoán chừng lần này, mình phải xuất huyết. Con số này, viên hải sinh dựng ba ngón tay, từ tiểu thụ nhìn chăm chăm ba ngón tay, trầm ngâm nói, ba vạn linh tinh, một tiếng xùy vang lên, chân lưu lục trượt đi cả người lảo đảo ngay cả viên hải sinh giờ khắc này khóe miệng cũng co giật quá nhiều từ tiểu thụ hỏi thấy viên hải sinh có xu thế bạo phát liền nói bổ sung hay là quá ít ngươi cứ nói đi viên hải sinh bị tức không nhẹ cho dù là trả giá nào có chặt như thế đây là đang trực tiếp chém người bốc lên đại phong hiểm kiếm chuyện dưới mí mắt thánh thần điện ba vạn linh tinh ngươi đổi ăn mày đánh à ngươi nói thẳng đi lằng nhà lằng nhằng như đàn bà từ tiểu thụ dựa lưng vào ghế không có hứng thú quanh co lòng vòng với gia hỏa này lưu lục lại bị từ thiếu khẩu xuất của ngôn hù sợ y không muốn nghe tiếp sợ hai người này một lời không hợp liền sẽ động thủ viên hải sinh lại không thèm để ý lạnh nhạt nói ba tỷ cái gì từ tiểu thụ vỗ bàn đứng dậy trợn mắt tròn xoe người đang đùa ta ba tỷ sao ngươi không cướp đi Chắc giá không cần nhiều lời viên hải sinh cười tùm tìm nhìn từ thiếu diễn kịch bản thiếu gia không có tiền không có tiền ngươi sẽ không tới tìm dạ miêu chúng ta Bản thiếu gia không trả nổi 3 tỷ? Không, ngươi trả nổi, chỉ bằng xích kim dịch, giá trị của từ thiếu ngươi, xa xa không chỉ như thế. Xích kim dịch. Từ tiểu thụ đang giả bộ phẫn nộ, nhất thời trì trệ, "Dạ Miêu, không tệ nha, hiện tại xích kim dịch còn chưa tới tay, tin chắc đa kim thương hội sẽ không trắng trợn tuyên bố, tuyệt đối sẽ giữ bí mật sự tình hôm đó, nhưng Dạ Miêu vẫn nghe ngóng được tin tức. Xích kim dịch là chuyện riêng của bản thiếu gia, không phải thẻ đánh bạc Dạ Miêu các người lấy ra tăng giá." từ tiểu thụ hào phóng thừa nhận viên hải sinh lần nữa kinh ngạc từ thiếu có thể bình tĩnh như vậy không bị mình mang chệch nhưng y cũng nói rất chắc chắn giá thị trường chính là như thế không có ba tỷ chuyện nguy hiểm như vậy dạ miêu chúng ta không làm từ tiểu thụ hơi híp mắt lại nói thật không phải hắn không bỏ nổi ba tỷ mà là trận đàm phán này không thể cứ để viên hải sinh làm chủ mãi được nếu không mình sẽ trở thành quả hồng mềm trong mắt đối phương một khi tương lai xuất hiện biến cố gia hỏa này rất có thể sẽ đơn phương kết thúc hiệp nghị đẩy hết nổi cho mình kết quả hắn cũng không tranh chấp với viên hải sinh sau khi đứng dậy rút lui một bước nhìn tứ đương gia dạ miêu tay cầm tiêu ngọc mặt không sợ hãi ta có một vấn đề không biết có nên nói hay không từ tiểu thụ nhìn chằm chằm viên hải sinh nói ra từ thiếu cứ nói đừng ngại ánh mắt viên hải sinh nghênh tiếp từ tiểu thụ bật cười bản thiếu gia đột nhiên rất muốn biết truyền bá tin tức như thế đã có giá 3 tỷ vậy đầu tứ đương gia dạ miêu viên tiên sinh sẽ có giá bao nhiêu đông một tiếng trái tim lưu lục đột nhiên co lại Nhịp tim đột nhiên ngừng, tới, thật tới, ta biết ngay hai người này không thể không đánh một trận. Hàm gian Lưu Lục bắt đầu run cầm cập, hắn sợ, Viên Hải Sinh vẫn không chút biến sắc, cười nói, "Từ thiếu đang uy hiếp ta?" "Uy hiếp? Không đến mức." Từ Tiểu Thụ sờ sờ ghế tựa, khóe môi nhếch lên, ngữ khí thập phần hiền lành chỉ là hiếu kỳ, đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, vậy Từ thiếu có thể thử một chút?" Viên Hải Sinh không nhúc nhích tí nào, vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ đơn sơ, không có nửa phần giận dữ từ tiểu thụ từ trong ngực rút tàng khổ ra cắt tới cổ viên hải sinh một kiếm bớt thình lình khiến cho mọi người không ngờ tới cho dù là viên hải sinh cũng kinh hãi từ thiếu thực có can đảm rút kiếm với mình y là vương tọa mà đối phương tối đa chỉ là một tên kiếm tông hắn làm sao dám kiếm khí lướt qua biên giới giới vực viên hải sinh chống ra chém về một hướng khác nơi đó đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh sau đó lão giả đeo kiếm xuất hiện dùng hai ngón tay nắm lấy kiếm khí ngón tay dùng sức kiếm khí vỗ vụn từ tiểu thụ thu kiếm, nhìn lão đầu mới xuất hiện nói, không biết vị lão tiên sinh này, xưng hồ thế nào. Trong mắt viên hải sinh có hàn quang vút qua, y thật không ngờ tới, từ thiếu có thể phát hiện chỗ chảm đạo ẩn thân. Chuyện này có chút mơ hồ, nếu sau lưng từ thiếu có bảo tiêu chảm đạo, vậy còn nghe được, thế nhưng bản thân hắn phát hiện. Viên hải sinh dùng linh niệm tìm tòi khắp nơi, lại không phát hiện ra sau lưng từ thiếu có vết tích chảm đạo ẩn thân, y thậm chí ngay cả một tiêu thiên đạo ba động cũng không cảm nhận được. Kiếm lão, người bị buộc xuất hiện, Viên Hải Sinh cũng không xấu hổ, chỉ giới thiệu nói, một trong những hộ vệ của viên mỗ, phụ trách an toàn cho ta, từ tiểu thụ cười hì hì xé mở hoang ngôn, là hộ vệ, không có một trong. Lần này viên Hải Sinh có hơi giật mình, y cảm thấy thiên thượng đệ nhất lâu thật đúng là ngọa hồ tàng long, ngay cả mình chỉ dẫn theo một vị trảm đạo, đều có thể nhìn ra, mà kiếm lão bị đánh lén, thế mà không lập tức phản kích, chuyện này có chút tảo môn. Tính tình kiếm lão không phải quá tốt, đặc biệt là đối với vãn bối giám xuất kiếm với ông ta. Dưới tình huống như vậy, ông ta vẫn bảo trì bình thản, chỉ có một khả năng, thực lực đối phương mạnh hơn. Nói cách khác, sau lưng từ thiếu, không chỉ có một vị trảm đạo, thậm chí là... Thái hư, chuyện này. Viên hải sinh nhất thời bị suy nghĩ của mình dọa sợ, một khắc trước còn nói từ thiếu có thể thử một chú, một khắc sau, người ta thật dám động thủ, mối chốt là nếu như thật đánh lên, y rất có thể đánh không lại đối phương, bán thánh thế ra, đội tình thật khủng bố như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc bán thánh thế ra, Viên Hải Sinh thừa nhận, mình đã quá bất cần. Nói đi, từ tiểu thụ trở lại chỗ ngồi, bước người ra, thuận tiện chứng minh thực lực. Huống chi người kia gọi là kiếm lão, tin tưởng có ít người, viên Hải Sinh không cảm ứng được, nhưng chỉ cần cầm kiếm, tuyệt không sẽ nhận ra. Nhận e ngại, điểm bị động, cộng 2, cột tin tức nhảy lên cộng 2, một điểm trong đó khẳng định đến từ lưu lục. Một điểm khác, viên Hải Sinh nghe con mới sinh không sợ cọp, căn bản sẽ không e ngại mình, hẳn là kiếm lão cảm ứng được gì, cho nên mới cống cho mình một điểm ba tỷ bản thiếu gia đáp ứng từ tiểu thụ có phần có khí phách vung tay lên tiền là chuyện nhỏ nhưng bản thiếu gia muốn các người hẳn cũng biết một khi giao dịch hoàn thành bản thiếu gia không muốn nhìn thấy tiểu động tác không hợp quy củ càng không hy vọng bị người ở sau lưng đâm đao nếu xuất hiện loại tình huống này từ tiểu thụ không có nói với viên hải sinh mà là nhìn về phía kiếm lão hắc hắc nói tiểu gia hỏa không hiểu chuyện lão nhân ra ngài phải để điểm vài câu viên hải sinh giật mình tiểu gia hỏa y nhìn lưu lục một chút lưu lục đã sợ đến không thành hình người ở trong trận đàm phán này gia hỏa kia căn bản chính là tiểu trong suốt vậy tiểu gia hỏa mà từ thiếu nói là chỉ mình giờ khắc này trong lòng có ngọn lửa vô danh cháy lên viên hải sinh quả thật đã bị chọc giận y chưa từng gặp qua người vô sỉ như thế rõ ràng niên kỷ rất nhỏ chỉ có thể làm vãn bối lại dám mở miệng hô mình là tiểu gia hỏa hắn đang vũ nhục ai đấy nhưng còn chưa kịp há miệng đáp lời kiếm lão đã ấn vai viên hải sinh xuống lên tiếng nói từ thiếu yên tâm tín dự của dạ miêu có thể cam đoan âm thanh khàn khàn dường như đã hồi lâu không mở miệng nói chuyện ngoại nhân không biết còn tưởng thanh tuyến kiếm lão trở sinh như thế nhưng viên hải sinh lại bị kinh đến từ khi kiếm lão làm hộ vệ của y đến nay y mới chỉ nghe đối phương mở miệng hai lần mà mỗi lần đều là lúc cả phải người không thể nào đắc tội như vậy nói cách khác người phía sau từ thiếu đại khái không phải trảm đạo mà là thái hư trong lòng viên hải sinh run lên y lần nữa đổi mới nhận biết đối với bàn thánh thế gia một tên tiểu bối ra ngoài du ngoạn, lại phái thái hư đi theo. Chuyện quái gì thế này? Còn giảng quy củ giang hồ hay không? Mặt ngoài để tiểu bối tiên thiên nói chuyện, sau lưng thái hư ngó chừng, đây là muốn hố chết người sao. Viên hải sinh rối loạn, y không dám tiếp tục ở lại thiên thượng đệ nhất lâu. Sau khi xác định điều khoản, cầm tiền đặt cọc, cam đoan giao dịch thuận lợi, y liền dẫn kiếm lão rời đi. Thái hư, an toàn rời khỏi thiên thượng đệ nhất lâu, viên hải sinh nhờ ánh trăng ổn định nhịp tim, âm thanh có chút sợ hãi y rõ ràng có thể nghe thấy nhịp tim của kiếm lão so với mình càng kịch liệt hơn chỉ sợ không chỉ thái hưu phổ thông kiếm lão lần nữa lên tiếng ông ta vừa nói liền không dừng được căn bản không giống ngày thường tích chữ như vàng bên trong thiên thượng đệ nhất lâu có một tôn đại phật lúc trước lão phu dùng linh niệm nhìn trộm nhưng đối phương không có truy cứu hành động vô lễ này thản nhiên thả lão phu thế nhưng thế nhưng cái gì viên hải sinh kinh sợ có thể khiến kiếm lão dùng đại phật đến xưng hô dùng truy cứu đến ca ngợi thực lực người kia căn bản không thể dùng ngôn ngữ đến cân nhắc hắn một mực nhìn ta thần sắc kiếm lão có hơi kinh dị giọng nói khàn khàn lão phu có thể cảm nhận được vị đại năng kia tựa như thiên địch hắn căn bản không sợ ta thậm chí chỉ cần một kiếm liền có thể khiến ta hôi phi yên diệt còn người viên hải sinh đại động một kiếm kiếm lão hít một hơi thật sâu một kiếm kết thúc trong phòng đại sành tư tiểu thụ thoải mái rỗi lưng kỳ thật thông qua cảm giác hắn chỉ phát hiện ra một chút xíu ba động không xác định được vị trí bảo tiêu trảm đạo chân ẩn thân nhưng bất chợt có một cỗ ý niệm nói với mình trên xà nhà chính là nơi người kia ẩn thân từ tiểu thụ thông minh cỡ nào thiên thượng đệ nhất lâu ngoại trừ a giới căn bản không có trảm đạo chân chính ngay cả hôi vụ nhân cũng phải biến thân mới có được thực lực đó mà tên kia không có hảo tâm như vậy thông qua mạc mạt nhắc nhở mình cho nên không khó đoán ra chỉ có thể là tị nhân tiên sinh trắng đêm không ngủ đang âm thầm bảo vệ mình hảo kiếm tiên đây mới là người tốt chân chính Mai Tị Nhân xuất thủ, quả thực nằm ngoại dự liệu của từ tiểu thụ, mặc dù hắn không sợ trảm đạo, nhưng cũng không quá ôm hy vọng xa vời, Tị Nhân tiên sinh sẽ trả tiền phòng. Hiện tại xem ra, cho dù Tị Nhân tiên sinh không xuất thủ, vèn vẹn tọa chấn thiên thượng đệ nhất lâu, lực uy hiếp mang đến cũng rất khủng bố, kiếm lão. Từ tiểu thụ lắc đầu cười, nếu sớm biết bảo tiêu viên hải sinh là kiếm tu, hắn đều không cần đe dọa, trực tiếp bưng ra hậu trường ép giả đối phương, kiếm tu, ở trước mặt thất kiếm tiên. Một đêm đàm phán, đối phương còn không sợ choáng váng nhớ đến phút cuối kiếm lão đè xuống viên hải sinh phẫn nộ từ tiểu thụ liền cảm thấy buồn cười hắn tin tưởng có tị nhân tiên sinh uy hiếp qua tối nay dạ mưu tuyệt đối sẽ thành thật làm việc không dám có nửa điểm sơ suất mà đây chính là kết quả tốt nhất trong dự tính từ từ thiếu lưu lục ở bên cạnh nhìn từ thiếu rưỡi người nơm nớp lo sợ lên tiếng y không biết vì sao đàm phán kết thúc từ lương ra cùng kiếm lão có thể rời đi từ thiếu lại muốn lưu tiểu nhân vật như mình lại ồ mém chút quên mất ngươi từ tiểu thụ chậm rãi nhìn về phía lưu lục nói đừng sợ lưu ngươi lại không phải vì muốn giết ngươi mà là có chút việc nhỏ muốn người hỗ trợ điều tra lưu lục nghe vậy lúc này mới buông lòng một chút từ thiếu có dặn dò gì từ tiểu thụ lấy ra một bình nguyên đình đan để lên bàn suy nghĩ một chút lại lấy ra hai bình nói bản thiếu gia muốn người hỗ trợ nghe ngóng một chuyện Ngươi biết khương nhàn đi điều tra xem y ở đâu có bao nhiêu hộ vệ có khả năng phát sinh ngoài ý muốn gì ngồi chờ chết không phải phong cách của từ tiểu thụ ngày xưa bất lực là bởi vì hắn quá nhỏ yếu hiện tại có tiền có quyền mặc dù vế sau là giảng tượng nhưng mọi người đều tin dưới tình huống như thế từ tiểu thụ không muốn mình lâm vào cuộc diện động hắn muốn chủ động xuất kích lưu lục nhìn xem trên mặt bàn ba bình đan dược không dám tiếp lấy chỉ yếu ớt hỏi khương thiếu tiểu nhân ngược lại biết y ở đâu thế nhưng ngoài ý muốn mà ngài nói ý là cầm từ tiểu thụ nhét ba bình đan dược vào trong ngực y nói đồ vật bản thiếu ra cho ngươi, chỉ cần cầm là được, về phần ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm, sau đó nêu ví dụ, tỷ như như hiện tại có người muốn giết y, sẽ phải gánh chịu phong hiểm ngoài ý muốn các loại. Hề, lưu lục bị dọa đến mức không cầm vững bình thuốc, y chấn kinh ngước mắt, đầy đề mắt đều là có người này chính là ngươi đi, nhưng lan lộn tầng dưới chót nhiều nhăm, y đã luyện ra một thân bản lĩnh nhìn mặt nói chuyện, lưu lục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, che giấu toàn bộ tin tức ngoài đỉnh mức, nếu có người muốn giết Khương Thiếu, Lưu Lục nuốt nước bọt, có hơi cả lắm nói, chuyện này không thể nói trước, dựa theo tiểu nhân biết, bên cạnh Khương Thiếu nhất định có hộ vệ trảm đạo, giống như từ thiếu, dù sao đều là bán thánh thế gia, mặc dù ngày thường không nhìn thấy hộ vệ trảm đạo, nhưng nhất định có, chỉ một tên, từ tiểu thụ hỏi, hả, Lưu Lục ngơ ngác, sau đó ánh mắt mãnh liệt rung động, cả người ngây dại, chỉ một tên, nghe lời này xem, đây là tiếng người ư, hóa ra từ thiếu người, không để trảm đạo vào mắt, chuyện này tiểu nhân không rõ lắm. Lưu Lục Trần chờ đáp lại, ở bên cạnh Khương Nhàn có bao nhiêu trảm đạo, đây tuyệt đối là một dấu hỏi lớn. Nói chung, có một tên đã rất không tệ, nhưng dù sao cũng là bán thánh thế gia, ngồi một chỗ phỏng đoán sẽ không có tác dụng gì. Nếu từ thiếu muốn số lượng cụ thể, tiểu nhân cần phải trở về, cẩn thận điều tra thêm. Lưu Lục kính cẩn lễ phép, ừm, từ tiểu thụ gật đầu, hắn cũng không trông cậy vào Lưu Lục có thể biết trước, trực tiếp cho ra đáp án, lúc này vung tay lên, vậy ngươi mau trở về tìm hiểu, làm không được liền đi tìm viên hải sinh viên hải sinh không gặp ngươi ngươi liền nháo tìm kiếm lão ông ta sẽ trợ giúp ngươi nhớ kỹ tra rõ số lượng vương tọa chảm đạo bên cạnh khương nhàn thậm chí có thái hư hay không đều phải tìm hiểu rõ ràng cho bản thiếu gia chuyện này không nhỏ xem như bản thiếu gia kiểm tra năng lực tình báo của dạ miêu các ngươi lưu lục gật gật đầu một mặt mờ mịt cáo từ cho đến khi rời khỏi thiên thượng đệ nhất lâu trong lòng y vẫn không thể nào bình ổn lại được tìm viên hải sinh viên hải sinh không gặp tìm kiếm lão tối nay từ thiếu ngươi lần đầu gặp kiếm lão, trao đổi không được mấy câu, nói giống như ngươi đã thu mua ông ấy vậy. Nhưng sự tình có nặng có nhẹ, rất rõ ràng, để làm tiền đề tiến hành bút giao dịch ba tỷ, mình nhất định phải tận lực thỏa mãn hắn, cho nên sau khi rời lâu, lưu lục liền đi tìm thượng cấp, lần nữa liên hệ tới đương gia viên hải sinh. Mặt khác, đa tạ tiền bối, trở lại lầu ba, thời điểm đi ngang qua căn phòng mai tị nhân ở, từ tiểu thụ cúc cung thi lễ, mặc dù không biết người bên trong có nhìn thấy hay không, nhưng đối phương xuất thủ trợ giúp mình, từ tiểu thụ vẫn rất cảm kích. Mai tị nhân quả nhiên là người điệu thấp, không có bất kỳ âm thanh đáp lại, phảng phất thật đã đi ngủ, từ tiểu thụ đợi một lát. Mặc dù biểu hiện của tiêu vãn phòng lúc tham gia thiên la chiến khiến hắn có chút nghi hoặc, nhưng người trong phòng không đáp lời, đêm cũng đã khuya, hắn không tiện quấy giày, chỉ có thể trở về phòng nghỉ ngơi, gian phòng rách mướp, lúc trước ở bên trong phá hư không cảm thấy gì, thế nhưng hiện tại dùng thị giác ngôi thứ ba nhìn phòng tu luyện rách mướp từ tiểu thụ không nhịn được đỏ mặt lên, quả thật có chút không đúng. Cảm khái một phen, hắn không có xoắn suýt quá nhiều, ngày mai gọi tân cô cô đến xử lý, cùng lắm đổi phòng khác là được, thiên thượng đệ nhất lâu không thiếu phòng tu luyện, nếu không phải sợ bí mật bị bại lộ, từ tiểu thụ đã cho người sửa sang lại toàn bộ phòng ốc, sau đó cho thuê, nói không chừng còn có thể thu lại một phần tiền mới lâu, Ây ra. Hôm nay bôn ba quả thực quá mệt mỏi, mặc dù thăng cấp kỹ năng, thuận tiện thức tỉnh một đợt, nhưng sau khi bị tân cô cô đánh gãy từ tiểu thụ liền không còn tâm tình rút thưởng tiếp hắn là một con ong chăm chỉ cho dù vất vả thế nào mỗi ngày dành ít nhất 10 tiếng tu luyện là chuyện không thể thiếu có lẽ ở trong mắt ngoại nhân từ tiểu thụ hắn thu được thành công là nhờ vào may mắn nhưng bản thân từ tiểu thụ lại không cảm thấy vậy mỗi ngày hắn đều cực cực khổ khổ tu luyện độn gối lên ngã lưng nằm xuống từ tiểu thụ điều chỉnh hô hấp nhanh chóng tiến vào mộng đẹp sột soạt sột soạt trong mộng phương pháp hô hấp vận hành thập phần thông thuận thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, liễm tụ khí hải, trắng đêm không ngủ, cố gắng tu luyện, nửa đường không biết vì sao, có thể là nệm thiếu một khối, cấn đến hoảng, cũng có thể là lương tâm trỗi dậy, từ tiểu thụ cảm giác mình còn mộng du, trong lúc mộng du, thân thể hắn xoát một cái, tiến nhập nguyên phủ, dưới sinh mệnh linh khí tầm bổ, ông lấy bạch miêu ngủ ngoan lành, một đêm này, hắn mơ thấy một giấc mơ thần kỳ, ở trong mộng cảnh, hắn đứng giữa mấy vạn cái bồn tắm lớn cuồn cuộn sôi trào, thúc mùi tràn ngập thấm vào ruột gan không chỉ quét sạch toàn bộ mệt mỏi dược lực còn trùng kích khí hải kém chút khiến hắn ngủ một giấc đầu phá thành cao thủ tông sư thời khắc mấu chốt từ tiểu thụ siết chặt bằng quang mộng cảnh nhất thời vỡ vụn nhưng kế tiếp chính là đệ nhị thiên đường mùi thuốc ngưng thực hóa thành dược dịch sau đó biến thành linh tinh cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống từ tiểu thụ tắm trong cơn mưa linh tinh tràn ngập mùi thuốc hắn có thể cảm nhận được túi tiền của mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy từ từ phình lên Thời điểm bành trướng đến mức gần như vỡ vụn, bàng quang lần nữa siết chặt, thiên đường vỡ vụn, một vị nữ tử mặc váy đỏ xuất hiện, nũng nịu hô lên ca ca, đôi mắt từ tiểu thụ lập tức mở ra, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt, kém chút hồn phi phách tán, hô, sau khi ý thức được đây là mộng cảnh, từ tiểu thụ mới thở phào một hơi, hắn làm sao cũng không ngờ tới, thuyết thư nhân vậy mà xuất hiện ở trong mộng cảnh, xem ra ấn tượng tên kia lưu lại vô cùng sâu a, à, từ tiểu thụ định đứng dậy rửa mặt, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện vị trí hiện tại chính là bên trong nguyên phủ, mà xung quanh, mấy vạn cái đan đỉnh cùng dược thảo cất ở trong giới chỉ, toàn bộ bị lấy ra, mỗi một cái đan đỉnh đều đang cuồn cuộn sụp sôi, bên trong có dược dịch ngưng kết, rất nhiều xích kim dịch đã có thể ra lò, ta cố gắng như vậy, từ tiểu thụ bị dọa mộng du đều luyện đan kiếm tiền, ta thật nghiêm túc như vậy, cho dù mỗi ngày đều lừa mình dối người, tẩy não bản thân ta sống rất vất vả, nhưng từ tiểu thụ biết, so với những người khác mà nói, hắn tu luyện rất đơn giản, đột phá cũng đơn giản, phương thức thu hoạch linh kỹ càng đơn giản hơn trên bản chất từ tiểu thụ rất rõ mình là một người như thế nào lười chảy thay cho nên đối với mình chăm chỉ cố gắng trong lúc mộng du lấy ra ba vạn đan đình luyện chế mấy phần xích kim từ tiểu thụ cảm thấy phi thường nghi hoặc hắn xoa xoa mắt không dám tin những gì mình nhìn thấy tuy nhiên trong nguyên phủ rộng lớn có một con tiểu phì miêu màu trắng đang bôn ba qua lại nó thập phần phấn khởi rong ruổi di chuyển giữa đám đan đình bắt đầu chút xích kim dịch đã luyện xong vào trong bình ngọc cuối cùng vẫn không quên dùng móng vuốt để nắm bình lại. Mèo ô, nói thập phần thư sướng kêu lên, dùng móng vuốt ném bình ngọc tới một phía, thuận theo vết tích bình ngọc bay đi, từ tiểu thụ lập tức nhìn thấy một tòa núi nhỏ ở bên cạnh, một tòa núi nhỏ do bình ngọc tạo thành, lộn xộn chất thành đống, rất rõ ràng, ném loạn vật phẩm như vậy, không phải tác phong của từ tiểu thụ, toàn bộ đều là kiệt tác của bạch miêu tham thần, lần này từ tiểu thụ rung động, tham thần, đang luyện đan, hắn cảm thấy thế giới quan của mình bị trùng kích, hình ảnh trong đầu chợt lóe tựa hồ nhớ đến chuyện gì đêm qua trước khi nhập mộng mình thật tiến vào nguyên phủ sau khi cọ cọ nó một phen liền bắt đầu dạy học lung tung bằng vào cảm giác tội lỗi cưỡng ép luyện chế ra một lò xích kim dịch ngay cả dược dịch cũng không thu về liền trực tiếp nhập mộng nhưng bạch miêu tham thần tựa hồ thật học được nó lấy đâu ra tận chiếu bạch viêm thậm chí còn biết luyện đan là động lực gì có thể thúc đẩy tiểu phí miêu càng lúc càng béo bốc đồng đi luyện đan phân ra dược dịch trong đầu từ tiểu thụ hiện lên mười vạn câu hỏi vì sao trong nháy mắt vì một tiếng lần nữa nằm xuống hắn thấy mình nhất định vẫn còn đang nằm mơ nhưng dùng ngón tay đâm vào lòng bàn tay cảm nhận đau đớn chuyển tới lúc này từ tiểu thụ ý thức được không đúng hắn giả bộ ngủ dùng cảm giác điều tra hết thảy động tĩnh của tham thần xích kim dịch hiển nhiên không thể nào luyện tốt toàn bộ ba vạn đan đỉnh khai lò nhưng độ thuần thục của tham thần không cao có thành công cũng có thất bại người thấy mùi khét truyền đến bạch miêu liền lập tức vọt tới đan đỉnh trước mặt khẽ hấp quét sạch dược dịch bên trong sau khi vừa lòng thỏa ý ở một cái trong miệng nó liền phun một chút tận chiếu bạch viêm áp xúc thành trùng dùng hư diễm nung khô đan đỉnh sau đó từ trong bụng phun ra dược thảo dùng hư diễm tình luyện thành dược dịch đổ vào đan đỉnh nấu lấy áp xúc dược dịch lúc này vì miêu mới chạy đi chiếu cố đan đỉnh khác ôi mẹ ơi từ tiểu thụ nhìn ngây người chiêu này của tham thần rõ ràng là thủ pháp luyện đan hắn tự sáng tạo quá trình trình tự căn bản không khác hắn chút nào, ngay cả phương thức ném bừa dựa thảo vào đan đình, tham thần cũng học được. Sau khi từ tiểu thụ mộng bức, bỗng nhiên bừng tỉnh, bởi vì sợ nổ lô dẫn phát động tĩnh quá lớn, cho nên từ khi có được nguyên phủ, mỗi lần hắn muốn luyện chế đan dược, đều sẽ tiến hành ở trong nguyên phủ. Mặc dù nguyên phủ hay có người lui tới, nhưng hộ khẩu thường trực ở lâu nhất chỉ có tiểu phì miêu tham thần, cho nên gia hỏa này học trộm thủ pháp luyện đan của ta, từ tiểu thụ một mặt chấn kinh. Con mèo này điên rồi, nó học luyện đan làm gì? còn nữa sao nó có được tận chiếu bạch viêm nhìn tham thần bận rộn đi đi về về phun ra bạch viêm luyện đan từ tiểu thụ đột nhiên hiểu ra mỗi lần mình tiến vào không gian nguyên phủ tham thần liền thân mật chạy tới cọ cọ mình nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này chỉ muốn hấp thu khí tức sinh mệnh sinh sinh bất tức phát ra nào ngờ thời điểm thôn phệ khí tức sinh mệnh tiểu phì miêu còn vụng trộm hấp thu tận chiếu bạch viêm bởi vì có nguyên khí tràn đầy cộng thêm không phòng bị tham thần cho nên đến tận lúc này từ tiểu thụ mới phát giác Hắn bị tiểu yêu tình kia dọa phát sợ, chuyện này quá mơ hồ, lúc đầu tiểu Bạch Miêu chỉ biết ngáy to đi ngủ, ăn vụng sinh mệnh lực, hiện tại lại có kỳ hiệu như vậy, ngươi là ma cà a, Từ Tiểu Thụ cảm thán, vẫn có chút không dám tin, hắn biết thủ pháp luyện đan của mình rất đơn giản, chỉ là điều kiện tiên quyết có hơi hà khắc mà thôi, tuy nhiên từ tiểu thụ căn bản không ngờ tới, tham thần bằng vào thôn phệ, góp đủ điều kiện tiên quyết, ngay cả thủ pháp luyện đan của hắn cũng học được toàn bộ, cho nên, từ tiểu thụ ta không hiểu ra sao dạy ra một con thập phẩm luyện đan miêu. Lúc trước hắn căn bản không nghĩ tới, ngoại trừ mình ra, lại có người có thể luyện chế xích kim dịch, nhưng hiện tại nhìn tham thần luyện đan, từ tiểu thụ bỗng nhiên ý thức được, có lẽ mình sắp được giải phóng sức lao động, nhưng con mèo này, sao lại ân cần như vậy, cẩn thận quan sát động tĩnh của tham thần, từ tiểu thụ ẩn ẩn có dự cảm không ổn, quả nhiên không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy tham thần đi bóc một lò đan dược nào đó, lò đan dược kia rõ ràng không có luyện chế thất bại, mùi thuốc thơm ngào ngạt sông vào mũi nhưng tiểu gia hỏa đưa mắt nhìn láo liên thấy không có ai liền há miệng hút sạch lô đan dược kia từ tiểu thụ choáng váng khá lắm vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo cổ nhân nói không sai hắn không có tức giận đánh gãy mà là tiếp tục quan sát sau khi dùng cảm giác quan sát hơn một phút đồng hồ từ tiểu thụ có thể nhìn thấy tham thần đi đi về về bỏ vào bụng một phần mười dược dịch luyện chế thành công đủ tham không thể không nói một phần mười hỗn tạp trong ba vạn đan đình quả thực không quá thu hút tốc độ tham thần rất nhanh nếu không cẩn thận nhìn chằm chằm, có lẽ sau khi nó mở nắp đỉnh, đan dở thành hai bại, đều khó mà phân biệt, nhưng tính toán như vậy. Từ tiểu thụ xòe tay đếm, dược liệu hắn cầm tới, nhiều gấp đôi nhu cầu cần dùng, mà xác suất tham thần luyện đan thành công không thấp, tới tận 7 phần 10, dưới tình huống như thế, cho dù phì miêu tham ăn, muốn ăn 1 phần 10 đan dược thành phẩm. Tương đương với 30 phần dược liệu, đa kim thương hội cần 10 phần thành phẩm, tham thần có thể luyện chế ra 21 phần trừ ra hai ba phần nó lén ăn ước chừng còn còn lại mười tám phần giao mười phần cho đa kim thương hội mình sẽ còn lại tám phần hai mắt từ tiểu thụ bắt đầu sáng rực lên tính như vậy tổng thể mà nói vẫn lời to mấu chốt là mình căn bản không cần động thủ luyện đan một mình tham thần liền có thể giải quyết chỉ cần cho tham thần một phần thù lao nhất định mình liền có thể nằm kiếm tiền mà xác suất thành đan của tham thần sẽ dần tăng lên theo thời gian tuy không biết khẩu vị của nó có tăng lên hay không nhưng thân là nhà tư bản keo kiệt buồn xìn, từ tiểu thụ sao không biết gõ nó một phen. Nghĩ đến đây, từ tiểu thụ không giả làm thi thể nữa, hắn nhảy dựng lên, chụp cổ tham thần vừa mới nuốt xong thành phẩm xích kim dịch, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Người đang làm gì a? À? tiếng như kinh lôi, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ nguyên phủ. Méo, bạch miêu lập tức sủ lông, ăn vụng bị bắt, kém chút soạn nó đến hồn phi phách tán. Bên trong nguyên phủ, ai là lão đại, tham thần biết đến rõ ràng rành mạch, ngay cả hai tên to con A băng A hòa đều bị chủ nhân nhà mình trị đến ngoan ngoãn, tham thần sao có thể không biết được hậu quả sau khi đắc tội chủ nhân, thế nhưng mà... Vừa rồi mình đã xác nhận qua, chủ nhân vẫn đang nằm ngáy o o, sao hắn trong nháy mắt bạo khởi, còn bắt mình tại chân, tham thần luống cuống, bốn chân đá loạn, giống như một tử tịch phiên bản sùng vật, nhưng thấy ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú, nó liền mình tĩnh lại, thay đổi thái độ, meo, thè cái lưỡi phấn nộn liếm láp tay chủ nhân. Tham thần muốn dùng loại thủ đoạn này chấn an cảm xúc táo bạo của nam nhân đáng sợ kia, bán manh vô dụng. Từ tiểu thụ một mặt hung dữ, sách lấy bạch miêu lắc loạn một trận. Ta đã nhìn chăm chăm ngươi rất lâu, học trộm luyện đan thuật không nộp học phí, vấn đề này không so đo với ngươi. Ghi sổ cộng một, ngươi luyện đan thất bại, lãng phí dược liệu cũng tạm thời không đề cập tới. Ghi sổ cộng hai, nhưng ngươi vậy mà chủ động luyện chế thất bại, chỉ vì nuốt cạn thuốc. Chuyện thứ ba, ta không thể chấp nhận. Từ tiểu thụ lắc lắc tiểu bạch miêu khiến nó nhìn thấy từng khỏa sao trời. Hắn không có dùng sức, nhưng lắc nhiều như vậy, tựa hồ muốn lắc cho tham thần phun hết dược dịch ra ngoài. Ôm tâm lý may mắn đúng không? Nghe thấy phỉ miêu meo meo kêu thảm, từ tiểu thụ cười lạnh một tiếng, căn bản không để mặt mũi. Chủ động luyện chế đan dược thất bại, ăn vụng cạn thuốc còn chưa tính, dược dịch luyện chế thành công, ngươi vậy mà cũng ăn. Đây là tâm lý gì? Ta hoài nghi ngươi là một con mèo biến thái, tứ đại tội kể trên, đã đủ biến ngươi thành tiểu hồ chín món. Ngươi có biết không? Meo! tham thần bị dọa đến muốn hôn mê chủ nhân kể ra ba tội danh đầu nó quả thật còn ôm tâm lý may mắn cho dù muốn ngụy biện là mình không có cố ý luyện chế thất bại nhưng chuyện mình ăn vụn không bị phát hiện đã là vận hành thật không nghĩ đến đều bị nhìn thấy lần này nó không dám tiếp tục để cho chủ nhân lắc nó cảm nhận được nguy cơ tử vong nồng đầm meo một tiếng quái khiếu chói tai tham thần cào hư không khẽ hấp chỗ không gian kia vậy mà vỡ vụn toàn thân lông tóc trở nên vô cùng nhu hòa vụt một cái từ trong tay từ tiểu thụ trượt đi muốn chạy trốn từ tiểu thụ ngây ngốc hắn không ngờ tiểu phỉ miêu vậy mà có thể tránh thoát trói buộc nhưng đây là không gian nguyên phủ hắn là chủ nhân thế giới này hắn có thể để cho phỉ miêu chạy thoát tới đây cho ta từ tiểu thụ đưa tay vô một cái tiểu phỉ miêu nửa người trượt vào không gian lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình túm lấy trở lại lòng bàn tay từ tiểu thụ sau đó bị lực lượng không gian giam cầm tiểu gia hỏa từ tiểu thụ cười ha ha ô ô mau ô bạch miêu lần nữa ủy khuất không dám vọng động lúc này từ tiểu thụ không có tiếp tục làm mặt đen loại chuyện chèn ép này đến trình độ nhất định phải cho quả táo ngọt thế là từ tiểu thụ vỗ vỗ tiểu bạch miêu ngữ trọng tâm trường nói tiểu gia hòa ta biết ngươi không phải cố ý ăn vụn dù sao miêu dĩ thực vi thiên đúng không ta hiểu ngươi meo meo tiểu bạch miêu không ngừng gật đầu từ tiểu thụ lời nói xoay chuyển nhưng vấn đề chính là ngươi ăn quá nhiều tướng ăn lại khó coi như vậy rất dễ bạo sau khi nhớ đến dạ dày tham thần là một cái động không đáy từ tiểu thụ nhất thời nghẹn lại đổi đề tài nói rất dễ khiến chủ nhân ngươi đói chết biết không ngươi có biết ta lấy đâu ra nhiều dược liệu như thế không từ tiểu thụ chỉ vào núi dược liệu nơi đó thâm hụt một phần hiển nhiên là bị tham thần tạm thời nuốt vào trong bụng trong bụng gia hỏa này có một cái tiểu không gian đồ vật nuốt vào có thể không bị tiêu hóa lần nữa phóng thích tận chiếu thiên viêm hẳn là bảo tồn như thế những vật kia là người khác yêu cầu chủ nhân ngươi luyện chế nếu như không giao hàng không chỉ ta chết ngay cả người cũng sẽ bị chặt thành tám khối, hiểu không? Từ tiểu thụ nghiêm nghị đe dọa, meo, bạch miêu sù lông, hiển nhiên nó bị dọa. Từ tiểu thụ nhìn tiểu bạch miêu kinh nghiệm sống chưa nhiều, tiếp tục lừa gạt, cho nên, người thích luyện đan không thành vấn đề, ta có thể cho ngươi mượn dùng dược liệu, nhưng xác suất thành đan của ngươi không được a, à. mới hơn 7 phần 10, ngươi đã muốn ăn vụng đan dược. Bạn đang xem ta sở hữu kỹ năng bị động siêu cấp tại kênh youtube gì các phim, người thấy ta luyện đan rồi chứ, từ tiểu thụ móc ra bồn tám lớn, lên tiếng nói, "Chủ nhân ngươi, xác suất luyện đan thành công 10 trên 10, ngươi có từng thấy ta ăn vụn không có đi, hiện tại ngươi luyện đan vẫn có xác suất thất bại, ngươi có tư cách gì, có mặt mũi gì ăn vụn, không có đi." Sau khi nói đến tiểu gia hỏa du Lầy bầy, ngữ khí từ tiểu thụ mới nhu hòa xuống, "Vật nhỏ, chủ nhân cũng không phải muốn bóp chết đam mê luyện đan của ngươi. Thế này đi, tạm ngừng một chút, sau đó từ tiểu thụ nói tiếp, "Sự tình ngươi học trộm luyện đan thuật, không nộp học phí, ta sẽ không so đo với ngươi." Ngươi luyện đan thất bại lãng phí dược liệu xác suất thành đan trăm phần trăm ta cũng xem như bồi dưỡng luyện đan thuật cho ngươi về phần ngươi vụng trộm luyện đan thất bại nuốt mất cạn bã dược dịch vấn đề này nếu như có lần sau chặt thành tám khối cuối cùng ăn vụng dược dịch thành phẩm từ tiểu thụ kéo dài âm thanh bạch miêu đã cuộn mình thành một đoàn mặt chôn ở trong móng vuốt từ tiểu thụ thấy thế hài lòng gật đầu hậu quả gì tin tưởng ngươi cũng đã ý thức được mao ô bạch miêu nức nở lạnh dung gật đầu ai lúc này từ tiểu thụ mới hợp thời thở dài thế này đi chủ nhân cũng không phải người không máy lý lúc nào xác suất luyện đan của người có thể đạt đến 10 thành mỗi lần luyện chế 100 phần đan dược ta sẽ thưởng cho người quang minh chính đại nhấm nháp một phần trong đó meo tham thần kinh ngạc ngẩng đầu nó không ngờ chủ nhân không những không đánh nó mà còn có ban thưởng nhớ kỹ là sau khi xác suất thành công đạt tới 10 thành 10, từ tiểu thụ nhấn mạnh nói sau khi hoàn mỹ luyện chế đan dược ngươi liền không cần gặm bã thuốc trái khét trong 100 phần đan dược, ta cho phép người quang minh chính đại nhấm nháp một phần trong đó. Quang minh chính đại nhấm nháp. Người có biết chuyện này mang ý nghĩa thế nào không? Từ tiểu thụ nhấn mạnh nói, chuyện này mang ý nghĩa, người không cần ăn như hổ đói. Cho dù ta ở bên cạnh nhìn, người cũng có thể ăn từ từ, không nhanh không chậm loại kia. Tí tách, nhìn bạch miêu đột nhiên nhỏ nước rãi, trong mắt tràn đầy, khát vọng. Từ tiểu thụ không có tiếp tục nói, hắn biết, phỉ miêu nghe lọt, nghe hiểu vỗ tay, meo, tham thần hưng phấn hô từ trong ngực từ tiểu thụ nhảy ra ở trên không trung vỗ hai chân trước đi đi từ tiểu thụ chỉ tới ba vạn cái bồn tắm lớn dũng cảm truy đuổi mộng tưởng thành tựu tương lai vi phàm từ nay về sau trên phiến đại lục này ngươi chính là sử thượng đệ nhất luyện đan miêu meo ô meo bạch miêu phấn khởi tràn trọc qua lại giữa ba vạn đan đỉnh sau khi được chủ nhân cho phép nó rốt cuộc không cần lén lút luyện đan còn có được vô hạn dược liệu cung ứng từ tiểu thụ ôm ngực nhìn tiểu thân ảnh bận rộn bên dưới nhịn không được cười lên người A, phải học được cách quản lý, có câu nói thế nào nhỉ, không biết điều hành đoàn đội, sẽ một mình làm đến chết, nhìn tiểu phi miêu đi. Từ cẩn thận từng ly từng tí, run run sợ sợ vụng trộm luyện đan, ăn vụng dược dịch, sau khi được khẳng định, liền trở thành một con mèo mẫu mực, truy cầu hiệu suất luyện đan, truy cầu phẩm chất cao, đây, chính là quản lý, nhận e ngại, điểm bị động, cộng một, cột tin tức đột nhiên nhảy lên, từ tiểu thụ khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Lập tức nhìn thấy từ tiểu kê nằm dưới đất, Tận mắt chứng kiến toàn bộ sự việc Hiện tại đang trọng trạng thái đều đẫn Từ tiểu kê bị tiếng hét phẫn nộ của từ tiểu thụ đánh thức Sau đó nhìn một màn kia Cảm giác toàn bộ thế giới quan bị lật đổ Y không thể tưởng tượng nổi Đối với người, đối với mèo Từ đại ma vương đều diệt tuyệt nhân tính như vậy Không sai, bên trong không gian nguyên phủ Người ở lâu thứ nhì Chính là từ tiểu kê Y Y nhìn thấy tham thần luyện đan Nhưng Y không phải loại người mách lèo Cho nên vở như không nhìn thấy gì Nhưng hôm nay sau khi bị từ đại ma vương xối một thùng máu gà, phì miêu lười biếng, lại biến thành mèo mẫu mực. Chuyện này, nhìn cái gì, từ tiểu thụ đánh gãy tiểu kê trầm tư, hắn nhẹ nhàng đi tới trước mặt từ tiểu kê, đánh giá y một chút, sau đó lại đến bạch miêu trằn trọc, lòng có ý tưởng, từ tiểu kê, không gian nguyên phủ rất nhàm chán đúng không, từ tiểu thụ cười tùm tìm cúi người, ngươi, ngươi muốn làm cái gì, từ tiểu kê bị dọa đến trực tiếp ngã xuống đất, bộ dáng ngươi không được qua đây, nguyên phủ quá nhàm chán từ tiểu thụ nói ta tại thánh thần đại lục thuê một tòa lâu bên ngoài đều là người nhà a giới a băng a hòa đều đi ra một tử tịch cũng ở bên ngoài còn có tân cô cô ngươi có muốn cùng chơi với mọi người không trong mắt từ tiểu kê nhất thời xuất hiện ước mơ y làm sao không muốn từ không gian hữu tứ kiếm đến bạch quật đến thánh thần đại lục lại đến nguyên phủ có thể nói từ tiểu kê ghét nhất chính là bị trói buộc nhưng dưới sự chi phối của từ đại ma vương ngoại trừ đôi khi phối hợp biến thân thành nón lá thành tảng đá nhìn thế gian vồn hoa bên ngoài y chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây làm bạn với mèo hết thảy mọi thứ đều bắt đầu từ giây phút trộm thiên sư cơ bản thất bại sau đó bị từ đại ma vương thả ra nguyên phủ đối kháng trương thái doanh mảy may không xuất lực từ tiểu kê biết nguyên nhân y hối hận nhưng vô dụng ta muốn y theo bản năng nói ra nhưng lời vừa ra khỏi miệng nhớ đến những chuyện lúc trước từ tiểu kê liền ý thức được từ đại ma vương có gian kế thế là đổi giọng khóc tàng nói ta không muốn, nhìn ra được ngươi rất muốn. Từ tiểu thụ vỗ vỗ vai y lúc trước ta không tin ngươi, là bởi vì đôi khi ngươi có được thực lực vương tọa, ta sợ không chống được, nhưng hiện tại không sao, cho dù ngươi muốn làm phản, ta cũng không sợ, cho nên có thể thả ngươi ra ngoài. Từ tiểu kê ngây ngốc, thực lực từ đại ma vương đã có thể sánh với vương tọa, không đúng, dựa theo tính cách trong ngoài bất nhất của từ đại ma vương, hắn hẳn đã có thể tùy tiện chém giết vương tọa, nghiền ép trảm đạo, thậm chí đối đầu thái hư rồi đi. Mặc dù không biết vì sao từ đại ma vương lại tu luyện nhanh như vậy, cho dù không có thực lực như thế, nhưng chỉ bằng vào giới ra, từ tiểu kê đã không dám phản kháng, ta sẽ không phản bội. Y yếu ớt nói, cũng biết từ đại ma vương không thích nghe lời nói xuông, liền lập tức bổ sung, cho nên, nếu như ta muốn đi ra ngoài, cần phải bỏ ra đại giới gì, nói đại giới có hơi quá, không có khoa trương như vậy, từ tiểu thụ khoát khoát tay, chỉ tới tham thần nói, giúp ta nhìn chăm chăm nó, không cho nó ăn vụng, thuận tiện chỉnh đốn tốt đan dược nó luyện chế lần sau ta tiến vào nguyên phủ sẽ lấy đi vấn đề này đơn giản không chỉ cần ngươi làm tốt cách mỗi ba ngày ta sẽ cho ngươi ra ngoài chơi một ngày thậm chí nếu tham thần không ăn vụng ngươi biểu hiện cũng rất tốt lúc nào muốn ra nói với ta ta mang ngươi ra dừng một chút từ tiểu thụ cảm thấy không đúng thế là đổi cách nói lúc nào muốn vào nguyên phủ ngươi nói với ta ta sẽ mang ngươi vào chơi hai mắt từ tiểu kê lập tức phát sáng rõ ràng vừa rồi mới nhìn thấy từ đại ma vương cho mèo ăn bánh vẽ nhưng giờ khác này khát vọng đối với tự do đã khiến y hoàn toàn mất đi lý trí được từ tiểu kê lập tức đáp ứng không thể trách y hóa thân bạch miêu số 2, muốn trách chỉ có thể trách bánh vẽ từ đại ma vương vẽ ra quả thực quả thơm hơn nữa công việc này đơn giản từ tiểu kê ở trong nguyên phủ đợi đến phát chán không ngại làm chút việc vạn nhất từ đại ma vương giữ lời thì sao tự do từ tiểu kê nhìn tham thần ở trong mắt y vì miêu không phải mèo kia là linh tinh, là mì vằn thắn, là mì sợi, là quần áo xinh đẹp, là thế gian phồn hoa, hoàn toàn khác với không gian nguyên phủ. Cố lên, từ tiểu thụ cười cười, vùng nắm đấm khích lệ từ tiểu kê, vẫn là câu nói kia, không biết điều hành đoàn đội, sẽ một mình làm đến chết. Từ nay về sau, xin hãy gọi ta là từ CEO thụ, rời khỏi nguyên phủ, thần thanh khí sảng, ngủ một giấc liền giải quyết vấn đề đan dược cho đa kim thương hội, đối với quỷ lười từ tiểu thụ mà nói. Chuyện này còn sảng khoái hơn thu được 30 vạn điểm bị động thời điểm trở về phòng tiếng đập cửa thùng thùng đang vang vọng lấy từ tiểu thụ đi ra mở cửa lập tức nhìn thấy tiêu vãn phong một mặt kinh hỉ từ thiếu dậy rồi uống trà không y nâng khai trà bộ dáng tận chức tận trách từ tiểu thụ nhìn quần thâm trên quanh mắt y đột nhiên nhớ đến gia hỏa này vẫn chỉ là phàm nhân tối hôm qua gọi y đến gác đêm luyện gan y sẽ không thật đứng cả đêm đấy chứ vất vả người chờ bao lâu rồi không lâu vừa tới tiêu vãn phong cười sáng lạn tiểu tân ca bảo ta tới hỏi từ thiếu phòng ngủ cùng ván giường, lúc nào đổi được. Từ tiểu thụ nghe thế, liền biết tiêu vãn phong tuyệt đối không chỉ vừa mới tới, hiển nhiên tân cô cô biết mình tiến vào nguyên phủ, cho nên không có cưỡng ép dẫn người tiến vào. Hiện tại đổi đi, từ tiểu thụ mở rộng cửa, lại nói, để tân cô cô đi làm là được, người vất vả, về nghỉ trước đi, tối nay tăng lương cho người, có tăng lương hay không không quan trọng, tiêu vãn phong y chỉ cầu an toàn là được, từ thiếu mở rộng cửa phòng mình, tình cảnh bên trong, quả thực khiến y giật này mình, vâng. Vâng, thấy tình huống như vậy, Tiêu Vãn Phong cũng không dám hỏi nhiều, lập tức hấp tấp để bình trà xuống, chạy đi tìm Tiểu Tân Ca. Buổi trưa, mọi người đã sớm rời giường, hiển nhiên từ Tiểu Thụ là người cuối cùng. Hậu cần có người giải quyết, sinh hoạt bắt đầu đi vào quỹ đạo, từ Tiểu Thụ dạo một vòng thiên thượng đệ nhất lâu, phát hiện phòng tu luyện bị tạp đã chữa trị xong. Hiển nhiên, đối với nhà, Tân Cô Cô rất chuyên tâm, hiện tại nên làm gì đây? Nghĩ đến Tân Cô Cô bận rộn như vậy, Tiêu Vãn Phong còn phải gác đêm suốt đêm từ tiểu thụ ý thức được thiên thượng đệ nhất lâu vẫn thiếu nhân thủ nghiêm trọng suy nghĩ về quầy tuyển người lần nữa nhen nhóm nổi lên vừa ra đại môn nằm ngoài dự liệu cho dù hôm qua bị người phủ thành chủ cảnh cáo thế nhưng hôm nay trước cửa vẫn xuất hiện một hàng người dài không thấy điểm cuối ra rồi từ thiếu ra rồi mau mau đừng xếp hàng nữa tản ra dựa theo thứ tự trước sau đến mọi người đừng chân ngang bằng không phát sinh rối loạn đám người phủ thành chủ lại đến kiếm chuyện từ thiếu cũng không giải quyết được đúng rồi không biết hôm nay từ thiếu sẽ tổ chức hoạt động gì ta thấy thiên thượng đệ nhất lâu vẫn còn thiếu một chân lao dọn nhìn bảng hiệu quý giá kia xem mỗi buổi đều phải lao không thể để nó dính bụi được yêu vẫn rất có văn hóa từ tiểu thụ nhìn đám người nhốn nháo cười rất thoải mái tuy hôm qua phương tranh phương đại thống lĩnh đã nghiêm cấm bày quầy bán hàng thế nhưng chỉ cần đổi hình thức hẳn sẽ không có vấn đề gì đi các vị từ tiểu thụ hướng về phía dòng người hô to các vị hôm nay bản thiếu gia không bày sạp nhưng ngoại trừ bưng trà rót nước thiên thượng đệ nhất lâu quả thật còn thiếu một người giữ cửa công việc này cần người có thể thức đêm đến đảm nhiệm cho nên hôm nay chúng ta không tuyển phàm nhân quy củ cũ hậu thiên trở lên bán thánh trở xuống đều có thể đến đây ứng tuyển mỗi tháng thấp nhất một vạn linh tinh cao nhất không giới hạn hết thảy xem ngươi làm bao nhiêu đương nhiên nếu bán thánh muốn đến làm thủ vệ thiên thượng đệ nhất lâu chúng ta vô cùng hoan nghênh cho dù hôm qua mọi người đã nghe lời này một lần thế nhưng hôm nay nghe lại vẫn cảm thấy vô cùng buồn cười. Bán thánh đến là thủ vệ, người đang nằm mơ đấy à. Tuy nhiên dưới gầm trời này, vì sinh hoạt, chắc chắn sẽ có rất rất nhiều gượng ép phụ họa, chỉ hưu bảo ngựa, từ thiếu nói hay lắm. Bán thánh đến làm thủ vệ, thiên thượng đệ nhất lâu, đáng có mặt mũi này. Chọn ta chọn ta, ta là tiên thiên, có thể thức đêm, có thuộc tính phong, tuyệt đối giữ vững đại môn thiên thượng đệ nhất lâu, ngay cả con mũi cũng không bay vào được, còn có thể không động thủ lao bằng hiệu, cam đoàn sạch sẽ, ta từ thiên kiêu tông sư đương nhiên quan trọng nhất là ta cũng họ từ nguyện làm người canh cửa thiên thượng đệ nhất lâu từ thiếu nhìn ta nhìn ta ta là hậu thiên ngày lao dọn tối giữ cửa cần cù siêng năng nhất định có thể khiến ngài hài lòng Tràng diện nhất thời hỗn loạn lên cứ như vậy một hồi nhận mong đợi điểm bị động cộng ba nghìn sáu trăm bốn mươi hai nhận nhìn chăm chú điểm bị động cộng bốn nghìn hai trăm hai mươi điểm bị động lần nữa cao cao nhảy lên gần vạn từ tiểu thụ thầm nghĩ tổ chức đại hội tuyển phi phi tuyển người thật đúng là không sai không cần đánh sống đánh chết quang minh chính đại đứng ra còn thu được ích lợi không nhỏ nhưng không đợi hán tiếp tục hoạt động tuyển người khí thế ngất trời một đội bạch y đã từ phía xa đi tới sắc mặt phương tranh đen như đáy nổi dẫn cấm vệ quân phủ thành chủ đi tới trước mặt từ tiểu thụ từ thiếu phương mỗ đợi ngươi cả buổi sáng từ tiểu thụ nhìn người đến sắc mặt cũng căng ra Người rảnh rỗi như vậy phương tranh cười nhạt không phải phương mỗ quá rảnh mà là lực ảnh hưởng của từ thiếu quá lớn, khiến ta phải lần nữa ra mặt. Từ tiểu thụ thở dài, hắn biết được ý đồ người đến, chính là muốn ngăn chặn tài lộ của mình, cho nên đưa tay chỉ khoảng trống trước mặt, nói, hôm nay bản thiếu gia không có bài quầy. Phương tranh lắc đầu, từ thiếu không có bài quầy, nhưng vẫn ảnh hưởng tới trật tự vương thành. Hơn nữa, hôm qua phương mộ có nói, không chỉ bài quầy, hết thảy hoạt động ảnh hưởng đến trật tự vương thành, đều sẽ cấm chỉ. Ngươi có nói qua, từ tiểu thụ hỏi, có, nhưng bản thiếu gia không nghe thấy. Từ tiểu thụ nhún vai không phải vấn đề từ thiếu có nghe thấy hay không? Phương Tranh hiển nhiên đã có chuẩn bị muốn tới một trận khẩu chiến cứng rắn hôm qua Phương Mỗ đã nhắc nhở Từ Thiếu là người thông minh hy vọng cho chút thể diện đừng nhiễu loạn trật tự Vương Thành người nhiễu loạn trật tự là bọn họ không phải bàn thiếu gia Từ tiểu thụ chỉ đám người mặc dù bị Từ tiểu thụ quăng nổi thế nhưng đám quần chúng nhân dân vẫn rất phấn khởi phải là chúng ta nhiễu loạn trật tự Vương Thành liên quan gì đến Từ Thiếu hắn không sai muốn trách thì trách chúng ta đây là hoạt động chúng ta tự phát, căn cứ pháp bất trị, đám người còn chưa ầm ĩ xong, phương tranh đã ngoảnh đầu, thần sắc trầm như nước, các ngươi muốn chết, chàng diện nhất thời lặng ngắt như tờ, không sai, phương tranh đối mặt với tử thiếu, phải nể tình, nhưng đối mặt với đám ác dân trợ búa, phương đại thống lĩnh lập tức bạo phát khí thế, một tên vương tọa khống chế sinh tử đại quyền, đám tu sĩ bình dân vương thành sao có thể chống cự được, từ tiểu thụ nhận ra con đường phát tài đầy gian nan, phương tranh rõ ràng nắm chết mình không thả, không cho mình gây sự nguyên một buổi sáng y thậm chí không chút do dự đến đây nằm vùng bắt người gia hỏa này nhất định là rảnh rỗi đến phát hoàng hoặc đã liệt mình vào danh sách thành phần bất hảo đến vương thành gây sự thế này đi từ tiểu thụ trầm ngâm một hồi đề nghị bản thiếu ra cho người mặt mũi không tổ chức hoạt động không làm gì cả từ tiểu thụ chỉ vào đám người ngươi để bọn họ đứng ở chỗ này bản thiếu ra bồi bọn họ một buổi chiều hoàng hôn vừa đến bản thiếu ra lập tức chọn một người nhập lâu sau đó ai về nhà nấy như thế nào Phương Tranh sững sờ, sau đó lập tức lắc đầu, phương Thành tất đất tất vàng, từ thiếu chỉ thuê thiên thượng đệ nhất lâu, quảng trường triều thánh không phải hậu hoa viên nhà ngươi, không thể chiếm dụng tài nguyên công cộng, từ tiểu thụ nổi giận, hắn nhìn quảng trường to lớn, trực tiếp nói dọa, tốt, ngươi ra giá, quảng trường triều thánh giá trị bao nhiêu, bản thiếu ra mua, quần chúng xôn xao, mua, mua quảng trường triều thánh, chỉ vì tổ chức hoạt động, hay cho từ thiếu, hay cho từ đắc ế, mẹ nó, lão tử quả nhiên không nhìn lầm nếu có thể tiến vào thiên thượng đệ nhất lâu liền sẽ phát tài a à. từ tiểu thụ chơi chiêu rút củi dưới đáy nồi quả thực đánh phương tranh đến hồ đồ y sửng sốt một lúc sau mới lấy lại tinh thần cả lâm nói quảng quảng trường triều thánh không bán một tên bạch y cấm vệ quân ở phía sau chọc chọc thận phương đại thống lĩnh phương tranh mới thanh tỉnh lại nếu từ thiếu dẫn người vào thiên thượng đệ nhất lâu ngài muốn chơi thế nào thì chơi thế đó phương mỗ tuyệt đối không nói một lời nhưng tiếp tục náo đoạn quảng trường triều thánh chúng ta liền không thể không cưỡng ép chấp pháp tiến vào thiên thượng đệ nhất lâu từ tiểu thụ híp mắt chuyện này căn bản không thể nào không nói thiên thượng đệ nhất lâu có trận pháp có bí mật chỉ riêng hiện tại thất kiếm tiên mai tị nhân đang tọa trấn bên trong liền không thể để cho ngoại nhân đến quấy rầy nếu có thể dẫn vào thiên thượng đệ nhất lâu hắn cần gì mệt mỏi tuyển người ở trên quảng trường triều thánh từ tiểu thụ trầm tư đột nhiên linh cơ khẽ động nói phương đại thống lĩnh người nói cưỡng ép chấp pháp là cưỡng ép thế nào nếu như bản thiếu gia tiếp được có thể một bên chấp pháp, một bên tuyển người, phương tranh. Lời này vừa ra, không chỉ đội ngũ chấp pháp trợn tròn mắt, ngay cả quần chúng vây xem cũng đồng loạt mộng bức, khá lắm, chấp niệm bao lớn, vì tuyển người, liền một bên bị chấp pháp, một bên tiếp tục hoạt động, hắn thế mà cũng nghĩ ra được. Trong lúc nhất thời, đám người quả thật khâm phục từ thiếu đến mức muốn quỳ dạp xuống đất, nhận kính ngưỡng, điểm bị động, cộng 4212, nhận thán phục, điểm bị động, cộng 2488, phương tranh phục, hôm qua y đã lãnh hội từ thiếu không dễ nói chuyện nhưng không ngờ ra hỏa này vì tuyển người có thể làm đến mức này vì cái gì thiên thượng đệ nhất lâu căn bản không thiếu tiền đập xuống số tiền lớn đừng nói vương tọa ngay cả hộ vệ trảm đạo cũng có thể mời đến vì sao hết lần này tới lần khác muốn hao tổn ở chỗ này làm khó phương tranh y phương tranh cảm thấy từ thiếu nhất định là đang cố ý ra hỏa này muốn mình tức chết mới thôi thế nhưng nguyên nhân là vì cái gì rõ ràng hai bên không oán không cừu Phương tranh hồ đồ, tâm tư từ thiếu quá khó đoán, căn bản không ai nhắm chuẩn được. Đúng lúc này, tân cô cô đột nhiên từ bên trong thiên thượng đệ nhất lâu bước ra, đưa tới một viên truyền tin châu từ thiếu, lưu lục hồi âm. Ồ, từ tiểu thụ nhướng mày lên, truyền tin châu liên hệ với lưu lục, hắn không có mang theo bên người, mà là đặt ở chỗ tân cô cô, sợ mình tiến vào nguyên phủ, bỏ lỡ tin tức. Hiện tại lưu lục truyền tin, hẳn là sự tình an bài hôm qua đã có manh mối. Ừm, nghĩ đến đây, từ tiểu thụ nắm vuốt truyền tin châu, nhìn về phía quần chúng vây xem mọi người tàn đi hôm nay cho vương thống lĩnh mặt mũi không tổ chức hoạt động cũng không tuyển người bu u u người xem nhất thời chán nản nhao nhao trợn mắt nhìn phương tranh quần tình xúc động nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dị thối lui phương tranh bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió sắc mặt xanh lét thế này liền xong rồi vừa rồi là ai nói muốn một bên thụ hình một bên tuyển người tiếp một viên truyền tin châu liền xoay chuyển 180 độ không chơi nữa coi như xong thế nhưng sao lại đẩy nồi lên đầu phương tranh ta rõ ràng là từ đắc ế ngươi vi phạm trước ta đi ra giữ gìn trật tự còn phải nuốt cục tức này từ đắc phương tranh vốn là người nóng này nhất thời không nhịn được há miệng nhưng danh tự mới gọi một nửa liền đã bị cấp dưới kéo lại không thể hô cái tên kia ngạch lần này phương tranh khó chịu pháo đốt được một nửa bị tịt ngòi y tức giận phẩy tay áo bỏ đi không thèm để ý tới nào ngờ từ tiểu thụ nghe tiếng quay đầu phương đại thống lĩnh gọi ta có chuyện gì bản thiếu gia có thể tiếp tục tổ chức hoạt động bước chân phương tranh trì trệ rất muốn quay đầu cấp dưới lần nữa kéo y lại phương lão đại truyền nhân bán thánh người xuất thủ trước chúng ta liền đuối lý không thể dính bẫy của hán được phương tranh nắm quyền thật lâu sau mới buông ra khinh người quá đáng y nhỏ giọng móng một tiếng tươi cười quay đầu từ thiếu chỉ cần phương mỗ một ngày tại thiên thượng đệ nhất lâu liền một ngày không làm gì được hai mắt từ tiểu thụ lập tức sáng lên hắn nghe ra đối phương nói bóng nói gió Tân cô cô vừa nhìn biểu lộ của từ tiểu thụ, liền biết hắn nghĩ sai, đừng xúc động, dù sao đối phương cũng là người của phủ thành chủ, nghe lệnh làm việc, đại biểu chấp pháp, giết một tên, sẽ có tên thứ hai thay thế, phốc một tiếng, phương tranh kém chút tức giận thổ huyết, mặc dù tân cô cô nói nhỏ, nhưng y đường đường là vương tọa, sao có thể không nghe thấy, từ tiểu thụ trừng mắt nhìn tân cô cô, nói bậy bạ gì đó, ta là loại người này sao, tân cô cô trợn trắng mắt, người không phải loại người này, vậy thì ai mới phải, đi 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 mặc kệ y chặn đường tài lộ của ta phiền phức từ tiểu thụ liếc phương tranh vài lần giống như khóa chặt người này sau đó không thèm để ý tới rời đi tân cô cô lập tức đuổi theo thời điểm sắp nhập lâu đột nhiên nhớ tới bên ngoài còn có cấm vệ quân thành chủ phủ đám người này thật phiền luôn đến làm mất hứng tân cô cô nhịn không được quay đầu cẩn thận một chút mấy ngày này tốt nhất đừng ngủ người đang uy hiếp ta phương tranh kém chút phi thân xông lên may mà cấp dưới tay nhanh mắt lẹ kịp thời ngăn lại mẹ nó thật xúi quầy nhìn đám người từ thiếu nhập lâu phương tranh ngược lại sợ các ngươi nói họ từ kia nghiêm túc đám bạch y cấm vệ quân đồng loạt lắc đầu trong mắt tràn đầy ưu sầu không đến mức đi chúng ta chỉ chấp pháp bình thường mà thôi tuy từ thiếu cứng rắn nhưng mấy năm nay chúng ta đều còn người một nhà nhút nhút nhát nhát họ từ là kẻ ngoại lai không hiểu quy củ cứng một chút cũng là chuyện thường hẳn không đến mức đáng tiếc sao đầu óc tiểu tử kia lại thẳng như vậy có tiền mua quảng trường triều thánh không có tiền mua im miệng Phương Tranh nghe đám người bàn tán liền cảm thấy đau đầu, khoát tay chặn lại, đều trở về. Vậy buổi tối có ngủ hay không? Có người đặt câu hỏi, ngủ cái rắm Phương Tranh hầm hầm nhìn thiên thượng đệ nhất lâu, càng nghĩ càng giận. Lúc đầu y cũng không quá để ý bút thu nhập ngoài định mức kia, nhưng không thể không nói. Họ từ, quả thật đã chọc giận y. Mấy ngày nay đừng ngủ, nhìn chằm chằm chết hắn, một khi làm trái với quy định, trực tiếp bắt lấy. Ở Đông Thiên Vương Thành, là Long Cuộn lại, là Hổ, cũng phải nằm xuống cho ta từ thiếu âm thanh lưu lục từ trong truyền tin châu phát ra từ tiểu thụ ngồi cạnh bàn trà dưới đại sành một bên là tiêu vãn phong đang hết sức ân cần bưng trà rót nước một bên khác là tân cô cô đang chơi đùa bưng quơ ừm người nói vận dụng truyền tin châu từ tiểu thụ vừa dùng ngón tay chảo gõ nhẹ mặt bàn vừa dùng ánh mắt quái dị nhìn tiêu vãn phong không đi nghỉ ngơi gia hỏa này còn làm việc không sợ được tử mặc dù y có thể là kiếm tông nhưng nếu bởi vì không nghỉ ngơi mà đột tử vậy chẳng phải liền trở thành kiếm tông đầu tiên trong lịch sử chết vì thức đêm sao tiêu vãn phong không hiểu được ánh mắt cổ quái của từ thiếu thấy đối phương nhìn mình chằm chằm liền mỉm cười đáp lễ ra hiệu uống trà từ tiểu thụ nâng chung trà lên nhấp một ngụm âm thanh lưu lục lần nữa xuất hiện bên tai từ thiếu chuyện là như thế này dựa theo yêu cầu của ngài chúng ta điều tra khương nhàn tình báo thu được là bên cạnh khương nhàn có bảy tên hộ vệ vương tọa một tên trảm đạo không có thái hư bên ngoài y chỉ mang theo bốn tên vương tọa xuất hành nhưng theo chúng ta quan sát hôm nay hộ vệ vương tọa bên cạnh khương nhàn đã đổi hai người khác chúng ta hoài nghi hai tên hộ vệ vương tọa lúc trước đi theo khương nhàn hoặc đã đi xa làm việc hoặc đã hao tổn chính là đã hao tổn từ tiểu thụ âm thầm đáp lại như thế xem ra bên cạnh khương nhàn cũng chỉ còn lại năm tên vương tọa một trảm đạo không thái hư không có hộ vệ thái hư chuyện này cũng không ngoài ý muốn thái hư là cấp bậc gì chính là loại tồn tại tương tự cầu vô nguyệt sầm kiều phu ngay cả thuyết thư nhân hải đường nhi cũng chỉ mới trảm đạo đình phong cho nên bên cạnh khương nhàn không có hộ vệ thái hư tư tiểu thụ không ngạc nhiên trước nào mặc dù không có hộ vệ thái hư thế nhưng chiến lược bên cạnh truyền nhân bán thánh chân chính cũng đã vô cùng đáng sợ một tên vãn bối nho nhỏ xuất hành vậy mà có hộ vệ trảm đạo cùng bảy tên vương tọa quả thật đã có thể so với chiến lược đỉnh tiêm linh cung nhưng hiện tại vương tọa chỉ còn lại năm người từ tiểu thụ bắt đầu trầm tư nếu thật muốn chủ động xuất kích chẳng đạo tạm thời có thể giao cho A giới xử lý, thế nhưng năm tên vương tọa còn lại cũng không thể khinh thường, đặc biệt là ở Đông Thiên Vương Thành, một khi náo ra động tính, nhất định sẽ có không ít gia hỏa muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho truyền nhân bán thánh, cho nên, muốn dựa theo biện pháp thông thường động thủ, trừ phi gọi thêm mai tị nhân, nhưng mời thất kiếm tiên xuất thủ, một cái nhân tình lớn như thế, chỉ vì đối phó một tên khương nhàn nhao nhỏ, tư tiểu thụ cảm thấy không đáng. Thế là hắn trầm ngâm một hồi, hỏi, tin tức chuẩn xác không, trảm đạo chỉ có một tuyệt đối chuẩn xác lưu lục tựa hồ được cao tầng đảm bảo rất có lực lượng sau khi tạm ngừng liền tiếp tục nói nhưng nếu từ thiếu muốn động thủ tiểu nhân liền nhắc nhở một câu đối với vãn bối nhà mình bán thánh thế gia đều có gieo huyết mạch ấn ký một khi nhục thân bị hủy ấn ký không chỉ bảo vệ thần hồn bảo trì bất tử mà còn có thể khóa chặt người xuất thủ phát động lực lượng nguyền rùa cho nên nói chung truyền nhân bán thánh không chết được thật muốn giết chỉ có thể hy sinh người nào đó xuất thủ thay nhưng ấn ký sẽ tìm kiếm ký ức chủ ký sinh một khi không che giấu tốt người sai sử sau màn chân chính vẫn sẽ bị bán thánh thế gia móc ra cho dù che giấu tốt hết thảy truyền nhân bán thánh cũng chỉ mất một cỗ nhục thân chỉ cần có ấn ký bảo vệ trở lại gia tộc truyền nhân bán thánh vẫn có thể phục sinh như thường tiểu nhân không biết từ thiếu có thù gì với khương nhàn cho nên chỉ có thể nhắc ngài ngần ấy từ tiểu thụ có chút kinh ngạc còn có loại thủ đoạn này hắn nhớ lúc khương thái tự bạo đẩy lực lượng nguyền rủa vào trong người mình một tên hộ vệ vương tọa đã có được ấn ký như thế cho nên lực lượng ấn ký trên người khương nhàn tuyệt đối chỉ hơn không kém trong đầu nghĩ như vậy nhưng bên ngoài từ tiểu thụ vẫn làm đến giọt nước không lọt cho dù là đang bị tai trộm chuông ai nói với người bản thiếu gia muốn xuất thủ cùng là bán thánh thế gia bản thiếu gia chỉ muốn điều tra tình huống của y một chút mà thôi từ tiểu thụ nói đã hiểu lưu lục không có phản bác sao y quên được thời điểm trước cửa đa kim thương hội từ thiếu cùng khương nhàn có phát sinh một lần xung đột nho nhỏ, nhỏ mà hai đại vương tọa bên cạnh khương nhàn biến mất ngay trước đêm từ thiếu đặt ra nghi vấn ở giữa phát sinh chuyện gì to gan phỏng đoán liền có thể đoán ra một hai nhưng có một số việc mọi người chỉ có thể nghĩ ở trong lòng không thể nói ra ngoài tỉ như lưu lục thu được quyền hạn điều tra tư liệu người đầu tiên y cha không phải khương nhàn mà là từ thiếu nhưng từ thiếu ở bắc vực quá thần bí căn bản không tra ra người này hoặc là từ gia còn ngưu bức hơn cả khương thị dạ miêu không tra được một tin tức gì hoặc đây chỉ là một cái thế gian ngụy tạo nghe rợn cả người tất cả những thứ này người hữu tâm đều tra qua nhưng mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn không can thiệp không quấy dày bởi vì nếu là về sau còn tốt nhiều nhất chỉ là vạch trần sự thật nhưng nếu là về trước bọn họ liền sẽ đắc tội một đại tộc ẩn thế chân chính cho nên lưu lục không thể không nhiều lời nói từ thiếu nghe một chút truyền thuyết bất từ truyền nhân bán thánh nằm ngoài dự liệu từ thiếu căn bản không để ý việc này thậm chí không đáp lại một tiếng hắn là tôn trọng mình im lặng nghe toàn bộ nhưng bởi vì sớm biết được nội tình truyền nhân bán thánh cho nên mới không đề cập tới hay là bởi vì hiếu kỳ nghe toàn bộ cuối cùng giấu đầu lòi đuôi nhấn mạnh không phải từ thiếu hắn muốn ra tay giết người hai loại khả năng lưu lục không dám nghĩ càng không dám nói y chỉ muốn nghe lệnh làm việc bởi vì y biết cho dù từ thiếu không có xuất thân bán thánh thế ra thế nhưng sau lưng thật có đại phật đại phật hàng thật giá thật do chính kiếm lão cam đoan tuyệt đối không sai như vậy so với chuyển nhân bán thánh chính tông khương nhàn thực lực hộ vệ từ thiếu càng kinh khủng hơn vì sao còn phải làm giả bối cảnh đáp án trong đó suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ từ thiếu lưu lục không có dừng lại quá lâu lập tức nói ra tin tức cuối cùng theo chúng ta biết ngũ đại vương tọa còn lại ở bên cạnh khương nhàn kỳ thật chỉ có hai người thiếp thân bảo hộ một tấc không rời còn lại bình thường đều ở bên ngoài thu thập tin tức hoặc là thu được tin tức trọng yếu trở lại báo cáo cho khương nhàn hiện tại vẫn chưa biết mục đích Khương Nhàn đến Đông Thiên Vương Thành là gì, nhưng hẳn không phải vì thánh bí chi địa, mà là bởi vì chuyện khác, mục đích của y, tựa hồ có quan hệ với tâm yếm đồng mục. Từ tiểu thụ nghe thế hai mắt sáng lên, công tác tình báo của dạ miêu, không thể không nói, quả thật có chút thực tài, tam yếm đồng mục đều có thể tra ra, đoán chừng mục đích của Khương Nhàn giống như mình suy đoán, chính là vì thần ma đồng. Còn gì nữa không? Từ tiểu thụ không chút rung động hỏi, lưu lục ở đường dây bên kia tựa hồ dừng lại, từ tiểu thụ biết, gia hỏa này hẳn đang đợi mình hỏi tam yếm đồng mục là gì nhưng thấy mình không hỏi liền đoán ra được mình biết chút gì đó cho nên đại khái sẽ không nói phế thoại quả nhiên lưu lục chỉ trầm mặc một hồi liền nói tiếp vậy không còn tin tức khác bất kể là ai muốn xuất thủ đều phải gánh lấy phong hiểm truyền thuyết bất tử cùng hộ vệ trảm đạo của khương nhàn còn lại chắc hẳn từ thiếu đã hiểu rõ từ tiểu thụ nghe thấy rất hài lòng hiệu suất làm việc của dạ miêu cũng không có gì để chê đặc biệt là thái độ của lưu lục nên thì nói nên tránh thì tránh vừa đúng không quá mức người này tinh như quỷ không nên chỉ làm tiểu nhân vật thế là từ tiểu thụ nói ngươi nói với viên tứ đương gia thăng chức cho ngươi sau này ngươi sẽ là người phụ trách liên lạc không cần những người khác lưu lục ở một bên khác vô cùng kích động lại không truyền ra âm thanh kích động đa tạ từ thiếu đề điểm tứ đương gia đã sớm ngờ tới ngài sẽ nói như vậy cho nên đã thăng chức cho ta hiện tại ta cũng xem như nhân viên nội bộ dạ miêu từ tiểu thụ sững sờ lão hồ ly này sẽ không phải hôm đó bị mình chấn trụ, sinh lòng không vui, cho nên dùng nước cờ không quan trọng gì, đến phản mình một quân. Vậy chúc mừng ngươi, từ tiểu thụ không thèm để ý, thuận miệng nói, cuối cùng giúp ta chuyển lời cho viên tứ đương gia, nói có rảnh bàn thiếu gia sẽ đến nhà y ngồi một chút, bảo y quét dọn sạch sẽ, lời này là nghiêm túc, lưu lục nghe thấy mộng bức, cao tầng đánh cờ, y có thể nghe ra được một chút xíu hương vị đối chọi gay gắt, nhưng vì sao, y lại không nghĩ ra được, lưu lục cũng không có nghĩ nhiều sau khi ngây người liền lập tức đáp lại vâng tiểu nhân nhất định sẽ truyền đạt không thiếu một chữ từ tiểu thụ can dặn vâng lưu lục trùng điệp nói ra không thiếu một chữ từ tiểu thụ buông truyền tin châu xuống tân cô cô lập tức ném tới ánh mắt dò hỏi mặc dù tối hôm qua tân cô cô không có tham dự tiếp khách nhưng thông qua sự tình khương thái cộng thêm từ tiểu thụ không khách khí nói chuyện đã có thể đoán ra được một chút bạn đang xem ta sở hữu kỹ năng bị động siêu cấp tại kênh youtube gì các phim từ tiểu thụ tổng kết nói bảy tên vương tọa hai tên thiếp thân bảo hộ ba tên còn lại không xác định có ở đó hay không hai tên cuối cùng hắn liếc nhìn phòng tu luyện tân cô cô lập tức minh bạch hai tên cuối cùng bỏ mạng tại thiên thượng đệ nhất lâu tiêu vãn phong ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm không khí nghe từ thiếu cùng tiểu tân ca dùng số lượng đến tính cường giả vương tọa y cảm thấy tiếp theo sẽ phát sinh đại sự nhưng những chuyện này hắn không có quan hệ gì với mình dù sao mình chỉ là phàm nhân cũng không biết vì sao từ thiếu lại tin tưởng mình như thế, thời điểm đàm luận, không dùng mắt ra hiệu cho người ta rời đi, hay là nói. Tiêu vãn phong đột nhiên nhớ đến lúc trước từ thiếu nói ra ngôn từ vạn vẹo, nếu trở thành đồng phạm, sau này sẽ không thể làm phản đồ, không phải chứ. Nghĩ đến đây, tiêu vãn phong luống cuống, người khác đàm chuyện trọng yếu, đều đuổi hạ nhân đi xa, từ thiếu người ngược lại tốt, càng là chuyện quan trọng, càng phải để hạ nhân nghe thấy, bởi vì trở thành đồng phạm, ai cũng không chạy thoát, tâm lý biến thái tư tưởng vạn vẹo từ từ thiếu tiêu vãn phong nhịn không được mở miệng ngắt lời hai người giờ ấm trà ra hiệu ta đi thêm nước không cần người tiếp tục pha trà từ tiểu thụ cầm lấy ấm trà dùng tam nhật đóng kiếp thêm đá dùng tận chiếu nguyên chủng hóa thủy sau đó đưa trở về bình chân như vậy nói với tân cô cô ngoài ra còn có một tên hộ vệ trảm đạo không thấy tiêu vãn phong tiếp nhận ấm trà phảng phất nhận lấy một vị trảm đạo tay đều đang run rẩy tân cô cô ra hiệu cho y rót mình chén trà liên tiếp lời nói cho nên từ thiếu, ngươi là muốn động thủ với Khương Nhàn. Ừm, từ tiểu thụ gật đầu, lần này, hắn tuyệt đối phải chủ động xuất kích, mặc kệ ngươi có một, hay hai chảm đạo, chỉ cần không phải thái hư, đều dễ nói chuyện, cạch. Lúc này, tiêu vãn phong làm rất chén trà của tân cô cô, từ, tân hai người đồng thời quay đầu nhìn đến, thấy tiêu vãn phong run rẩy nhặt lên, trong miệng còn không ngừng xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, từ thiếu, tiểu tân ca, ta lui xuống đổi ấm mới, từ tiểu thụ còn không trả lời các người muốn chơi khương nhàn đầu bậc thang đã chuyển đến một đạo âm thanh kinh hỉ một tử tịch xoát một cái trực tiếp bay nhào tới vất tay cho lá trà vào trong chén ra hiệu tiêu vãn phong cũng rót cho mình nhảy cẫng lấy nói sao không mang ta theo lúc nào động thủ tiêu vãn phong trợn tròn mắt cả người ngây ngốc y sững sờ nhỉ lá trà một cô nãi nãi tiện tay tạo ra cho nên đây chính là cách vận dụng thuộc tính mộc cao cấp sao sau đó thân thể giật mình phản ứng lại y run rẩy từ trong giới chỉ lấy ra một cái chén trà mới Cả Lâm nói, Mộc, Mộc cô nãy nãi chén trà này là của tiểu tân ca. Úc, mục tử tịch ghét bỏ đầy chén trà ra, tiếp lấy chén mới, dùng linh nguyên tẩy sạch, sau đó lần nữa cho lá trà vào, đồng thời chỉ ra phía sau nói, chuẩn bị cho nàng một chén. Tiêu vãn phong quay đầu, là vị tiểu tỷ tỷ ít nói kia, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng gọi mạc mạc, mạc, mạc cô nãi não. Tiêu vãn phong do dự một chút, mở miệng, mạc mạc ngần ngơ, nghe sưng hô như thế, nàng dừng lại, khuôn mặt mỉm cười giãn ra, nói khẽ, không cần gọi ta như thế, gọi ta mạc cô nương là được, hô một tiếng, thiên thượng đệ nhất lâu tựa hồ có gió xuân thổi vào, âm thanh linh hoạt kỳ ảo, nhất thời giúp tiêu vãn phong hòa hoãn khẩn trương không ít, tiêu vãn phong nhìn nụ cười có thể khiến băng tuyết tan rã, nhất thời ngây dại, lúc trước y sợ nhất là cô nương không nói không cười kia, nhưng giờ phút này, y cảm thấy mặc mạt mới là nhân loại bình thường nhất trong đám người từ thiếu, trong lòng còn chưa kết luận, đã thấy mặc mạt bước đến bàn trà, kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó nhìn từ thiếu nói có chảm đạo cần ta xuất thủ không ầm ầm một tiếng như sấm sét giữa trời quang đầu óc tiêu vãn phong lập tức trống rỗng cảm thấy gió tuyết đột kích run lẩy bẩy thần mẹ nó gió xuân thần mẹ nó nhân loại bình thường mà cô nương không phải tiên thiên sao nàng lấy đâu ra dũng khí nói muốn đối phó chảm đạo tiêu vãn phong rung động y lết nhìn bốn người quanh bàn trà hoặc nằm sấp hoặc ngồi nghiêm chỉnh đột nhiên có chút váng đầu một bàn này đều là quái vật gì một bàn trà, hai đại quỷ thú ký thể, hai đại kiếm tông, cộng thêm một tiểu sư muội, chỉ có Tiêu Vãn Phong cảm thấy mình hèn mọn, đơm nớp lo sợ, châm trà hầu hạ mọi người, từ tiểu thụ kéo một cái ghế, ra hiệu Tiêu Vãn Phong ngồi xuống, đừng quá mệt mỏi, sau khi thấy gia hỏa này chết sống không chịu ngồi xuống, hắn mới quay sang những người còn lại nói ra ý định của mình, lần này các ngươi tạm thời đừng động, bản thiếu gia có người, phải đi thăm dò trước, đợi sau khi tình huống sáng tỏ, các người hãy lên, mục tử tịch như mũi ngọc tinh xảo người nào có người, người của sư huynh nhà mình, vốn chỉ có mấy tên đang ngồi đây. Ngoài ra, chỉ còn đội hình ba a người không ra người, quỷ không ra quỷ, chẳng lẽ? Người muốn nhờ ông ấy, một tử tịch quay đầu nhìn về phía lâu trên, nhưng vừa quay đầu lại, nàng đúng lúc nhìn thấy Mai Tị Nhân từ tên cầu thang đi xuống. Tiêu vãn phong lập tức kéo một cái ghế ra, thầm nghĩ đại lão chân chính tới, lập tức bưng trà rót nước, bị khi phụ, Mai Tị Nhân mỉm cười đi tới, ngữ khí thập phần hiền lành, cần lão hủ hỗ trợ không? Đối với thiên thượng đệ nhất lâu, ông ta cảm thấy không tệ. Đối với hai tên vãn bối từ tiểu thụ cùng tiêu vãn phong, ông ta cũng rất xem trọng. Nếu như là chuyện nhỏ không quan trọng gì, ông ta không ngại giúp đỡ một phen. Từ tiểu thụ liền vội vàng đứng lên nói, không cần phiền phức tị nhân tiên sinh, tiểu bối tranh đấu mà thôi. Tiêu vãn phong thầm nghĩ ngài thật dám nói, cái gọi là tiểu bối tranh đấu, liên lụy đến hai vị truyền nhân bán thánh thế ra, nói không chừng qua ngày hôm nay, kinh thiên động địa, mai tị nhân từ chối cho ý kiến, ngồi xuống, tiện tay lấy ra một đĩa bánh quế đến nếm thử tay nghề của lão hủ bánh quế này dùng loại hoa quế cao quý nhất trên thế gian lần trước lão hủ viếng thăm lão hữu tự tay hái từ trên cây hương vị tươi mới ông ta chỉ bánh quế từ tiểu thụ nhìn đến sững sờ đúng là sống lâu sự tình gì cũng biết à đổi thành lúc khác được ăn bánh quế do đích thân thất kiếm tiền tự tay chế tác từ tiểu thụ nghĩ cũng không dám nghĩ vậy tiểu từ liền không khách khí từ tiểu thụ dẫn đầu cầm lấy một khối bánh ngọt cắn một miếng bánh quế thơm ngát vào miệng vừa chạm liền tan hóa thành linh lực thanh tuyền lao xuống khí hải nhất thời khí hải chiều thăng thân thể từ tiểu thụ đột nhiên run run hai chân kẹp chặt sắc mặt đỏ bừng thế nào nụ cười trên mặt mai tị nhân trì trệ có chút hoài nghi bánh quế lão hủ tự tay chế tác hẳn không có độc mới đúng khụ khụ từ tiểu thụ ho khan vài tiếng cắn một ngụm đạo vận bàn thể kém chút trực tiếp đột phá đến tông sư thiên tượng cảnh lần này khiến hắn cả kinh không nhẹ nửa ngày không dám động miệng Tiên sinh nói đùa, bánh quế tất nhiên là cực phẩm, chỉ là vãn bối áp chế cảnh giới không dễ, cắn một ngụm, suýt chút nữa đánh mất tư cách tham gia vương thành thí luyện, từ tiểu thụ nghĩ mà sợ, Mai Tị Nhân phản ứng lại, ha ha cười to, vậy ngươi cũng không cần áp chế cảnh giới, thánh cung không cần ngươi, đi theo lão phu, bảo đảm còn có tiền đồ hơn nhập thánh cung, Mạc Mạt ở bên cạnh không khỏi động dung, nhưng mắt nhìn lại, từ tiểu thụ nhãn quan khắp nơi, lập tức nhớ đến ở đây chỉ còn mỗi mình Mạc Mạt, không biết thân phận của Mai Tị Nhân lúc này giới thiệu nói đây là tị nhân tiên sinh hôm qua mới vào thiên thượng đệ nhất lâu có ông ấy tọa chấn, dưới cầm trời này không ai dám sông lâu mặc mặt kinh dị nghe khẩu khí của từ tiểu thụ không giống như đang nói ngoa mấu chốt là hắn nói như vậy mấy người bên cạnh bao gồm tiêu vãn phong đều rất tán thành gật đầu từ tiểu thụ lại chỉ vào mặc mặt nói đây là mặc mặt bằng hữu của ta hiện tại tị nhân tiên sinh nhìn thấy là tất cả mọi người ở trong thiên thượng đệ nhất lâu mặc mặt vội vàng đứng dậy hành lễ gặp qua tị nhân tiên sinh mai tị nhân nhẹ gật đầu không có trả lời mà là nhìn về phía từ tiểu thụ nói hiện tại lão hủ nhìn thấy cũng không phải toàn bộ người thiên thượng đệ nhất lâu ông ta chỉ trần nhà ba vị tiểu huynh đệ kia người không giới thiệu một chút từ tiểu thụ nhìn theo ngón tay lúc này mới minh bạch ông ta là đang nói đến đội hình ba a hắn cười ha ha cũng không định giải thích ba tên kia không phải người tị nhân tiên sinh không cần quan bọn hắn mai tị nhân khẽ nhướng mày lắc đầu bật cười từ tiểu thụ nhìn bốn phía thấy mọi người không dám động thủ ăn bánh quế liền nói ngay đều ăn đi ý tốt của tị nhân tiên sinh các người thất thần làm gì còn không ho ăn nghe hắn nói thế một tử tịch liền không nhịn được động thủ tân cô cô theo sát phía sau từ tiểu thụ thấy mọi người động thủ chỉ còn tiêu vãn phong do dự không tiến liền kín đáo đưa khối trong tay cho tiêu vãn phong sau đó nhìn về phía mai tị nhân tị nhân tiên sinh ngài có thể nhìn ra tiểu tử, tử này có biến hóa gì hắn chỉ tới tiêu vãn phong mai tị nhân thấy mọi người ăn bánh quế biểu lộ gật gù say mê, cảm thấy rất vui vẻ, nghe từ tiểu thụ hỏi như thế, liền nhìn về phía tiêu vãn phong. Tựa hồ lúc này ông ta mới chú ý tới khí cơ trên người tiêu vãn phong biến hóa, nhưng lại có chút không xác định, chỉ hỏi, đột phá, tiêu vãn phong ăn bánh quế, cảm thấy một thân mỏi mệt quét sạch sành xanh, nghe vậy gật gật đầu, hôm qua đi theo từ thiếu tham gia thiên la chiến, hình như thật có chút đột phá, không phải là có chút, từ tiểu thụ cười nói, y không chỉ đoạt quán quân, còn hư hư thực thực trực tiếp đột phá kiếm tông mấu chốt là hắn phát ra một đạo kiếm khí tiêu vãn phong nghe thế rung động không thôi ta đột phá kiếm tông mai tị nhân đồng dạng có chút kinh ngạc phát ra kiếm khí từ tiểu thụ đẩy tiêu đần sang một bên hắn biết ra hỏa này tăng kiếm đến mức ngay cả mình cảnh giới gì cũng không biết hướng mai tị nhân nói chính là kiếm khí hơn nữa còn cách không định trụ một tên ứng cử viên quán quân mục tử tịch lập tức lộ ra vẻ thỏa mãn khi được tán dương từ tiểu thụ tiếp tục nói cho nên sau khi tu luyện tăng kiếm thuật gia hỏa này không biết mình đạt tới cảnh giới gì, có hơi ngốc, nhưng tị nhân tiên sinh từng nói, tàng kiếm thuật không thể xuất kiếm, ngoại trừ bát tôn. Ách, để bát kiếm tiên có thể phá vỡ quy tắc, tiêu vãn phong, tựa hồ cũng có thể, mai tị nhân lập tức thận trọng, nhìn tiêu vãn phong từ trên xuống dưới, theo ông ta thấy, ngoại trừ tinh khí thần kém hơn một chút, quần thâm mắt đậm hơn một chút, gia hỏa kia kỳ thật không khác hôm qua là bao, nhưng nếu từ phúc ký nói không sai, vậy chỉ có một khả năng, tiêu vãn phong, hoàn mỹ tàng kiếm ngay cả thất kiếm tiên cũng bị lừa, đồng thời sau khi tàng kiếm, còn có thể xuất kiếm. Một con đường kiếm đạo mới tinh, nghĩ đến đây, Mai Tị Nhân không bình tĩnh được, ông ta vẫn cho rằng Từ Phúc Ký mới là người đặc biệt, lúc trước tiêu vãn phong không nguyện ý bái sư, hẳn là sau khi Từ Phúc Ký cự tuyệt, mới mở miệng theo, nào ngờ tiêu vãn phong lại là người đầu tiên mang đến cho mình niềm vui ngoài ý muốn. Người theo lão hủ, Mai Tị Nhân không chút do dự buông bánh quế xuống, đứng lên đi ra ngoài hậu viện, tiêu vãn phong dừng lại, cầm khối bánh quế còn chưa kịp ăn xong, nhất thời không biết nên tiếp tục bưng trà rót nước hay là theo chân Mai Tị Nhân rời đi. Đi đi, từ tiểu thụ tiện tay cầm lấy một khối bánh quế, đưa cho gia hỏa này, nói, nắm chặt cơ hội, có vấn đề gì cứ hỏi, tốt nhất ép cô thất kiếm tiên, trở về sẽ dạy ta, thất kiếm tiên. Mặc mặt đang khẽ cắn bánh ngọt nhất thời cứng đờ, trên khuôn mặt điềm nhiên xuất hiện rung động hiếm thấy, thất thần nhìn từ tiểu thụ, hôm qua nàng chỉ đi ra ngoài một buổi sáng, từ tiểu thụ, kéo thất kiếm tiên nhập lâu. Tiêu Vãn Phong cảm động rưng rưng, nắm lấy bánh quế cam đoan, ta nhất định ép khô. Ách, hỏi tị nhân tiên sinh, từ thiếu ngài có vấn đề gì, ta có thể giúp ngài hỏi lấy. Có, từ tiểu thụ thật có vấn đề, mở miệng nói, phong kiếm đến lão, lão ta thành thánh, bình thường cần phải mất bao lâu. Tiêu Vãn Phong nghe thế ngây người, phong kiếm đến lão, lão ta thành thánh. Đây là Tiêu Vãn Phong phán đoán, phán đoán đệ bắt kiếm tiên, nói cách khác, từ thiếu cũng tán thành phán đoán của mình, đồng thời, trực giác của hắn cũng giống như mình đợi đến ngày bát tôn am phong thánh thiên hạ lần nữa tương huynh từ thiếu cũng đang đợi đợi đến ngày đệ bắt kiếm tiên trở về ngày đó toàn bộ thánh thần đại lục đều sẽ chấn động tiêu vãn phong đè xuống nhiệt huyết bành trướng trong lòng gật đầu mạnh ta sẽ hỏi nhất định khúc nhạc dạo mai tị nhân mang theo tiêu vãn phong rời đi mặc mạt vẫn còn đang rung động nhìn từ tiểu thụ trở lại chỗ ngồi xác minh hỏi thất kiếm tiên mục tử tịch đồng dạng ngoái nhìn tối hôm qua nàng đã được tin tức tâm tình cũng không khác là bao từ tiểu thụ gật đầu kỳ thật ta cũng có chút không tin nhưng sự thật chính là như vậy tị nhân tiên sinh thất kiếm tiên đại năng giống như cầu vô nguyệt không cần hoài nghi quả thật không cần hoài nghi bởi vì không giống bối cảnh hư ảo từ tiểu thụ tạo ra sự tình này đã được kiếm lão đích thân nghiệm chứng đám người lần nữa cảm thán từ tiểu thụ không để ý lắm kéo về chính sự nói cho nên bước đầu tiên nhằm vào khương nhàn ta không có ý định mang theo các ngươi chỉ cần một mình a giới lại không mang theo ta chơi mục tử tịch lập tức bĩu môi từ tiểu thụ vỗ đầu nàng ta dự định thăm dò tình huống trước ngươi mục tử tịch ngẩng đầu không phải người nói có người sao muốn phái người đi đúng vậy từ tiểu thụ thần thần bí bí gật đầu sau lưng ta có một đống người lúc này hắn trực tiếp từ trong không gian nguyên phủ kéo từ tiểu kê ra phân phó nói hóa hình biến thành bộ dáng ta từ tiểu kê xuất hiện một mặt mộng bức từ đại ma vương nói chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ trông mèo liền cho mình ra ngoài hít thở không khí, vốn tưởng khả năng kia rất nhỏ, thế nhưng hiện tại, mình thật rời khỏi nguyên phủ, tốc độ này. Tuyệt, loại công việc hóa hình này, từ tiểu kê đã sớm thuộc nằm lòng, sau khi kích động, y liền biến thành bộ dáng tử đại ma vương, sau đó một mặt hưng phấn, ta phải làm gì, từ tiểu thụ cười hắc hắc, hôm nay cho người chơi thoải mái, sau đó, hắn hướng mấy người xung quanh nói, hôm nay các người không cần làm gì, chỉ cần theo từ đắc ế du ngoạn vương thành, nơi nào nhiều người, liền đi đến nơi đó nhưng nhớ kỹ, đừng làm ra sự tình quá lớn. Cùng y, một tử tịch nhớ mày trừng mắt, nhìn khuôn mặt giả kia, nàng rất muốn đạp tới một cước, dám giả mạo sư huynh nhà mình, muốn chết. Ừm, từ tiểu thụ vỗ bả vai từ tiểu kê, hướng mấy người nói, từ thiếu ra đường, một ngày khoái hoạt, các ngươi chỉ cho y nên làm thế nào, từ tiểu kê diễn hí rất khá, bởi vì sợ chết. Lâm chàng phát huy cũng rất ngưu, từ tiểu kê. Ngươi thì sao? Một tử tịch đột nhiên nhớ đến tại bạch quật, từ Tiểu Thụ hóa thân tăng lão, nàng ý thức được phái ra từ tiểu kê, là sư huynh muốn tạo chứng cứ ngoại phạm, tránh bị người tìm tới. Ta, Từ Tiểu Thụ hắc hắc kéo ra một thân áo bào đen, che mặt, găng tay đen diễn hí, ta cũng không kém. Khu thành Bắc, đường Thiên Dương, Thiên Dương trang, bên trong trang viên Sa Hoa, tỷ nữ tới lui, hạ nhân vội vàng, mà chủ nhân trang viên, bình thường đều chỉ sinh hoạt ở trong phòng, ăn ở, đều có Bảo Tiêu Vương tọa thiếp thân phụ trách, căn phòng kia cơ bản trở thành cấm địa khương thái khương vũ vẫn chưa hồi âm bên trong gian phòng khương nhàn trầm mặt nhìn hai người trước mặt nói ra đứng ở trước mặt y là một nam một nữ vương tọa thần sắc xấu hổ nam gọi khương tự nữ gọi khương kỳ hai người này một thân áo đen rõ ràng đứng trong phòng thế nhưng thân thể phảng phất giấu bên trong cái bóng nếu có người ngoài đến đây cho dù nhìn thêm vài lần đều khó phát hiện hai người đang đứng đấy lại tựa như hai cái bóng hư vô phiêu miễu không có hồi âm khương tự bộ dạng phục tùng nói đêm qua cùng khương kỳ tiến đến thăm dò thiên thượng đệ nhất lâu nhưng lần này chúng ta căn bản không dám tiến vào bởi vì cho dù ở bên ngoài chúng ta cũng cảm nhận được một cỗ áp lực vô danh chảm đạo khương nhàn hỏi không rõ khương tự đáp trả y biết đáp án lập lờ nước đôi không phải thứ khương thiếu muốn cho nên liền nói bổ sung nhưng nếu đêm trước khương thái khương vũ cũng có sự cảm tâm huyết dâng trào như vậy bọn họ nhất định sẽ không tiến vào thiên thượng đệ nhất lâu áp lực chảm đạo sẽ không kinh khủng đến như vậy dù sao không phải chưa từng đối kháng qua, cho nên ta cùng Khương kỳ đoán. Khương tự nói một nửa, nhìn nữ tử một chút, trầm ngưng nói, sợ là thái hư, nói bậy, Khương nhàn mắng chửi, cho dù từ thị thật là ẩn thế đại tộc, thực lực mạnh hơn Khương thị chúng ta, nhưng tuyệt không có khả năng vãn bối xuất hành, lại phái thái hư đi theo, chúng ta đương nhiên biết, Khương tự do dự nói, ý cũng dám tin chuyện đó là thật, chỉ là một tên vãn bối xuất hành, lại có thái hư đi theo, cộng thêm hôm đó từ thiếu miệt thị bán thánh thế ra khương thị đến xem có một chuyện không biết nên nói hay không khương tự nghĩ đến mình cùng khương kỳ phòng đoán giờ khắc này chỉ cảm thấy tê cả da đầu khương nhàn giễu cợt đừng nói là ngươi muốn nói với ta họ từ chính là truyền nhân thánh đế khương tự không nói được nữa đây chính là ý suy đoán khương nhàn thở dài không trách các ngươi muốn trách chỉ có thể trách vô tri hạ nhân phòng đoán như vậy là bởi vì bị thực lực phía sau từ thiếu chấm nhiếp nhưng thân là truyền nhân bán thánh một chút bí mật chân chính khương nhàn y vẫn biết được có một số việc các ngươi không đủ tư cách không rõ ràng cho nên mới đưa ra kết luận hoang đường như thế nhưng ta lại hiểu rõ khương nhàn dựng thẳng năm ngón tay trắng tinh ánh mắt lấp lóe đại lục ngũ đại thánh đế thế gia thay trời hành đạo chấp trưởng cương thường ngoại trừ trục xuất giả ngoại trừ hành đạo giả những người còn lại đều sinh hoạt ở trong bí cảnh thánh đế đó chính là thế giới thứ hai phía trên thiên thê thiên thê thang trời theo ta được biết ngũ đại thánh đế thế gia không có họ từ mà thánh đế không thay tên không đổi họ cho nên tử thị khương nhàn nhìn về phía bản báo cáo trên bàn cười lạnh một tiếng đại lục bán thánh không có họ này gần trăm năm nay bắc vực càng không có khánh điển khương thị ta không đến cho nên ngụy tạo vẫn chỉ là ngụy tạo ta chỉ có thể nói người trong thiên hạ đều bị tiểu tử kia hù dọa bán thánh thế ra chân chính nắm giữ bí mật đại lục sở dĩ ngoại nhân không có kết luận là bởi vì bọn họ vô tri không đủ tư cách nhưng đối với Khương Nhàn mà nói, y vốn là truyền nhân bán thánh, có huyết thống chính tông nhất, đối với suy luận vừa rồi, chỉ cần thu đủ tình báo, liền nước chảy thành sông, Khương tự, Khương Kỳ đồng thời im lặng, mặc dù hai người cũng mang họ Khương, thế nhưng ở Khương thị nhất tộc, họ chỉ là con thứ, không có tư cách bước vào vòng tròn trung tâm, cho dù siêng năng làm việc, cầm tới nhiều tài nguyên hơn, tối đa cũng chỉ có thể đạt đến trảm đạo đỉnh phong, nếu như dựa vào thiên phú, nghị lực, khí vận cùng kỳ ngộ to lớn thành tựu thái hư mới có khả năng chân chính tham dự tộc sự, bằng không, cả đời chỉ có thể làm hạ nhân. Cho nên hiện tại, tin tức bọn họ có thể tiếp xúc, căn bản không nhiều bằng Khương Nhàn. Tuy nhiên thấy Khương Nhàn chắc chắn như thế, hai người Khương Tự cũng liền vứt bỏ suy luận hoang đường kia đi. Dù sao bí mật ẩn chứa bên trong, Khương Nhàn nhất định biết nhiều hơn, chuẩn hơn bọn họ, đổi một góc độ khác. Khương Thiếu nói có lý, như vậy, nếu họ từ không phải truyền nhân thánh đế, thậm chí không phải truyền nhân bán thánh, vậy tồn tại phía sau hắn, có lẽ là chạm đạo đỉnh phong vượt qua mấy lần cửu tử lôi kiếp mà thôi khương nhàn ngắt lời khương tự phất tay áo một cái thái hư không có khả năng hai đại vương tọa liếc nhau trong lòng thoáng bất an bọn họ kinh lịch qua cho nên không cảm thấy như đơn giản như vậy nhưng hết thảy mọi chuyện đối với phương nhàn thực lực trước mắt còn yếu ớt mà nói đừng nói chạm đạo cùng thái hư chỉ là tranh lệch giữa vương tọa cùng vương tọa khương thiếu đều không rõ ràng lắm khương tự không nói nhưng khương kỳ một mực trầm mặc vào thời điểm này lại mở miệng lên tiếng có lẽ khương thiếu phỏng đoán đến không sai nhưng chúng ta từng đến thiên thượng đệ nhất lâu nơi đó không có đơn giản như vậy khương thái khương vũ không thể vô duyên vô cớ hao tồn họ từ kia khương kỳ do dự một chút chắc chắn nói có lẽ hắn giả mạo truyền nhân bán thánh nhưng thế lực sau lưng hắn chỉ sợ cũng không đơn giản khương nhàn nhìn về phía nàng không có trách cứ ngược lại híp mắt nói ra từ trước tới nay người sẽ không nói lời không có chứng cứ vâng khương kỳ nghiêm túc gật đầu ta đoán họ từ hẳn là quân cờ thế lực lớn đẩy tới Đông Thiên Vương Thành, theo sau một vị trưởng cục chân chính. Dù sao, mục đích khác với chúng ta, sự kiện lớn nhất sắp phát sinh ở Đông Thiên Vương Thành, một là Vương Thành Thí Luyện, hai là Thánh Bí Chi Địa, Khương Kỳ ngừng lại, Thánh Bí Chi Địa. Khương Nhàn nhắm mắt suy tư, không thể không nói, phỏng đoán lớn mật sát với thực tế, là lời giải thích hợp lý duy nhất. Người nói tiếp, Khương Nhàn nói, Khương Kỳ gật đầu, trong đầu hiện lên tình báo gần đây thu thập được, suy nghĩ lập tức đả thông chậm rãi nói ra, vương thành thí luyện tạm thời không nói, nếu sau lưng họ từ có người, hắn sẽ không quan tâm lần thí luyện này, bởi vì thí luyện chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự của hắn chính là thánh bí chi địa, cũng chính là hư không đảo, nửa tháng trước, cầu vô người dẫn theo đội ngũ bạch y vây quét bạch quật, trong bát cùng nho nhỏ tổn thất 700 bạch y, thiên hạ vốn nên dung truyền, thế nhưng thánh thần điện đại đè xuống việc này, ngoại nhân không biết, thế nhưng chúng ta lại có được tin tức. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ thánh nô giết ra bạch quật, mà thánh nô thủ tọa, rất có thể là đệ bát kiếm tiên, Khương Nhàn đưa tay, ngắt lời đối phương, đồng thời uốn nắn sai lầm của nàng, không phải rất có thể, mà là chính là. Khương Kỳ khẽ giật mình, nàng và Khương tự liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được rung động trong mắt đối phương, Khương thiếu sẽ không nói suông, y nhất định biết được nội tình gì, cho nên thật đúng là đệ bát kiếm tiên, người kia quả nhiên vẫn chưa chết, đầu óc nhất truyền, cục diện thiên hạ sẽ rung chuyển như thế nào, tựa hồ cũng trở nên rõ ràng hơn nhưng khương kỳ không dám phân tâm cưỡng ép bản thân chú ý đến chuyện hiện tại tình báo mình cầm tới quả thật vẫn quá ít tin tức như vậy khương thiếu lại có thể chắc chắn như thế chỉ có thể chứng minh đối phương thông qua con đường gia tộc hiểu rõ nguyên nhân thánh thần điện tổn hao tại bạch quật đệ bắt kiếm tiên khương kỳ lắc đầu kéo suy nghĩ trở về tiếp tục nói nếu hoàn toàn chắc chắn vậy càng không thể giải thích được khương thiếu hẳn cũng biết năm đó đệ bát kiếm tiên trải qua những chuyện kia nơi hán vẫn là. Ừm, cũng chính là mấy chục nhân hắn biến mất, cho dù thế nhân không biết hắn đi đâu, nhưng thánh thần điện lại không lừa được khương thị nhất tộc chúng ta. Hư không đảo, đôi mắt khương nhàn sáng lên, đột nhiên lên tiếng ngắt lời, y không ngốc, lập tức hiểu ý khương kỳ, biết nàng đang muốn nói gì, đến từ hư không đảo, mưu chuyện hư không đảo, cho nên họ từ kia, người đoán, hắn là quân cờ của thánh nô, khương nhàn thăm dò, khương kỳ trần chờ một chút, còn có khả năng thứ hai. Nói, khương nhàn ra hiệu cho nàng tiếp tục, trận chiến bạch quật không chỉ thánh nô hiện thân ngay cả tuất nguyệt hồi cung thoát ẩn thoát hiện chỉ là sự tình phía sau nằm ngoài dự liệu hư hư thực thực ừm để bắt kiếm tiên chân chính xuất hiện cho nên tuất nguyệt hồi cung không thể làm gì hơn đành phải rút lui cho nên khương kỳ nói xong liền ngừng lại nàng không cần nói ra kết luận bởi vì khương thiếu đã hiểu rõ cho nên cũng có thể là quỷ thú đến gây chuyện khương nhàn có hơi nhức đầu hai thế lực kia ngay cả bán thánh thế gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc Thế nhưng thiên chi chi nhãn chỉ hướng đám người họ từ, nếu không động thủ, sao có thể biết được, có khả năng thứ ba không? Khương nhàn hỏi, không có, Khương kỳ lắc đầu, dừng một chút, nàng lại nói ra, nhưng ta đoán là khả năng quân cờ của thánh nô lớn hơn. Nói thế nào? Khương nhàn hứng thú hỏi lại, Khương kỳ là cố vấn hàng đầu của y, cho dù chạm đỏ hành động, cũng đến hỏi ý kiến nữ nhân này mới quyết định có hành động hay không, có thể lấy tu vi vương tọa, làm đến mức này đủ thấy Khương nhàn tín nhiệm nàng đến cỡ nào đồng dạng mỗi lần khương kỳ phán đoán đều đã tiếp cận tám chín phần mười sự thật cho nên người khác nói khương nhàn có thể không nghe thế nhưng khương kỳ nói khương nhàn từ trước đến nay chưa từng chất vấn hết thảy chỉ là phỏng đoán khương kỳ dứt lời thuận tay từ trong giới chỉ móc ra một phần tư liệu đưa tới sau đó nói đây là tư liệu lúc trước ta điều tra thánh nô đạt được những người khác tạm thời không cần xem khương thiếu hãy nhìn người này nàng nói xong liền bắt đầu lật ngược tư liệu ngừng ở mấy trang cuối lệ song hành khương nhàn thấp giọng nói ra bỗng nhiên con người co rụt lại lệ vâng khương kỳ vuốt cầm nói đại lục từng có thái hư lệ ra dùng thiên hạ đồng thuật chấp trưởng thiên đạo hình phạt người có thực lực cao nhất gia tộc kia chỉ là thái hư thế nhưng ngay cả bán thánh cũng không dám khinh thường không thiếu hẳn có nghe thấy ta biết khương nhàn nhíu mày trầm ngâm một hồi mới nói cứng quá dễ gãy thịnh cực tất suy bị diệt khương kỳ chỉ vào người trên tư liệu tên nói ra người họ lệ này lúc trước từng xuất hiện ở bạch quật nắm giữ danh kiếm tên gọi chủ thần trượng, mà chủ nhân triều thần trượng đời trước chính là Thái Hưng Lệ gia, mấu chốt, y còn là một tên mù, ngón tay khương kỳ chuyển xuống phần giới thiệu liên quan tới lệ song hành, ánh mắt khương nhàn di động theo ngón tay nàng, sau đó dừng lại, y trầm mặc hồi lâu, mới chuyển mắt nhìn lên, sau đó đồng dạng chỉ vào tư liệu nói, lệ song hành, giới tính, nam, nói xong, khương nhàn ngước mắt, tam yếm đồng mục xoay tròn trong hốc mắt, giống như ba đóa hoa xám liêu tàn, khương kỳ nghe thấy khương thiếu chất vấn, ung dung không vội, người bên cạnh họ từ đương nhiên là nữ, nhưng Thánh Nô đã dám thu nhận tàn dư lệ ra thứ nhất, tổng không đến mức sẽ bài xích người thứ hai. Nếu như có người thứ hai, Khương nhà nhẹ gật đầu, nghe Khương Kỳ lý giải, y cơ bản đã hiểu thông mọi chuyện, chỉ có thể nói, không hổ là đệ nhất cố vấn của y, tựa hồ mọi chuyện, đúng như những gì nàng giải thích, không có khả năng thứ hai, chỉ là, trực diện đối mặt với Thánh Nô, như vậy nhiệm vụ quan trọng, hay là mạng nhỏ quan trọng, tồn tại như vậy, căn bản không phải truyền nhân bán thánh nho nhỏ như ý có thể ứng phó. Mặc dù họ từ chỉ có tu vi tiên thiên, nhưng Khương Nhàn biết, dựa theo Khương Kỳ suy luận, từ đắc ế chỉ là thằng hề đến chọc cười. Khương Nhàn chân chính phải đối mặt, chính là người phía sau từ đắc ế, hắc thủ sau màn tọa trấn thiên thượng đệ nhất lâu, nghi ngờ là... Thái hư, giờ khác này, Khương Nhàn đều có chút hoài nghi, hắc thủ sau màn, ít nhất là thái hư trở lên. Xác suất bao lớn, Khương Nhàn trầm ngâm hỏi, bảy thành, Khương Kỳ trả lời. Mặc dù chỉ có 7 thành, nhưng Khương Nhàn biết, trong thế giới của Khương Kỳ, không có xác suất 10 thành 10, xác suất 7 thành, đối với người khác mà nói, trên cơ bản đã là 9 thành 9, là sự tình ván đã đóng thuyền, cho dù có biến số, cũng là vì tình báo không đủ, dẫn đến phát sinh ngoài ý muốn, đại cục, đã định, từ đắc ế, quân cờ thánh nô, trăm phần trăm, người đoán như thế, ngược lại biến đối thủ của chúng ta, thành một trong những tổ chức đáng sợ nhất trên đời, Khương Nhàn buông tư liệu xuống, cảm thấy bó tay toàn tập bất đắc dĩ thở dài, chỉ là phòng đoán, ta cũng sẽ phạm sai lầm. Khương Kỳ rút lui một bước, trở lại bên cạnh Khương Tự, nàng đã hoàn thành nhiệm vụ, không cần tiếp tục nói thêm, chỉ cần trở về làm cái bóng, phòng đoán ư. Tư duy Khương nhàn cũng bay xa, y nhíu chặt lông mày, vừa nghĩ xem tiếp theo nên làm gì, vừa kéo ghế qua, sau đó thuận thế ngồi xuống, nhìn tới hai người Khương Tự phân phó, nói, truyền tin về gia tộc, báo cáo chuyện này cho bọn họ biết, xin ý kiến có nên tiếp tục làm nhiệm vụ hay không. Ồ, nói tới đây khương nhàn đột nhiên dừng lại trái tim bỗng nhiên co rút y phát hiện sự tình không thích hợp chân nếu như không nhớ lầm vừa rồi y kéo ghế qua chạm phải một cái chân thân thể bị mồ hôi lạnh thấm ướt khương nhàn chớp mắt từ cả ra đầu gian phòng chỉ có ba người bọn họ khương tự khương kỳ đang ở trước mặt vậy cái chân kia là của ai cưỡng ép không quay đầu nhìn lại khương nhàn đứng bật dậy soát một cái vọt ra sau lưng hai đại hộ vệ vương tọa tới lúc này khương tự khương kỳ tựa hồ mới phát hiện ra sự tình không đúng lập tức tiến lên một bước bảo hộ khương nhàn ở sau lưng đồng thời rút kiếm chỉ một bên khác khanh tiếng kiến minh du dương quanh quẩn trong căn phòng hơi mờ tối sau đó bốp 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 tiếng vỗ tay lạnh nhạt thanh thúy vang lên âm thanh không nhanh không chậm thế nhưng lại khiến ba người khương thị khẩn trương đến cực độ ai khương tự gầm thét một tiếng suy vang lên cho đến lúc này tam khương hoàn hồn mới thấy rõ một đạo hắc ảnh đang điềm nhiên ngồi ở trên ghế hắn tựa hồ hoàn toàn dung nhập vào phương thiên địa này tương tự giường tủ quần áo cái ghế các loại nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thường phát hiện không đúng chỉ sợ dùng linh niệm quét qua cũng không phát hiện có gì không ổn đây là một đạo nhân ảnh được bao phủ trong áo bào đen ngay cả mặt nạ bao tay cũng là màu đen chỉ có đôi mắt để lộ ra ngoài mơ nhà đục ngầu phảng phất đang tuổi xế chiều đã bước một chân vào quan tài nhưng ba người khương thị đồng thời chắc chắn tuyệt đối không có khả năng người bình thường sao có thể ẩn nấp tốt như vậy ngay cả vương tọa cũng không biết hắn đến từ lúc nào mấu chốt là bộ dáng y phục nếu như phát hiện sớm khương nhàn không cảm thấy có gì đặc biệt thế nhưng sau khi nghe khương kỳ phân tích cộng thêm tư liệu hỗ trợ bộ dáng người đang ngồi kia không phải thánh nô thủ tọa để bắt kiếm tên sao ba tôn am tới nhà ta tâm tính khương nhàn bạo tạc một khác trước y còn phân phó khương tự đưa tin về nhà nếu thật phải đối kháng thánh nô ít nhất cũng phải phái một vị thái hư mấy vị trảm đạo tới tốt nhất là có bán thánh tùy thời chú ý. Một giây sau, thánh nô thủ tọa người ta, trực tiếp xuất hiện ở trong phòng. Chuyện quái gì thế này? Khương nhàn kém chút nữa bạo tạc tại chỗ, vừa rồi đụng phải bàn chân kia, e rằng sau này sẽ biến thành ác mộng. Ngươi, ngươi, ngươi. Khương nhàn nói năng lộn xộn ngươi nửa ngày, cuối cùng vẫn không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Tâm tính y có mạnh đến đâu, cũng chỉ là so với người đồng nớ. Đứng trước mặt thần thoại, suy cho cùng, y vẫn chỉ là một con run dế có chút thân phận mấu chốt là đối phương căn bản không sợ thân phận của y để bắt kiếm tiên hắn chính là nam nhân ngay cả thánh thần điện cũng dám chính diện ngạnh cương khương nhàn không nói thành lời khương tự run run đối chiếu thân ảnh trước mặt với tư liệu trên bàn chỉ có khương kỳ nhanh chóng lấy lại tinh thần để bắt kiếm tiên trong lòng hồi hộp một chút nhịp tim tam khương gia tốc không nói ra cái tên này còn tốt bốn chữ kia vừa ra âm thanh hô hấp trong phòng liền đột nhiên biến mất ngay cả khương kỳ cũng không ngoại lệ suyệt hắc ảnh ngồi ngay ngắn trên ghế vẫn dựng thẳng ngón tay ra hiệu ba người chơi bối rối khương kỳ nhạy cảm cảm phát hiện một chi tiết người thường hô suỵt bốn ngón tay đều sẽ cong lại thế nhưng hắc bảo nhân trước mặt đặt tay trước môi bốn ngón tay thẳng tắp nâng cao căn bản không chút uốn lượn xem ra bình thường cũng là như vậy ánh mắt nhìn sang một cái tay khác bốn ngón tay phía sau bao tay đồng dạng thẳng tắp không có chút nét gấp tám ngón tay lần này ngay cả khương kỳ luôn tỉnh táo cũng cảm thấy nội tâm mát lạnh kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người